Giờ khắc này từ trên người Cù Vận Bạch toát ra vẻ kiều mị mị hoặc khiến bên dưới Triệu Quốc Đống lập tức dựng đứng như chào cờ, vẻ phong tình của người đàn bà thành thục lúc này bộc lộ hết cả khiến Triệu Quốc Đống hận không thể tiến vào thân thể đối phương một lần nữa. Cù Vận Bạch cũng lập tức cảm nhận được biến hóa thân thể của đối phương, lại gõ đầu Triệu Quốc Đống phát nữa. Cả ngày chỉ biết việc này, cũng không biết em làm phó chủ tịch huyện như thế nào nữa, các cô gái ở bên cạnh em cũng phải cẩn thận. Vẻ xinh đẹp tràn ngập nữ tính của Cù Vận Bạch khiến trong tim Triệu Quốc Đống thấy dịu dàng vô cùng, hắn dán sát vào người đối phương hít sâu một hơi. Vận Bạch, có thể biết chị đúng là vận may của em. Ừ, chị cũng vậy. Cù Vận Bạch giống như một ma nữ thiên biến vạn hóa, từ sự mị hoặc của tình nhân chuyển thành sự thương yêu nồng nàn đầy nữ tính mà không hề gượng gạo khiến Triệu Quốc Đống cứ trầm mê trong đó mà không thể tự thoát ra được. Mãi hồi lâu sau, Cù Vận Bạch mới lại trở lại chính đề. Quốc Đống, nếu em thật sự cần một người thích hợp thì em họ của chị có thể được đó. Em họ của chị, Cù Vận Lam. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Em quen sao? Cù Vận Bạch có chút ngạc nhiên, quan hệ giữa cô và người em họ này rất đặc biệt, đứa em họ này gần như chưa bao giờ qua lại với cô mặc dù ở Giang Khẩu cũng tính là một người có danh tiếng. Phó giám đốc nhà hàng Giang Thành, em có thể không biết sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Chu Tinh Văn thích ăn cơm ở đó nhất. Em cũng tới đó vài lần. Ôi, Vận Lam đã không còn là phó giám đốc nhà hàng Giang Thành. Nhà hàng này đã thay đổi theo hình thức đầu tư cổ phần, chị cùng nó đều không thích làm lãnh đạo vui cho nên tự nhiên bị gạt bỏ ra ngoài. Cù Vận Bạch nói xong liền cười chua xót, từ sau khi Mao Đạo Lâm rời khỏi Giang Khẩu thì dường như những lãnh đạo mới tới đều có cái nhìn với hai chị em cô. Mình thì bị vứt xó ở phòng du lịch còn Cù Vận Lam cũng chịu cảnh cá trong chậu. Điều này làm cho Vận Lam oán phẫn với thái độ của mình, cho là mình liên lụy đến nó. Mà Vận Lam cũng giống như mình đều là dạng phụ nữ có tâm tự sự nghiệp mãnh liệt, ở phương diện này thì hai chị em rất giống nhau. Triệu Quốc Đống lập tức minh bạch chuyện cũ ẩn dưới nụ cười chua xót, khẽ hừ một tiếng. Nơi này không giữ người thì còn có chỗ khác, chỉ cần chị cảm thấy được là không thành vấn đề, chờ bên này định xong thì chị bảo Vận Lam đến là được. Cù Vận Bạch lại một lần nữa hiểu thêm về cách làm việc quyết đoán và nhanh nhẹn của Triệu Quốc Đống. Từ giấc ngủ say tỉnh lại, Triệu Quốc Đống đã đứng dậy gọi điện thoại còn Cù Vận Bạch thì nằm dưới chăn mỏng mặc sức hưởng thụ sức sống phấn chấn mà buổi sớm mang đến. Nghe thấy Triệu Quốc Đống bảo đối phương chú ý quản lý tài chính, chuẩn bị 20 triệu, đối phương dường như cũng chỉ hỏi đơn giản một chút mà thôi. Em trai của em à? Cù Vận Bạch nâng thân thể mỏi như dậy, đôi đồi thịt căng mẩy bật lộ hẳn ra ngoài. Ừ, là Thường Xuyên, em còn chưa kể qua chuyện trong nhà với chị nhỉ. Thường Xuyên là cậu tư, tính tình trầm ổn, Đức Sơn là cậu ba, tính cách có phần thô lỗ nhưng hào sảng trượng nghĩa cho nên kết giao bạn bè rộng rãi. Nhưng sự vụ bình thường ở công ty thì vẫn do Thường Xuyên xử lý, em còn một cậu út tên Vân Hải đang học đại học. Ừ, nhưng theo chị thấy thì đại sự công ty đều do em quyết định, việc điều động một hai chục triệu giống như vừa rồi em đều không hỏi qua sao. Cù Vận Bạch cười. Em chỉ là vạch phương hướng chiến lược cho bọn nó, công việc hàng ngày trong công ty thì em không hỏi đến. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Phương hướng chiến lược, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sự trưởng thành và phát triển của một công ty được quyết định chủ yếu bởi phương hướng chiến lược, nếu nói công ty này do một tay em sáng lập cũng không đủ. Cù Vận Bạch biết Triệu Quốc Đống không muốn kể công nên lắc lắc đầu. Triệu Quốc Đống dường như cảm nhận được sự lo lắng của Cù Vận Bạch. Vận Bạch. Chị không biết chuyện nhà của chúng em, ngày sau chị thấy Đức Sơn và Thường Xuyên thì sẽ biết. Quyển 5, chương 55, cơ hội. Hốt luân nuốt táo là một thành ngữ khá nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc. Có người nói nó xuất phát từ đời Nguyên trong quyển Trạng Nguyên Tĩnh Ngữ, có người nói nó xuất phát từ Viên Ngộ Thiền Sư đời Tống trong Bích Nham Lục. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã sớm đã coi nơi này là Bích Nham. Viên Ngộ Thiền Sư là một vị danh nhân Phật Tông nổi tiếng. Mà thành ngữ hốt luân nuốt táo đương nhiên cũng có từ thời đó. Mà rừng tóa sau lưng ngôi chùa đổ nát cũng đã kiểm chứng cho suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, có lẽ đây là nơi Viên Ngộ Thiền Sư đã ngồi tĩnh tu. Hiếm khó nhất chính là rừng táo của núi Hốt Luân, mặc dù chỉ là rừng táo bình thường nhưng có thành ngữ kia khiến giá của nó tăng lên nhiều. Nếu như có thể tuyên truyền, vận chuyển thì khu rừng này sẽ là nơi để cho khách du lịch tới thưởng thức hương vị hốt luân nuốt táo. Ngoài thành ngữ đó ra thì điều làm hai anh em họ Đào chú ý nhất chính là suối nước nóng và suối lạnh phân bố khắp dãy núi. Núi Hốt Luân có địa thế tương đối bằng phẳng, hoàn toàn có thể làm một trụ sở du lịch. Suối nước nóng phong phú đúng là nơi trời sinh để dưỡng sức khỏe,
mà những suối lạnh lại là nơi tốt để rèn luyện tâm tính. Nơi này chỉ cần có thể thêm chim muông tới hót, cùng với các con đường giải đá đi trong rừng thì đúng là nơi tuyệt đẹp để thu hút du khách. Hai anh em họ Đào cũng không giỏi che giấu vẻ mặt của mình, Triệu Quốc Đống có thể từ vẻ vui mừng trong mắt của đối phương mà biết bọn họ thích nơi này hơn Kỳ Lân Quan. Dù sao Kỳ Lân Quan chỉ là một trụ sở tôn giáo, có lẽ hấp dẫn được các thiện nam tín nữ, nhưng người tiêu tiền trong số bọn họ không cao. Trừ khi Kỳ Lân Quan có thể có danh tiếng như Nga Mi Báo Quốc Tự hay là Bạch Vân Quan Bắc Kinh. Nhưng núi Hốt Luân thì khác, có suối nước nóng, nước lạnh, có thành nữ Hốt Luân nuốt táo, còn có hồ Bích Thủy, Điểu Minh Giản và các con đường giải đá, các nơi đều có lịch sử lâu đời, thêm phong cảnh tuyệt đẹp của nó, hoàn toàn có thể tạo thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể xây dựng khu nghỉ dưỡng khổng lồ ở đây. Đương nhiên muốn thực hiện ý tưởng này thì không có tài chính sung túc là không thể. Hơn nữa thời gian đầu đừng mong lãi nhiều, sau khi hệ thống giao thông được giải quyết thì tài chính sẽ là lực cản lớn nhất. Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch lại khá nhàn nhã. Núi Hốt Luân nếu như muốn đi xem hết thì phải mất vài ba ngày, càng đi vào trong núi thì đường càng khó đi, cảnh sắc cũng rất yên tĩnh, Điểu Minh Giản rất sâu, chim có thể bay trong đó, người ở đây trở nên rất nhỏ bé. Mấy người Hạ Bách Linh đều vui vẻ, gần như mỗi chỗ danh thắng nổi tiếng đều tới. Điều này làm Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu há hốc mồm. Khách Chiết Giang không ngừng hỏi, hai người bọn họ đúng là không chống đỡ được. Rất nhiều truyền thuyết dân gian bọn họ chỉ nghe thấy mà không hiểu ý nghĩa. Chủ tịch Triệu, mấy người Chiết Giang hỏi chi tiết quá, việc gì cũng phải hỏi tận gốc vấn đề. Làm tôi và Bí Thư Vương nhiều lúc không biết nên trả lời như thế nào. Quế Toàn Hữu nói, tít, ngài nói mấy người Chiết Giang thật sự muốn khai thác nơi này. Bọn họ muốn khai thác suối nước nóng sao? Vương Nhị Khải suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng tôi thấy bọn họ cũng rất hứng thú với truyền thuyết trong xã, triều đại gì, danh nhân gì đều muốn hỏi rõ ràng, đâu có giống khai thác suối nước nóng. Triệu Quốc Đống gật đầu, Vương Nhị Khải này đúng là biết suy nghĩ, có thể nhìn ra người Chiết Giang không chỉ nhằm vào suối nước nóng. Lão Vương, Lão Quế, nhà kinh doanh Chiết Giang rất khôn khéo. Bọn họ tuyệt đối không chỉ vì mấy suối nước nóng mà gióng trống khua chiêng tới đây khai thác. Các anh nghĩ xem làm đường và các phương tiện trụ cột như điện nước cần bao nhiêu. Chỉ vài suối nước nóng thì bao giờ mới có thể thu hồi vốn. Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Vương, Lão Quế, phải nhìn xa một chút. Tôi còn phải lừa bọn họ, để bọn họ làm một hạng mục rất lớn ở chỗ chúng ta. Một khi bọn họ thấy có khả năng thì nhất định sẽ làm tớ cùng. Nói như vậy ngài có chút nắm chắc ở việc này. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút lời của Triệu Quốc Đống. Làm hết sức mà, phải thử mới biết được. Triệu Quốc Đống không trực tiếp trả lời. Hạng mục này mà thành công thì sẽ liên quan tới xã Anh và thị trấn Mã Thủ. Phía sau núi thông với đâu? Hình như là xã Lương Sơn, ừ, còn có xã Đắng Khê. Vương Nhị Khải suy nghĩ một chút rồi nói. Đều là xã miền núi, từ bên kia căn bản không thể tiến vào. Triệu Quốc Đống tính toán một chút, nếu như xung quanh đều là núi, nếu như thật sự làm một khách du lịch thì dễ làm hơn vì ít phải di rời dân chúng. Ở đây có nhiều dân cư không? Không nhiều mấy, bên xã tôi, Mã Thủ thì có khoảng 10 hộ, Lương Sơn và Đãng Khê càng ít hơn. Có ai muốn làm nhà ở sâu trong núi thế này? Có điều kiện thì sớm chuyển đi rồi. Vương Nhị Khải nói. Triệu Quốc Đống gật đầu, người ít mới là phong cảnh tự nhiên, như vậy mới hấp dẫn được khách du lịch. Quốc Đống, Lão Đào và Lão Hạ mời cậu xuống ngồi một chút. Chu Quốc Bình gọi với lên. Đến đây. Triệu Quốc Đống cười nói. Xem ra có trò hay. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, đám người Hạ Bách Linh, họ Phong và anh em họ Đào rất thích phong cảnh núi Hốt Luân, Kỳ Lân Quan. Nhưng cả khu vực dài mười mấy km, dù là lúc đầu không tính tới khai thác phía sau núi Hốt Luân thì nếu muốn làm một khách du lịch, anh em họ Đào tính qua ít nhất đầu tư 60 triệu. Hạ Bách Linh và Phong Việt Nhân cũng có ý nhưng hạng mục lớn như vậy làm bọn họ có chút lo lắng. Hơn nữa dù hai người này chấp nhận đầu tư thì vẫn còn thiếu vốn. Triệu Quốc Đống trao đổi qua với mấy người này, nói rõ huyện sẽ toàn lực thu hút đầu tư từ ngoài vào, hơn nữa sẽ ủng hộ vấn đề giải phóng mặt bằng. Nhưng thủ tục cụ thể cần lãnh đạo của huyện bàn rồi mới có thể quyết định. Điều này làm anh em họ Đào và hai người Hạ Bách Linh có chút thất vọng. Nhưng Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ hắn sẽ giúp liên lạc một nhà đầu tư chấp nhận góp cổ phần vào hạng mục này. Điều này lại làm bốn người vui mừng. Ba ngày qua làm đám người Hạ Bách Linh rất hài lòng,
nhất là khi Triệu Quốc Đống tiết lộ nhà đầu tư kia có thể chính là công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng, anh em họ Đào và hai người Hạ Bách Linh càng vui vẻ hơn. Dù sao có thể hợp tác với một công ty có thực lực tài chính mạnh như vậy thì sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Đưa mọi người tới tận quốc lộ 915, Triệu Quốc Đống mới buồn bực về Hoa Lâm. Ba ngày triền miên trong bể dục làm Triệu Quốc Đống thấy thoải mái. So sánh với Đường Cẩn và Khổng Nguyệt thì Cù Vận Bạch chín hơn nhiều. Cô mặc dù trước đó cũng chưa từng có quan hệ với ai, nhưng sau khi nếm thử thì đã phóng khoáng hơn nhiều. Đêm nào cũng quên cả trời đất, Cù Vận Bạch rất kiên quyết muốn theo đám người Chu Quốc Bình về Ando, điều này làm Triệu Quốc Đống không biết sau này mình sống như thế nào. Hắn dành thời gian cùng Tương Uẩn Hoa lên phố Quỷ Hoa, Ando. Triệu Quốc Đống phát hiện quan hệ của mình và Tương Uẩn Hoa gần hơn không ít. Xem ra nghiên bút kia rất được Tương Uẩn Hoa thích, vì thế sau khi tới phố Quỷ Hoa, Tương Uẩn Hoa dành nhiều thời gian chọn đồ sứ cổ, giống như hy vọng có thể tìm được hàng tốt như Triệu Quốc Đống. Mặc dù phố Quỷ Hoa không thể bằng được Phan Gia Viên ở Bắc Kinh, nhưng đây coi như là nơi mà những tay chơi đồ cổ tỉnh An Nguyên tụ tập. Hàng hóa buôn từ các xã, huyện xung quanh được mang tới, có đủ mặt hàng từ đồ sứ, đồ đồng, thư họa. Triệu Quốc Đống và Tương Uẩn Hoa đi mất 2-3 tiếng ở con phố Quỷ Hoa chưa đầy 1 km này. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết Tương Uẩn Hoa đã hơn 40 mà sao còn hăng hái như vậy. Chiều hôm qua Triệu Quốc Đống nhận được điện của Tương Uẩn Hoa thì mới chạy khỏi Hoa Lâm. Sáng hôm nay lại cùng Tương Uẩn Hoa đi dạo trên phố. Mặc dù không mua mấy thứ nhưng sở thích của người chơi đồ cổ là xem xét, hỏi nguồn gốc. Sau khi Triệu Quốc Đống giới thiệu vài cửa hàng ở con phố này, Tương Uẩn Hoa càng thêm hăng hái. Nếu không phải Triệu Quốc Đống nhắc đã 12 giờ trưa thì Tương Uẩn Hoa còn muốn đi thêm lúc nữa. Ăn trưa xong, Triệu Quốc Đống đưa Tương Uẩn Hoa về khách sạn Ando. Tương Uẩn Hoa đến tham gia hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh. Y cùng trưởng ban tổ chức cán bộ Mục Cương và phó trưởng ban tổ chức cán bộ Khang Chỉ Anh tới tham gia hội nghị. Quốc Đống, gần đây công tác của cậu làm rất được. Quốc lộ Tân Hoa, quốc lộ Bồng Hoa cùng khởi công. Đừng nói là ở Hoa Lâm mà còn tạo tiếng vang không nhỏ ở cả thị xã. Tương Uẩn Hoa nói. Tương Uẩn Hoa mặc dù là thuận miệng nói ra nhưng Triệu Quốc Đống lại rất cẩn thận nói. Bí thư Tương, đây không phải công việc của mình tôi làm ra. Bí thư Châu, Chủ tịch La và các đồng chí khác đã làm nhiều công việc. Tôi chẳng qua chỉ là làm trung gian dẫn mối với sở giao thông mà thôi. Trước mặt tôi còn khiêm tốn ư. Tương Uẩn Hoa cười nói. Ai làm? Ai có tác dụng chủ yếu thì chẳng lẽ còn giấu được người sao? Cậu nghĩ chúng tôi đều mắt mù, tai điếc sao? Tôi mặc dù không phụ trách kinh tế nhưng cũng biết chuyện này. Chẳng qua quốc lộ Bồng Hoa thì cậu nên nắm chắc thời gian, nếu không Lữ Tòng Vinh cùng Lý Đỉnh Nam đúng là thù cậu cả đời. Quyển 5, chương 56, thép tốt dùng làm lưỡi đao. Lời của Uẩn Hoa mang theo hương vị trêu chọc khiến Triệu Quốc Đống mỉm cười. Bí thư Tưởng, nếu muốn đưa Bồng Hoa trở thành quốc lộ thu phí thì không đơn giản như vậy, nói thật, lúc trước dụ dỗ công ty Hồng Hưng và công ty Thái Hoa lên thuyền thì không hẳn là không có phần lừa gạt. Nhưng nếu đã lên thuyền thì mọi người phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhìn về một hướng đúng không? Giám đốc Lữ và Cục trưởng Lý không có khả năng không có chút quan hệ nào ở trên tỉnh, bọn họ không thể kêu giúp Hoa Lâm chúng tôi được sao? Hoa Lâm chúng tôi không muốn thái độ bất cần, cũng không phải cứ lên thuyền rồi thì không quản không hỏi. Nhưng nếu cảm thấy một việc lớn như vậy mà chỉ dựa vào một mình chính quyền huyện Hoa Lâm mà có thể làm được thì đúng là quá coi trọng chính quyền huyện Hoa Lâm chúng tôi rồi. Tương Uẩn Hoa cười ha ha. Cái cậu này, tôi biết ngay là cậu lại thả thòng lọng với hai công ty kia mà, như thế rất tốt, lên thuyền giặc thì dễ chứ rời thuyền thì khó. Chẳng qua cậu cũng đừng đắc tội quá sâu với lão Lữ và lão Lý, công tác sau này của cậu còn cần rất nhiều sự ủng hộ của bọn họ đó. Bí thư Tưởng, ngài yên tâm. Chuyện này tôi ghi nhớ trong lòng, chỉ là tôi cố ý kéo dài và dồn trước, nếu họ không nhiệt tình làm thì phải ủng hộ Hoa Lâm chúng tôi ở phương diện khác. Triệu Quốc Đống nói với vẻ thông suốt. Ừ, bên lão Lữ thì tôi đã nói rồi, ngân hàng công thương nhiều tiền mà, nếu năm nay bên Hoa Lâm các cậu có hạng mục gì tốt cần thu hút đầu tư thì cậu có thể đi tìm hắn. Tưởng Uẩn Hoa cũng không nhắc tới Lý Đỉnh Nam. Triệu Quốc Đống hiển nhiên cũng biết Lý Đỉnh Nam đi lại rất thân cận với Mạch Gia Huy và không cùng đường với Tưởng Uẩn Hoa. Bí thư Tưởng, ngài không cần phải nhắc, huyện để cho tôi quản lý công tác thu hút đầu tư, bản thân tôi thực sự muốn làm một vài hạng mục về định cư ở Hoa Lâm, coi như là cống hiến chút ít cho Hoa Lâm. Ủa, cậu có đầu mối rồi à? Tưởng Uẩn Hoa quan tâm hỏi.
Triệu Quốc Đống giới thiệu qua tình hình núi Hốt Luân và xã Kỳ Lân, ánh mắt Tưởng Uẩn Hoa sáng bừng lên. Hắn chính là lập nghiệp từ bí thư khu ủy khu Mã Thủ nên giờ nghe thấy có thể khai thác tài nguyên du lịch bên Mã Thủ thì trong lòng rất vui mừng, có điều hắn đột ngột trầm tư không nói khiến Triệu Quốc Đống có chút kỳ quái. Quốc Đống, mặc dù cậu tới tạm giữ chức phó chủ tịch huyện nhưng bí thư Kỳ và tôi đối với ý tưởng cán bộ hạ phái tạm giữ chức rèn luyện không còn giống như trước, bởi vì thời gian tạm giữ chức của các cậu tương đối dài, 3 năm, thời gian này cũng đủ để các cán bộ từ trên tỉnh xuống như cậu thi triển tài năng. Cho nên bí thư Kỳ và ý của tôi chính là đối với các cán bộ như cậu thì thị ủy suy xét thấy không đối xử như cán bộ tạm giữ chức mà phải giống như cán bộ nhậm chức bình thường, phân công nhận chức cứ dựa theo tình hình các cậu trước mắt. Triệu Quốc Đống lẳng lặng lắng nghe, hắn biết Tưởng Uẩn Hoa đột nhiên đề cập đến đề tài này thì chắc chắn là có dụng ý. Ý tứ của thị ủy rất sâu sắc, nếu như nhóm cán bộ tạm giữ chức các cậu thể hiện được năng lực đặc biệt xuất sắc thì chúng tôi sẽ suy xét giao thêm trọng trách. Tỷ như cân nhắc cho vào thường vụ huyện ủy, thậm chí đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực. Trong lòng Triệu Quốc Đống nhảy dựng lên, âm điệu lời nói của Tưởng Uẩn Hoa rất bình tĩnh nhưng trong đó đều có ẩn ý, đó chính là nếu mình có biểu hiện đột phá thì có thể lọt vào tầm khảo sát của thị ủy. Quốc Đống, hiện giờ Ninh Lăng sắp lên cấp, hạ tuần tháng 12 sẽ tuyên bố chính thức, liền đó sẽ triệu tập hội nghị ba cấp toàn thành phố, việc lên cấp thì sẽ không thể tránh khỏi việc thay đổi lớn về nhân sự. Cậu phải nắm chắc thời cơ và bắt lấy cơ hội. Tưởng Uẩn Hoa trầm ngâm nói. Gần đây Bí Thư Châu và Chủ tịch Miêu của huyện cậu qua lại thường xuyên với thị ủy, Bí Thư Kỳ cũng trưng cầu ý kiến về việc tăng bổ nhân tuyển thường vụ huyện ủy và phó chủ tịch thường trực cho huyện ủy các cậu. Tôi kiến nghị sau khi lên cấp thì sẽ thống nhất tiến hành điều chỉnh và Bí Thư Kỳ cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Phó chủ tịch Liêu chắc là sẽ tiếp nhận phó chủ tịch thường trực huyện. Triệu Quốc Đống hỏi có hơi nghi ngờ. Lão Liêu thì tuổi khá lớn, hơn nữa bằng cấp cũng hơi thấp, thị ủy cho rằng hắn không phải là nhân tuyển thích hợp nhất. Tưởng Uẩn Hoa lắc đầu. Thời gian của cậu quá ngắn, nếu muốn bắt lấy kỳ ngộ thì nhất định phải có được thành tích gì đó thì mới có thể thuyết phục người khác, thép tốt thì dùng làm lưỡi đạo, cậu có hiểu ý của tôi không? Triệu Quốc Đống gật gật đầu nhưng nghiền ngẫm ra. Tôi hiểu được. Bản chất Lão Hải rất tốt, công tác và tư tưởng nếu có chuyện gì thì phải báo cáo với hắn nhiều vào. Trong lòng Triệu Quốc Đống chợt run lên, gật đầu trịnh trọng nói. Bí thư Tưởng, ngài yên tâm, tôi biết làm thế nào. Tưởng Uẩn Hoa gật gật đầu hài lòng rồi không nói gì thêm. Trên đường từ An Đô về Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống cân nhắc trong lời của Tưởng Uẩn Hoa có nhiều điểm chưa thấu, lời của người trong quan trường đều cầu sự hàm xúc, Tưởng Uẩn Hoa cũng có nguyên nhân vì Liễu Đạo Nguyên, hơn nữa mình cũng đã có hai lần tiếp khách khá hợp ý cùng hắn nên mới có thể thấu triệt được như thế. Ý tứ của Tưởng Uẩn Hoa rất rõ ràng, chỉ sợ hạng mục khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân là một thủ đoạn làm lóa mắt, thời điểm này cần phải đẩy nó lên không chút do dự. Hai hạng mục giao thông lớn đã giúp mình giành được khá nhiều hy vọng của mọi người, nếu như có thể đẩy hạng mục khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân lên thì chắc chắn sẽ càng củng cố thêm ưu thế của mình. Chẳng trách mỗi lần hội nghị thì Châu Trì Trường đều chỉ nói lướt qua hai hạng mục giao thông lớn. Khó trách thời gian này Miêu Nguyệt Hoa cũng chiếm lấy chiếc Santana của hội nghị hiệp thương chính trị về dùng để chạy lên Ninh Lăng. Vốn mình còn tưởng cô bị mình kích thích nên cũng muốn chạy đi tìm vài hạng mục, ai ngờ là lại đi cùng đường với Châu Trì Trường lên trên để vận động chuyện tiến vào thường vụ huyện ủy và phó chủ tịch thường trực huyện. Triệu Quốc Đống vốn tính toán làm quy hoạch hạng mục du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân này tỉ mỉ một chút. Đồng thời bên ủy ban nhân dân cũng phải nghiên cứu cẩn thận xem làm thế nào để phát triển sản nghiệp du lịch đi đôi với bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, song song với đó là bảo đảm khu du lịch phát triển theo hướng lâu dài, hơn nữa cũng phải nghiên cứu xem cuối cùng là dùng phương thức nào để thực hiện và đầu tư hợp tác cùng phát triển. Nhưng giờ xem ra cần phải nắm chắc thời gian, cũng cần phải làm trước thời hạn, ký tạm một hiệp định sơ bộ cũng là một biện pháp tốt. Triệu Quốc Đống không muốn bởi vì chính trị mà làm cho ngày sau phát sinh vô số sự tình phải tranh luận nhưng cũng không muốn vì nguyên nhân này mà phụ với ý tốt của Tưởng Uẩn Hoa. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống liền lấy điện thoại ra định liên hệ với công ty Tinh Hán một chút, nhưng sau khi nghĩ lại thì Triệu Quốc Đống liền loại bỏ ý nghĩ này mà gọi điện thoại ngay cho Triệu Trường Xuyên, yêu cầu hắn phái người nắm chắc thời gian tiếp xúc liên hệ với công ty Tinh Hán, từ phương diện nước suối Thương Lãng để thúc giục công ty Tinh Hán nắm chắc thời gian. Sau khi trở lại Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống liền làm một báo cáo toàn diện về hạng mục khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân với La Đại Hải. La Đại Hải thấy Triệu Quốc Đống đột nhiên đẩy ra hạng mục này thì khá kinh ngạc, lúc trước hắn cũng mơ hồ nghe nói Triệu Quốc Đống cùng Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu đi lại thân cận, gần như tuần nào cũng phải đi tới xã Kỳ Lân một chuyến,
nhưng giờ xem ra mình đã hiểu lầm đối phương. Quốc Đống, vì sao một hạng mục lớn như vậy mà cậu không nói sớm một chút? La Đại Hải tuy rằng nhíu mày nhưng trong lời nói cũng không che giấu được sự vui sướng. Chủ tịch La, chuyện này đúng là cần phải trách tôi. Đây vốn là công tác của Phó Chủ tịch Tân, bởi vì tôi có người quen ở bên Ủy ban Tôn giáo tỉnh cho nên định giúp Phó Chủ tịch Tân về chuyện xác định xã Kỳ Lân làm nơi dành cho các hoạt động tôn giáo hợp pháp lúc trước. Không ngờ thông qua người quen giới thiệu nói xã Kỳ Lân này có phong cảnh đẹp cho nên tôi mới có ý định thu hút đầu tư du lịch. Nhưng các công trình cơ sở bên xã Kỳ Lân quá kém, tôi cũng tìm một vài người bạn liên hệ hỗ trợ nhưng giai đoạn trước mắt cũng chỉ có công ty Tinh Hán xuất hiện mới xem như là có chút mặt mũi. Hơn nữa tuần trước người bạn của tôi đã mời mấy người phụ trách công ty Tinh Hán đến xã Kỳ Lân và núi Hốt Luân đi dạo một vòng. Tuy rằng bọn họ rất xem trọng tài nguyên du lịch núi Hốt Luân và xã Kỳ Lân nhưng dự tính muốn khai thác thì lượng tài chính quá lớn, ước chừng mấy chục triệu, họ cảm thấy một nhà thì không chịu được cho nên đi liên hệ với các nhà đầu tư bên Chiết Giang. Tôi cũng bắt cầu dẫn lối giúp bọn họ tìm một ít nhà đầu tư có thực lực để xem bọn họ có thể bắt tay hay không. Hôm nay bọn họ chính thức trả lời rằng có ý nguyện khai thác phương diện này, cho nên tôi mới tức tốc từ An Đô trở về báo cáo ngay với ngài. Vẻ mặt của Triệu Quốc Đống cũng lộ rõ vẻ lo sợ bất an và tự trách, La Đại Hải thấy thế thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Quốc Đống, cậu cũng không cần tự trách, đây là chuyện tốt, tôi chỉ nói cậu nên báo trước ít tin tức, có như vậy thì huyện chúng ta cũng có thể tiến hành chuẩn bị suy xét toàn diện sớm. Chủ tịch La, sau này nhất định tôi sẽ chú ý. Triệu Quốc Đống gật gật đầu. Ừ, thực lực công ty Tinh Hán này thế nào? Số vốn đầu tư mà bọn họ chuẩn bị khai thác địa phương này là bao nhiêu? La Đại Hải quan tâm nhất là vấn đề này, một người trẻ tuổi một lòng một dạ công tác như Triệu Quốc Đống thật hiếm thấy. Hãy xem hắn mới đến có mấy tháng mà công tác được phân công quản lý sinh sôi nảy nở, hai hạng mục giao thông lớn được nhận số vốn đầu tư kiến thiết lớn chưa từng có trong huyện. Công ty Tinh Hán là một công ty tư doanh bên Chiết Giang, chủ yếu khai thác, kiến thiết và kinh doanh quản lý về nhà hàng khách sạn và tài nguyên du lịch, khách sạn Nhã Văn ở Miên Châu, An Sương là hạng mục kinh doanh kiến thiết khai thác của bọn họ. Nghe nói bọn họ còn vừa mới tiếp nhận làm nhà hàng Lam Sơn. Triệu Quốc Đống dừng lại một chút. Núi Hốt Luân xã Kỳ Lân có phạm vi hơn 10 dặm, dự tính đại khái của bọn họ là muốn chia làm 3 giai đoạn khai thác kiến thiết, tổng vốn đầu tư gần 100 triệu, giai đoạn đầu sẽ đầu tư 60 triệu để kiến thiết. La Đại Hải hít một hơi lạnh, giai đoạn đầu sẽ đầu tư 60 triệu. Con số này nghe thật khủng khiếp. Quốc Đống, thanh danh Lưu Hoa Cốc tôi cũng nghe nói qua. Nếu như công ty Tinh Hán này là nhà đầu tư khai thác Lưu Hoa Cốc thì tôi cũng không lo lắng. Chỉ có điều giai đoạn đầu mà đầu tư 60 triệu liệu có phải quá lớn hay không, công ty Tinh Hán liệu có thể chịu được khoản tài chính khổng lồ như vậy hay không. Huyện cũng không có khả năng hỗ trợ đồng nào, mà cơ sở thiết bị trong huyện cũng không có khả năng bỏ ra làm kiến thiết, tất cả đều chỉ do một mình bọn họ giải quyết đó. Triệu Quốc Đống nghe ra hàm ý của La Đại Hải, công ty Tinh Hán hứng thú lớn như vậy, nó có thực lực lớn như vậy sao? Đừng làm được nửa công trình rồi mang lên huyện rồi khi đó mới thật sự là một cái gánh nặng lớn. Chủ tịch La, tài chính huyện chúng ta đâu khó khăn đến như thế, không nên để tiền nhàn rỗi làm gì. Diện tích núi Hốt Luân xã Kỳ Lân không nhỏ, nếu muốn làm đồng bộ toàn bộ thì cũng phải mấy chục triệu. Một mình công ty Tinh Hán cũng không chịu được cho nên họ mới mời nhiều nhà đầu tư chung tay khai thác. Triệu Quốc Đống khẽ cười một tiếng. Giai đoạn một công ty chỉ chuyên biệt khai thác tài nguyên du lịch nên số vốn cần chuẩn bị tương đối lớn, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì bọn họ cũng không dám đường đột ra tay. Tôi cũng đặc biệt điều tra tình hình công ty bọn họ, tình trạng kinh doanh khách sạn Nhã Văn đang rất tốt, khách đến nhà hàng ở Miên Châu ngày một tăng, Lưu Hoa Cốc có thể nói là kiểu mẫu trong khai thác tài nguyên du lịch, cho nên tôi mới có thể mời công ty bọn họ tới đây khảo sát. Quốc Đống, chuyện này không phải là nhỏ. Ý kiến của tôi vẫn là để văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện thảo luận một chút rồi mới quyết định, mặt khác Lão Châu biết chuyện này chưa? Ánh mắt của La Đại Hải dừng lại trên mặt Triệu Quốc Đống. Bí thư Châu chắc là chưa biết được, tôi báo cáo với ngài chuyện này đầu tiên. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Ừ, vậy chúng ta phải thương nghị chuyện này cho tốt. La Đại Hải gật gật đầu thật mạnh. Bên huyện ủy thì tạm thời chưa nhắc tới, bảo Lão Vi, Lão Tân và Lão Uông tới đây. Chúng ta cùng nhau thương nghị, chờ bên này làm đầy đủ rồi chúng ta sẽ đưa lên hội nghị thường ủy để thảo luận. Trở lại văn phòng, Triệu Quốc Đống cân nhắc tâm tư của La Đại Hải, chuyện lớn như vậy mà chỉ có Ủy ban Nhân dân làm thì không được, chắc chắn phải đưa lên hội nghị thường ủy để nghiên cứu. Chỉ có điều ý của La Đại Hải cũng rất rõ ràng,
tạm thời không đưa lên hội nghị thường ủy, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người trong văn phòng ủy ban nhân dân huyện đều tham gia, hắn chỉ kêu Vi Biểu và Tân Tồn Hoán. Ý tứ trong chuyện này cũng khá vi diệu, Liêu Vĩnh Trung và Miêu Nguyệt Hoa đều bị gạt bỏ ra ngoài, chẳng qua loại chuyện này có thể giấu giếm được sao? Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quan hệ giữa La Đại Hải và Châu Trì Trường ngày càng căng thẳng, nhất là khi việc Châu Trì Trường rời đi đã được định, hai phe căng thẳng mà dường như Châu Trì Trường còn muốn bảo trì sức ảnh hưởng của mình trong huyện Hoa Lâm sau này. Điều này khó tránh khỏi sẽ khiến cho La Đại Hải bất mãn, nhất là ở thời điểm liên minh giữa Châu Trì Trường và Phương Trí Quốc sắp tan rã, La Đại Hải dường như cũng không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa. Triệu Quốc Đống cũng thở dài một hơi, thời điểm Hoa Lâm lên cấp sắp tới gần. Hoa Lâm xem ra cũng sẽ nghênh đón một cơn sóng thay đổi nhân sự lớn, nghe nói sau này Châu Trì Trường tới xã ủy làm chủ tịch ủy ban mặt trận thống nhất, nhưng nếu muốn tiến vào thường vụ xã ủy thì có chút khó khăn. Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc trong xã ủy hiện giờ cũng không phải ủy viên xã ủy, lúc này còn chưa xác định thường vụ xã ủy sau này sẽ có bao nhiêu người, có giữ nguyên số ủy viên xã ủy hiện giờ hay là tăng thêm 2 người. Hình như đến bây giờ ngay cả tỉnh cũng chưa xác định rõ. Liêu Vĩnh Trung không lên được vị trí phó chủ tịch thường trực huyện thì có vẻ xấu hổ, sau này dù là ai tới làm phó chủ tịch thường trực huyện thì Liêu Vĩnh Trung cũng phải giao chức trách cho người đó, mặc dù trong lòng nhất định không thoải mái nhưng việc phân công công tác liên tục này lại không biết lại gợi ra bao nhiêu cơn sóng. Vấn đề thay đổi nhân sự trong huyện phức tạp rối rắm khiến Triệu Quốc Đống hoa mắt chóng mặt, lắc lắc đầu mấy cái, cơn buồn ngủ thật khó chịu. Quyển 5, chương 57, Bí thư huyện ủy. Phó chủ tịch Triệu, chuyện này là thế nào? Vẻ mặt của Châu Trì Trường âm trầm đến dọa người. Công ty Tinh Hán của Chiết Giang đến huyện ta khảo sát tài nguyên du lịch, một sự kiện lớn như vậy mà tôi là bí thư huyện ủy lại không biết. Triệu Quốc Đống cảm thấy hơi sợ, hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ ra, tuy rằng hắn dựa theo yêu cầu của La Đại Hải cố gắng khống chế phạm vi ảnh hưởng của chuyện này ở mức nhỏ nhất nhưng công ty Tinh Hán có ảnh hưởng rất lớn ở tỉnh An Nguyên. Hơn nữa trong 1-2 tuần này thì đoàn khảo sát do công ty Ngôi Sao phái ra sẽ thường xuyên ra vào khu Mã Thủ, Kỳ Lân, lại còn dùng cơm ở Hoa Lâm, chuyện lớn như vậy thì so giấu giếm được ai chứ? Ôi, Bí Thư Châu, tôi nhớ đã từng báo cáo qua với ngài về công tác này. Một lần khi dẫn công ty Đại Hoa thành lập cơ sở nuôi trồng ở huyện ta thì tôi cũng đã báo cáo với ngài về dự định triển khai điều tra tài nguyên du lịch toàn huyện. Chọn lựa ra tài nguyên du lịch có điều kiện thích hợp sau đó sẽ chọn ra công ty khai thác tài nguyên cấp tỉnh thậm chí quốc gia. Kỳ thật công tác này chúng ta đã làm từ lâu nhưng giai đoạn trước chỉ có một ít công ty tới lướt qua chứ không có kết quả mang tính thực chất, cho nên tôi cảm thấy không cần thiết phải báo cáo. Qua 2 tuần vừa rồi công ty Tinh Hán Chiết Giang tỏ ra có hứng thú khá lớn, tôi cũng đã tiến hành tiếp xúc với bọn họ và cảm thấy bọn họ có thành ý. Nhưng suy xét thấy phương diện du lịch này là công tác do Phó Chủ tịch Tân phụ trách cho nên sau khi tiếp xúc với bọn họ giai đoạn trước thì đã giao cho Phó Chủ tịch Tân thay thế, tình hình bàn bạc cụ thể hiện giờ thì tôi cũng không được rõ lắm. Biết Triệu Quốc Đống dùng mấy lời giải thích này để bao biện chẳng qua hắn cũng không trông mong Triệu Quốc Đống có thể nói thật ra, hắn chỉ hy vọng đối phương có thể tỏ rõ thái độ. La Đại Hải thao tác gì sau lưng thì Châu Trì Trường đều rõ, xem ra đối phương cũng đã cảnh giác với hành động của mình. Ít nhất thì Miêu Nguyệt Hoa cũng đã hoàn toàn bị La Đại Hải ném quan một bên. Phó Chủ tịch Triệu, tôi biết trong khoảng thời gian này có không ít người ngồi lê đôi mách, nhưng tôi hy vọng là cán bộ đảng viên thì cậu cần phải giữ được đầu óc tỉnh táo, thực hiện tốt chức trách của mình đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật đảng. Bất cứ quyết sách trọng đại nào mà không thông qua hội nghị thường vụ huyện ủy thì đều vô ý nghĩa và phí công. Châu Trì Trường nói với giọng điệu sắc bén. Triệu Quốc Đống cũng có chút tức giận, mấy người là thần tiên đánh nhau. Tôi đây là người trần dính tao ương. Người đất cũng phải tức nữa là, bọn này cảm thấy mình là cán bộ ngoại lai tới tạm giữ chức thì nghĩ là quả hồng mềm phải không? Bí thư Châu, tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện có thiếu phần kết nối. Tôi đề nghị ngài có thể mời dự họp hội nghị liên tịch huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện rồi đưa một số hạng mục công việc trọng đại ra để tiến hành nghiên cứu. Như vậy vừa có lợi trong việc hóa giải mâu thuẫn mà cũng có thể giải quyết được vấn đề thực tế. Huyện ủy quyết định phương hướng, ủy ban nhân dân thực thi cụ thể, nhưng huyện ủy quyết định phương hướng cũng cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, còn ủy ban nhân dân huyện muốn thực thi cụ thể thì cũng phải cần đến lãnh đạo huyện ủy, tôi cảm thấy hội nghị liên tịch này chắc là có thể giải quyết được những vấn đề này. Triệu Quốc Đống cũng không muốn che giấu kiểu này, làm như vậy sẽ chỉ khiến người làm thực tế như hắn càng ngày càng bị động, càng ngày càng khó chịu.
La Đại Hải không muốn lúc sắp rời trước thì lại dính tới một hạng mục lớn liên quan tới sự phát triển sau này của huyện Hoa Lâm, cho nên vẫn cố gắng tránh sự ảnh hưởng của huyện ủy. Điều này không tránh khỏi khiến quan hệ giữa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện trở nên căng thẳng, Triệu Quốc Đống không muốn trở thành người vô tội gặp họa, do đó hắn kiến nghị Châu Trì Trường triệu tập hội nghị liên tịch để giải quyết vấn đề. Tuy rằng trong lời của Tưởng Uẩn Hoa có ẩn ý cảnh tỉnh mình rằng La Đại Hải có khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy của Châu Trì Trường, nhưng lời của Thái Chính Dương tuyệt đối cũng là chân lý. Nếu đã là bí thư huyện ủy thì chỉ cần ngày nào còn tại chức thì hắn vẫn là bí thư huyện ủy, nếu ai muốn mưu toan khiêu chiến quyền uy của hắn trong hạng mục công việc trọng đại thì là một sai lầm cấp bậc tuyệt đối không thể tha thứ được. Triệu Quốc Đống cảm thấy về điểm này thì La Đại Hải cũng không khôn ngoan. Nếu hắn muốn làm suy yếu sức ảnh hưởng của huyện ủy đối với khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân kia thì rất đơn giản. Bản thân là người có quyền lực cao nhất của ủy ban nhân dân huyện trong thao tác cụ thể, chỉ cần thao tác bên trên, hoạt động bên dưới một chút là có thể khống chế tiết tấu trong tay mình. Nhất là khi hắn là một phó chủ tịch huyện không thuộc hệ Châu Trì Trường, làm như vậy thì càng dễ dàng, muốn để hạng mục này nổi bật sau khi Châu Trì Trường rời đi cũng là việc dễ như trở bàn tay. Dựa theo lệ thường, Châu Trì Trường nếu như muốn tiến vào xã ủy thì không thể đợi khi Ninh Lăng lên cấp rồi mới từ nhiệm bí thư huyện ủy được, trước đó khoảng một tháng phải tiến vào xã ủy hoặc là tổ chủ bị công tác của ủy ban nhân dân, còn La Đại Hải thì hoàn toàn có thể lợi dụng đoạn thời gian kiêm nhiệm bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện để làm một loại hoạt động như là một nghi thức đặt móng, tạo lập hình tượng công trạng cho chính mình. Chuyện như vậy cũng chỉ đôi ba tháng, mà một hạng mục lớn như thế thì công tác giai đoạn đầu có rất nhiều công tác. Tiếp xúc phối hợp 3-4 tháng nữa mới lại đến ký kết hiệp nghị thì không ai nói gì được. Thấy Châu Trì Trường nhìn tới như có điều suy nghĩ, Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bí thư Châu, khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân là một chuyện trọng đại, huyện ủy tham dự quyết sách tuyệt đối là tất yếu. Nhất là công trình khai thác liên lụy tới 4 xã, đặc biệt là thị trấn Mã Thủ cùng xã Kỳ Lân của khu Mã Thủ dính dáng tới diện tích rất lớn, sự vụ nhiều. Sau này một khi song phương đã ký kết hiệp nghị xong thì có khá nhiều công tác cần lập tức thúc đẩy, mà tuổi của lão Hồ bí thư khu ủy khu Mã Thủ kiêm bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ lại quá lớn, thân thể cũng không tốt lắm. Tôi đề nghị có thể điều chỉnh nhân sự bên Mã Thủ để sau này huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện coi trọng nhanh chóng triển khai công tác. Châu Trì Trường mở to đôi mắt híp, việc này nhìn qua dường như là một giao dịch trắng trợn. Anh ủng hộ ý kiến điều chỉnh của tôi thì tôi có thể cấp cho anh một điển lễ khởi công hạng mục nở mày nở mặt cho anh trước khi đi, cho anh dù lên thị xã cũng có thể ngẩng cao đầu. Lần đầu tiên Châu Trì Trường bắt đầu coi trọng vị phó chủ tịch huyện còn quá trẻ này, xem ra lời đồn khá đúng, nhóm cán bộ tạm giữ chức này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Rõ ràng là Triệu Quốc Đống không thích cách làm của La Đại Hải, thu hút đầu tư hạng mục này là do Triệu Quốc Đống giật dây đưa tới. Nếu như có thể mau chóng đẩy mạnh là điều Triệu Quốc Đống vui nhìn thấy nhất. Thậm chí hắn có thể đoán ra ý đồ chân thật của Triệu Quốc Đống khi nóng lòng muốn làm thành hạng mục này, không ngoài việc tô đậm bảng thành tích, vì muốn tranh đoạt vị trí thường ủy mà chịu làm thêm kiếp con ngựa, thế nên bề ngoài nói ra yêu cầu điều chỉnh người đứng đầu bên Mã Thủ này chẳng qua chỉ là một đòn hỏa mù mà thôi. Châu Trì Trường mỉm cười, không đơn giản, tên này mới tới Hoa Lâm được bao lâu chứ? Muốn làm kinh tế thì không nói. Không ngờ cũng có thể chơi chiêu này, sau này lão La, lão Phương đúng là có một đối thủ đủ phân lượng. Ừ, nghe nói công ty Tinh Hán này khai thác du lịch ở Miên Châu và Lam Sơn không nhỏ, Tiểu Triệu, cậu cảm thấy triển vọng của Hoa Lâm chúng ta như thế nào? Châu Trì Trường chuyển hướng kiến nghị của đối phương. Số vốn đầu tư giai đoạn đầu là 60 triệu thì đã gần xong rồi. Nghe nói bọn họ sẽ xây dựng một sơn trang nghỉ dưỡng suối nước nóng dưới chân núi Hốt Luân và muốn kiến thiết một loạt công trình đồng bộ như quán bowling, sân tennis và bắn súng. Bọn họ còn có ý mở hạng mục khai thác dòng suối Đáng Khê, đương nhiên đây là kế hoạch sau này. Triệu Quốc Đống cân nhắc ngôn từ. Cá nhân tôi đoán rằng nếu tất cả mà thuận lợi cộng thêm việc chúng ta đẩy nhanh công tác thì chắc là có thể ký hiệp nghị trước Quốc Khánh. Khi nghe thấy có số tiền đầu tư là 60 triệu thì phản ứng đầu tiên của Châu Trì Trường cũng giống như La Đại Hải đều hít sâu một hơi, 60 triệu. 60 triệu chỉ trong giai đoạn đầu sao? Châu Trì Trường ổn định được tâm trạng liền hỏi một câu. Lượng công trình giai đoạn đầu rất lớn, nhất là còn xây dựng con đường từ xã Kỳ Lân tới núi Hốt Luân, chỉ sợ sẽ hao phí không ít, chủ yếu là không thể phá hủy môi trường sinh thái núi Hốt Luân và xã Kỳ Lân, riêng hạng mục này đã có số vốn gấp 2-3 lần rồi. Thôn trang và các loại phương tiện, khai thác đường du lãm trên núi, cáp treo, tu sửa khai quật các di tích lịch sử, mời truyền thông quảng cáo tuyên truyền tạo thế,
thậm chí có khả năng sẽ mời đài truyền hình trung ương và hải ngoại đến quay chụp phim tài liệu và quảng cáo tuyên truyền. Những việc này đều đốt rất nhiều tiền. Nói cách khác, thời điểm ký hợp đồng là khi những công tác này được triển khai đồng bộ, đến lúc đó thì e là thứ Bảy, Chủ nhật thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm chúng ta cũng không được rảnh rỗi. Châu Trì Trường trầm ngâm không nói gì, hắn cảm giác Triệu Quốc Đống cũng không phải nói khuếch đại, về vấn đề này thì đối phương cũng không cần phải đùa giỡn mình làm gì. Một công trình khổng lồ như vậy thì lượng công tác chắc chắn không nhỏ, 2-3 tháng cũng là bình thường. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, nếu hết thảy thuận lợi thì chỉ cần Hoa Lâm đẩy mạnh tốc độ công tác thì trong 2 tháng là có thể ký kết hiệp nghị. Xem ra lượng công tác bên khu Mã Thủ tương đối nhiều, mà tuổi lão Hồ cũng đã cao, thân thể cũng không tốt lắm, bản thân hắn cũng vẫn hy vọng được điều lên huyện. Phó Chủ tịch Triệu, hạng mục này vẫn do cậu dẫn đầu, sau này e là cậu còn phải tiếp tục chú ý hạng mục này, mặc dù lão Tân quản lý du lịch nhưng giai đoạn trước chủ yếu là dẫn hạng mục tới kiến thiết, cho nên trọng trách của cậu sẽ nặng hơn đó. Cậu cảm thấy ai thích hợp làm bí thư khu ủy Mã Thủ và bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ hơn? Triệu Quốc Đống cố gắng dìm sự vui sướng trong lòng, vẻ mặt càng thêm cung kính. Bí thư Châu, cán bộ phòng ban trong huyện từ trên xuống dưới thì ngài đều rõ như lòng bàn tay, tình hình khu Mã Thủ khá đặc biệt, bí thư khu ủy lại kiêm nhiệm bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ. Đối mặt với tình hình hiện tại thì việc phá bỏ và di rời nơi khác, chiếm đất, sửa đường đều khó giải quyết. Mà bên chúng ta cũng cần phải có hành động để bên phía đầu tư nhìn thấy được hiệu suất và sự quyết đoán của chính quyền huyện ta. Do vậy, cá nhân tôi cho rằng việc chọn người làm bí thư khu ủy Mã Thủ và bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ thì nhất định phải là một người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú và đảm phách hơn người. Vẻ mặt của Châu Trì Trường vẫn không đổi, nhân tuyển mà Triệu Quốc Đống đề xuất thì hắn cũng không thích lắm, thậm chí 2 năm này còn cố ý chèn ép, người nọ chắc cũng rất bất mãn với mình. Chẳng qua một bí thư huyện ủy đương nhiệm mà muốn người nào cũng hài lòng thì đúng là mò trăng dưới nước, nhận người hận mình cũng là một cách thể hiện tư cách, nếu như gặp phải kẻ có mắt không tròng thì mới là thất bại. Bất quá mình cũng sắp rời khỏi Hoa Lâm nên cũng không cần phải tính toán chi li, huống chi người nó cũng không phải là người hợp ý với La Đại Hải, giờ cứ cho Triệu Quốc Đống một nhân tình thì tất cả đều vui vẻ. Ừ, tôi hiểu rồi, cậu có thể đưa vấn đề và đề xuất nhân tuyển thích hợp ra hội nghị liên tịch để nghiên cứu. Quyển 5, chương 58, Hội nghị liên tịch đảng chính. Khi Quốc Đống bước ra khỏi văn phòng thì Châu Trì Trường không kìm nổi ngửa người tựa vào ghế nhắm mắt trầm tư. La Đại Hải không cam chịu ngồi yên, Phương Chí Quốc bằng mặt mà không bằng lòng, xem ra đều đang cân nhắc sau khi mình rời đi thì hành động như thế nào đây. Ánh mắt của tên Triệu Quốc Đống này thật tinh, không ngờ nhìn thấu được tình cảnh khó xử hiện giờ của mình và còn cho mình một nước cờ như vậy. Hội nghị liên tịch đảng chính. Trong ấn tượng thì ngoại trừ năm đầu tiên mình mới đến Hoa Lâm ra thì còn thi thoảng mới mở loại hội nghị thống nhất tư tưởng này, 2 năm gần đây thì về cơ bản là không hề có sự tồn tại của hội nghị này, không ngờ trước khi mình đi còn phải mở ra nữa. Điều này cũng chứng minh trong huyện cũng không xem trọng việc mình tới thành phố mới thành lập, Châu Trì Trường cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, tin tức của đám người này đều rất linh thông, không có gì có thể che giấu bọn họ được. Hươu chết về tay ai thì chưa biết được. Châu Trì Trường cười lạnh theo bản năng. Trưởng ban tổ chức Địch Hóa Dũng và bí thư chính pháp ủy Bàng Quân thì vẫn chịu nghe hỏi, nhưng tránh văn phòng huyện ủy Trịnh Lương Tài thì lại có phần chần chừ. Đại khái là nhìn thấy La Đại Hải có khả năng sẽ tiếp nhận vị trí của mình, chẳng qua chỉ cần gõ cho hắn một tiếng chuông cảnh tỉnh thì hắn cũng không dám có dị nghị gì. Châu Trì Trường đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, Triệu Quốc Đống là một nhân tài hơn nữa thủ đoạn cũng rất cao minh, La Đại Hải thì không nói tới, dù sao hắn cũng được làm bí thư huyện ủy 2 năm, nhưng còn Phương Chí Quốc, hừ hừ. Nếu hắn thế chỗ chủ tịch huyện của La Đại Hải thì e là không có nhẹ nhàng như vậy. Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu bố trí rồi, tuy rằng cũng có ít hỏa mù nhưng cũng không thể nói hắn không có tâm tư lôi kéo một đám người. Tiểu tử này đúng là biết nắm lấy cơ hội, Châu Trì Trường cười cười trong lòng, nếu La Đại Hải và Phương Chí Quốc không để mình vào mắt thì mình cũng không có gì để nói. Về phần Miêu Nguyệt Hoa thì mình xem như cũng không phụ lòng nàng, nhưng nàng hiển nhiên không phải là đối thủ để đấu với Phương Chí Quốc. Như vậy thì nâng Triệu Quốc Đống lên, coi như là cho huyện Hoa Lâm sau này có thêm ít việc vui đi. Châu Trì Trường đề nghị cử hành hội nghị liên tịch đảng chính đúng kỳ hạn, ai cũng biết hội nghị liên tịch đảng chính lần này chủ yếu nhằm vào chuyện gì, một là chương trình hội nghị sẽ thảo luận thủ tục thu hồi đất để kiến thiết, là thành viên theo đảng phái dân chủ, đối với lợi ích kinh tế thì hắn thờ ơ hơn rất nhiều lãnh đạo khác trong huyện, đó cũng là nguyên do lúc trước hắn ủng hộ Triệu Quốc Đống đi phụ trách đàm phán.
hắn cũng hiểu rằng một công trình khai phá khổng lồ như vậy mà chỉ hơi không cẩn thận một tí thì có thể sẽ trở thành tội nhân lịch sử, nhất là khi hoàn cảnh sinh thái bị phá hủy thì e là trăm năm cũng chưa chắc đã khôi phục lại được, đó là tai nạn. Tuy rằng lúc trước các lãnh đạo huyện cũng biết sơ sơ nhưng khi biết được nội dung cụ thể hạng mục khai phá thì vẫn đều bị rung động, nhất là con số 60 triệu tiền đầu tư làm cho bọn họ chấn động tinh thần, đã bao giờ số vốn đầu tư vào huyện Hoa Lâm vượt quá 10 triệu chưa? Nhiều năm rồi huyện Hoa Lâm gần như không có thu hút được hạng mục đầu tư nào, bất kể là trước đây Điền Ngọc Hòa điên cuồng thu hút đầu tư thì hầu như không có được hiệu quả khiến người ta hài lòng. Còn Triệu Quốc Đống chỉ mới có mấy tháng. Hạng mục giao thông thì miễn cưỡng có thể nói là hắn nhờ cán bộ có bối cảnh ở sở giao thông cùng với sự ủng hộ của gia đình để giải thích, nhưng còn hạng mục du lịch thu hút được số vốn đầu tư 60 triệu thì lợi ích ngày sau có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời mọi người đều không hề mở miệng nói, ánh mắt như vô tình đều hướng về phía người khởi xướng đang ngồi một góc vùi đầu viết lách, đừng nhìn Tân Tồn Hoán lúc này trông hăng hái phấn khởi nhưng tác giả chân chính hoạt động cũng chính là cái tên Triệu Quốc Đống này này. Châu Trì Trường và La Đại Hải đều ý thức được bầu không khí khá vi diệu, phảng phất như hội nghị liên tịch này đã chuyển thành do Triệu Quốc Đống mở, mà mọi người như đang đợi Triệu Quốc Đống lên tiếng, cứ như này thì rất xấu. Châu Trì Trường là người phá vỡ sự yên lặng đầu tiên. Phó Chủ tịch Tân đã đến núi Hốt Luân xã Kỳ Lân làm báo cáo tóm tắt công việc khu khai phát du lịch, những người ngồi ở đây chắc cũng hiểu biết sơ sơ. Phía trước mặt chư vị là chồng tư liệu về tình hình cơ bản sự phát triển và cấu thành của các nhà đầu tư. Khu danh Lam Thắng Cảnh núi Hốt Luân xã Kỳ Lân liên quan đến tình hình đầu tư và lợi ích địa phương, mà hạng mục Phó Chủ tịch Tân đưa ra vừa rồi cũng đã đề ra một vấn đề chủ yếu cần giải quyết cấp bách, đó chính là huyện Hoa Lâm chúng ta lấy thân phận gì để tham gia hạng mục khai phá này, xin mọi người hãy phát biểu ý kiến của mình. Bí thư Châu, một hạng mục lớn như vậy thì chắc chắn là quá trình vận động giai đoạn trước sẽ lâu nhưng rất nhiều người trong số những người ngồi đây thì lại mới biết được. Tuy rằng chỗ này cũng có một số tư liệu nhưng trông khá thô và lèm nhèm, nếu muốn chúng tôi phát biểu ý kiến thì đúng là có phần khó xử, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để nghiên cứu phương thức công tác. Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề mấu chốt, nếu như chúng ta không tham dự hạng mục, không làm cổ đông thì tài chính huyện có thể thu phí tài nguyên được bao nhiêu? Nếu như thu nhập một lần mà nhiều quá thì mỗi năm thu lại là bao nhiêu? Nếu chọn cách ngược lại thì chúng ta trở thành cổ đông, chúng ta có thể đạt được bao nhiêu cổ phần? Lợi nhuận dự kiến đại khái có tình trạng gì? Câu hỏi của Miêu Nguyệt Hoa khá sắc bén, đối với hạng mục mà nàng hoàn toàn không biết gì cả này thì nàng cực bực mình, nàng được phân công quản lý đất đai và kiến thiết, tuy rằng giai đoạn trước mới chỉ là hiệp đàm thương lượng nhưng ngày sau chắc chắn sẽ có những việc dính dáng tới việc thu hồi đất và kiến thiết. Một phó chủ tịch huyện được phân công quản lý trực tiếp mà lại hoàn toàn không biết gì cả thì đây rõ ràng là La Đại Hải dở thủ đoạn, nếu nàng không nói ra trên hội nghị liên tịch thì sẽ bị coi là nhu nhược. Rồi dần dần sẽ thế đơn lực cô, không có quyền lên tiếng ở Ủy ban Nhân dân huyện nữa. Phó Chủ tịch Miêu nói đúng, một hạng mục lớn như vậy liên quan tới hai xã và bốn trấn, quy mô đầu tư lại chưa từng có ở huyện ta, có ảnh hưởng rất lớn đến xu thế kinh tế huyện ta sau này. Đây cũng không phải là vấn đề thu hút đầu tư đơn giản mà liên quan đến đại sự phát triển của huyện ta trong hai năm tới, Ủy ban Nhân dân huyện hẳn nên sớm nói tình hình cho mọi người cùng biết chứ không nên che giấu như vậy. Cứ như là đáng phòng tránh người nào đó, chẳng lẽ những người đang ngồi đây có thể sẽ tạo trở ngại cho một hạng mục mang đến tài chính hữu ích cho dân chúng toàn huyện hay sao? Giọng điệu của Phương Trì Quốc cũng không hề khách khí, đến giờ mới được biết tình hình cụ thể, đối với một phó bí thư huyện ủy được coi là nhân tuyển vào ghế chủ tịch huyện tương lai như hắn mà nói thì đúng là một sự coi thường, hắn không thể để kệ tình trạng này tiếp tục được. Quyền 5, chương 59, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Lão Phương, giờ không phải là lúc bàn những chuyện này, chúng ta trở lại chủ đề của đồng chí Miêu đi. Phó Chủ tịch Tân, Phó Chủ tịch Triệu, tôi thấy hai vị đều tham gia vào hạng mục khai phá cụ thể, liệu có thể đưa ra được lời giải thích cho vấn đề mà Phó Chủ tịch Miêu đưa ra đồng thời cũng giải thích luôn sự khó hiểu của mọi người hay không? Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thu nhập tài chính của huyện chúng ta, nếu muốn huyện thu được ích lợi lớn hơn nữa thì cũng cần mọi người cân nhắc lợi và hại mới được. Châu Trì Trường mỉm cười. Quét ánh mắt một vòng như trưng cầu ý kiến. Phó Chủ tịch Triệu, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong chuyện này thì cậu là người rõ ràng nhất, hơn nữa nói thật nếu muốn áp dụng phương thức nào phù hợp nhất để huyện chúng ta thu được ích lợi thì tôi có cảm giác như ngắm hoa trong sương mù. Dù sao ngày sau hạng mục này rốt cuộc có thể đạt được đến mức nào thì mọi người đều không nắm chắc. Tân Tồn Hoán khẽ cười nói. Vậy nên mời cậu giới thiệu cho mọi người được không? Ừ,
Phó Chủ tịch Triệu quen với tình hình nhất nên chắc cũng thấu triệt phương diện này, nói cho mọi người cũng tốt, tránh để ai nấy đều có cảm giác lọt vào trong sương mù và cảm thấy như có điều che giấu. La Đại Hải bình tĩnh gật đầu đồng ý. Bị La Đại Hải đâm một nhát, trong lòng Phương Trí Quốc bừng bừng lửa giận nhưng lại bị Châu Trì Trường dùng ánh mắt ngăn lại. Còn Triệu Quốc Đống cũng hiểu rằng nếu mình không có mấy lời nói rõ thì sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết cho bản thân, cái hương vị kẹp ở giữa này thật không thể thoải mái như kẹp ở giữa người phụ nữ được. Được, hạng mục này trước tiên là do tôi gặp phải khi đến Ủy ban Tôn giáo tỉnh, bởi vì tôi quản lý thu hút đầu tư của huyện. Mặc dù mấy tháng trước có hai hạng mục giao thông nhưng trên thực tế không trợ giúp gì đối với tài chính huyện ta, tôi đang cân nhắc xem làm thế nào để đưa xí nghiệp đầu tư cho Hoa Lâm chúng ta. Tôi vốn làm phó chủ nhiệm một năm khu khai phát huyện Giang Khẩu thành phố An Đô, công tác chủ yếu cũng là thu hút đầu tư, chưa đầy một năm đã thu hút được hơn 20 xí nghiệp, kim ngạch xí nghiệp đầu tư vượt qua 10,3 triệu. Nhưng khi so sánh Giang Khẩu và Hoa Lâm thì tôi mới phát hiện ra rằng không thể so như vậy được. Giang Khẩu có hạng mục liên doanh giữa nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên và tập đoàn DU, dựa vào ưu thế này thì rõ ràng sản nghiệp càng phát triển, có thể nói ngoài giai đoạn đầu là hỗ trợ tinh thần thì còn đâu sau này về cơ bản là nước chảy thành sông, các xí nghiệp tới sau này phần lớn là theo quán tính, ưu thế tập thể lại càng rõ ràng. Nhưng tình hình bên Hoa Lâm chúng ta thì lại không giống, không có cơ sở công nghiệp và sản nghiệp đặc sắc. Tôi cũng từng mời một số mối quan hệ cũ bên Giang Khẩu sang đây xem nhưng bọn họ đều lắc đầu hỏi tôi rằng Hoa Lâm này có ưu thế ở điểm nào, bọn họ tới đây đầu tư là muốn thấy hiệu quả và lợi ích và sẽ có tiền lời chứ không thể tới để ném tiền xuống nước. Tôi nói rằng sức lao động rẻ, giá đất rẻ, huyện có chính sách ưu đãi thì bọn họ trả lời rằng đây là điều kiện cơ bản nhất, căn bản không thể gọi là ưu thế được, chỉ cần tìm bất cứ huyện nào trong tỉnh cũng đều có thể thỏa mãn điều kiện giống như vậy. Nếu chúng ta muốn thu hút đầu tư thì phải có tính đột phá, xuất ra được cái gì đó mà khiến cho tim đập người khác phải thình thịch. Triệu Quốc Đống uống một ngụm trà, nhấp nhấp miệng, nếu đã cho mình một cái đài cao, cho mình một cơ hội để thể hiện tài ăn nói của mình thì hắn đương nhiên không bỏ qua, cơ hội gột rửa não đám lãnh đạo ngồi dưới này thật sự hiếm khi mới có được. Lúc mới tới Hoa Lâm thì tôi đã từng báo cáo với Bí Thư Châu và Chủ tịch La, muốn thu hút đầu tư thì nhất định phải có tính tiên phong. Đột phá thì mới khiến người khác cảm thấy đến chỗ chúng ta đầu tư thì có thể có lợi, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền. Bọn họ không đến thì người khác sẽ đi trước mà đoạt lấy, chỉ khi nào xây dựng được một bầu không khí như vậy thì mới thực sự hình thành một vòng tuần hoàn thu hút đầu tư, cả hai vị lãnh đạo đều tán đồng quan điểm của tôi. Sau khi thu hút đầu tư thất bại thì tôi luôn nghĩ xem rốt cuộc là Hoa Lâm chúng ta có gì khác biệt hoặc là không thể so được với địa phương khác. Bởi vì tuổi tác và thân thể của Hồ Kiều nên còn phải suy xét một chút, hắn còn không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ Châu Trì Trường lại nói ra ở trên hội nghị này, gần như là không cho mình thời gian để suy nghĩ châm trước. Vốn vấn đề nhân sự phải để hội nghị thường vụ huyện ủy nghiên cứu nhưng hạng mục ở khu danh lam thắng cảnh du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân rất trọng yếu đối với phát triển kinh tế huyện ta 2 năm tới. Đồng thời cũng vì cải cách cho hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất của huyện ta. Tạo hình tượng có tác dụng hết sức quan trọng đối với huyện ta sau này, cho nên tôi cảm thấy cần đưa việc điều chỉnh nhân sự về phương diện này lên hội nghị liên tịch để thảo luận. Phó Chủ tịch Triệu, công tác giai đoạn đầu của hạng mục này vẫn luôn do cậu thực thi, cậu có người nào thích hợp để chọn làm bí thư khu ủy khu Mã Thủ và bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ hay không? Châu Trì Trường vừa dứt lời thì La Đại Hải liền ý thức được vấn đề có hơi kỳ quái. Quyền nhân sự vẫn do Châu Trì Trường nắm giữ. Cùng lắm cũng chỉ cần trưng cầu ý kiến của Phương Trí Quốc và Địch Hóa Dũng là được, mà Địch Hóa Dũng thuần túy chỉ là kẻ phụ họa cho Châu Trì Trường cho nên mặc dù hắn là một phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện nhưng không có được bao nhiêu quyền lên tiếng về mặt nhân sự. Bắt đầu từ khi nào mà Châu Trì Trường lại trưng cầu ý kiến một phó chủ tịch huyện thế nhỉ? Cho dù Triệu Quốc Đống được phân công quản lý công tác này thì cũng không có khả năng. La Đại Hải thấy trong lòng hơi lành lạnh, hắn thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại cấu kết với Châu Trì Trường. Hơn nữa Châu Trì Trường lại còn lên tiếng như vậy thì rõ ràng là có đi có lại, chiêu thức này có thể nói là âm tàn độc ác, Châu Trì Trường vì muốn làm tan rã hành động của mình gần đây mà dùng đến chiêu thức rút củi dưới đáy nồi. Triệu Quốc Đống cũng tức anh ách, Châu Trì Trường này thật đúng là âm độc, đầu tiên là giao quyền chủ động trên hội nghị liên tịch này giao cho mình, vốn tưởng rằng trưởng ban tổ chức Địch Hóa Dũng sẽ đề xuất ý kiến mang tính định hướng còn mình chỉ cần chọn lúc thích hợp đẩy nhân tuyển ra thôi. Không ngờ hắn trực tiếp đá quả bóng đến trước mặt mình, điều này rõ ràng là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa mình và La Đại Hải. Triệu Quốc Đống hừ lạnh trong lòng một tiếng, lúc này mà lùi bước thì sẽ chỉ khiến người bên Châu Trì Trường khinh thị và bên La Đại Hải đắc ý,
tên Châu Trì Trường này đã xuất chiêu đùa giỡn mình như vậy thì cũng đừng trách ta đây không nể mặt. Có. Triệu Quốc Đống trầm giọng đáp rõ ràng. Nếu Bí Thư Châu đã trưng cầu ý kiến của tôi thì tôi xin nói nhân tuyển trong suy nghĩ của mình. Bí Thư Đảng ủy xã Kỳ Lân là Vương Nhị Khải có kinh nghiệm cơ sở phong phú, tác phong cũng đã thử thách, lại đã từng làm cán sự tổ chức ở khu Mã Thủ, là một nhân tuyển chuyên nhất làm Bí Thư khu ủy Mã Thủ kiêm Bí Thư Đảng ủy trấn Mã Thủ. Còn đồng chí Quế Toàn Hữu thì lại rất quen thuộc với tình hình xã Kỳ Lân, có uy vọng rất cao trong quần chúng nên tôi đề nghị nếu như điều đồng chí Vương Nhị Khải làm bí thư khu ủy khu Mã Thủ kiêm bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ và bổ nhiệm đồng chí Quế Toàn Hữu làm bí thư đảng ủy xã Kỳ Lân. Còn đồng chí phó chánh văn phòng ủy ban Du Minh Phú có tác phong giản dị, trình độ lý luận cao, vẫn luôn theo tôi làm công tác ở khu khai phát danh lam thắng cảnh du lịch Hốt Luân xã Kỳ Lân nên quen thuộc tình hình. Do đó tôi kiến nghị có thể điều đồng chí Du Minh Phú tới xã Kỳ Lân trợ giúp công tác với đồng chí Quế Toàn Hữu. Bất luận là Châu Trì Trường hay là Đại Hải thì đều bị chiêu thức không theo quy củ này của Triệu Quốc Đống làm cho mơ hồ, có kiểu đề cử chọn người như này sao? Châu Trì Trường thì lại càng tức giận, về cơ bản thì hắn cho phép Vương Nhị Khải đảm nhiệm bí thư khu ủy khu Mã Thủ kiêm bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ nhưng bí thư đảng ủy xã Kỳ Lân chưa đến lượt tên Triệu Quốc Đống này khoa chân múa tay chứ không cần phải nói hắn lại còn tiện tay an bài Du Minh Phú. Thế này thật đúng là loạn quyền đánh chết sư phụ già, bà già 80 bị Hải Nhi hất ngã. La Đại Hải ngẩn người liếc trộm vẻ mặt của Châu Trì Trường, tuy rằng thần sắc của Châu Trì Trường không đổi nhưng ánh mắt tức giận của đối phương không thoát khỏi quan sát của La Đại Hải. Xem như Châu Trì Trường muốn tính kế Triệu Quốc Đống nhưng lại bị Triệu Quốc Đống dùng chiêu thức ngoài dự kiến đánh loạn khiến cho đâm lao phải theo lao. Tuy rằng hắn không biết giữa Châu Trì Trường và Triệu Quốc Đống có móc nối gì nhưng hiển nhiên hai người cũng không ăn nhịp, lúc này không thể bỏ qua cơ hội này được, nhất là tên Vương Nhị Khải kia từ trước đến nay không cùng đường với Châu Trì Trường sao. Trưởng ban địch, hãy nói ý kiến của đồng chí đi. Ánh mắt của Châu Trì Trường như đông cứng lại, trong lòng mặc dù muốn chèn ép sự kiêu ngạo của Triệu Quốc Đống lại nhưng nghĩ lại thì thấy cho dù bác bỏ Triệu Quốc Đống thì có ý nghĩa gì chứ? Ngoại trừ việc Triệu Quốc Đống sinh lòng hiềm khích thì sẽ chỉ làm trò cười cho La Đại Hải, như vậy không bằng nhường Triệu Quốc Đống một lần để lưu lại giao tình sau này. Dù vậy trong lòng hắn cũng phải thầm khen Triệu Quốc Đống đúng là kẻ biết chộp giật cơ hội. Quyển 5, chương 60 Loạn quyền đánh chết sư phụ già, 2. Hóa Dũng nghe thấy Châu Trì Trường hỏi, lúc trước cũng không rõ ràng lắm vì sao còn liên quan đến hai người Quế Toàn Hữu và Du Minh Phú nhưng thấy Châu Trì Trường không tỏ vẻ gì nên cũng chỉ gật gật đầu giới thiệu lý lịch cán bộ và tình hình cơ bản ba người này. Cũng may hắn là trưởng ban tổ chức kỳ cựu nên nắm rõ tình hình cán bộ trong huyện như lòng bàn tay nên dù không có chuẩn bị nhưng vẫn có thể nói rõ ràng. Đã đến giữa trưa, nắng gắt như đổ lửa. Mặt trời chói chang khiến đám người đi theo Triệu Quốc Đống cảm thấy đầu nóng rát giống như là có một cái lồng hấp đặt trên đầu mình, dù vậy mà vẫn không có ai tụt lại phía sau. Lão Vương, vẫn còn vài hộ gia đình không chịu ký thỏa thuận di rời sao? Hai mắt Triệu Quốc Đống sáng như đuốc nhìn chằm chằm một gian nhà nhỏ thấp thoáng ở trong rừng. Còn có ba hộ, đều có khó khăn cụ thể. Một hộ thì trong nhà có người tàn tật, một hộ thì người chồng đã chết chỉ còn lại cô nhi quả mẫu. Còn một hộ thì người chồng có bệnh còn tinh thần người vợ lại có chút vấn đề, chỉ còn lại có một đứa con trai đi làm thuê ở bên ngoài nên di rời đều khó khăn. Cho dù thị trấn đã cấp phí di rời cho bọn họ nhưng trong lúc nhất thời bọn họ cũng không tìm được chỗ ở thích hợp. Trên mặt Vương Nhị Khải mướt mắt mồ hôi, hắn cũng không hiểu nổi sao thể lực của Triệu Quốc Đống lại tốt như thế. Mặc dù tên này còn trẻ nhưng dù sao cũng đã đi qua mấy con đường núi rồi mà không hề thấy vị phó chủ tịch huyện này thở nặng nhọc. Phải biết rằng ở cái xã Kỳ Lân này thì chẳng có mấy ai theo kịp thể lực của mình mà giờ cũng phải thở dốc rồi. Hai bên tóc mai của vị phó chủ tịch huyện này cũng chỉ hơi lấm tấm mồ hôi, về phần hắn thì cả người mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc giống như là Hồng quân công nông Trung Quốc vừa mới trường chinh 25.000 km vậy. Trấn các đồng chí định tính thế nào? Triệu Quốc Đống không nói mấy lời dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề. Vương Nhị Khải nhìn lướt qua vị chủ tịch thị trấn Thôi Thiên Cầm. Lão Thôi, Phó Chủ tịch Triệu hỏi trấn ta có biện pháp cụ thể gì chưa? Phó Chủ tịch Triệu, tôi xin nói, trước mắt thì số tiền từ trên huyện còn chưa phát xuống dưới, chúng tôi phải mất khá nhiều công tác mới làm 10 gia đình trước đó rời đi, tạm thời tìm họ hàng để ở nhờ nhưng ba gia đình này thật sự không dễ làm. Một nhà có người tàn tật và người bệnh nên cuộc sống vốn đã rất bất tiện, không họ hàng nào muốn tiếp đón, một hộ khác thì không có họ hàng bản địa, nhà mẹ đẻ thì lại ở xa. Một thân một mình nuôi hai đứa con trai nên muốn để bọn họ đi tìm chỗ ở thì đích thực là rất khó khăn.
Thôi Thiên Cầm là một người phụ nữ trung niên tầm 37, 38 tuổi, bộ dáng không xấu không đẹp, da mặt đỏ thẫm, vừa thấy cũng biết là cán bộ từ dưới quê lên nhưng tác phong mạnh mẽ, nói chuyện cũng cẩn thận nên cũng rất có uy tín ở trấn Mã Thủ. Nói thật nếu không phải bị Vương Nhị Khải này chặn ngang thì sau khi Hồ Kiều đi thì tiếp nhận chức phụ bí thư khu ủy khu Mã Thủ và bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ là mục đích mà Thôi Thiên Cầm hướng tới. Nhưng Vương Nhị Khải đến lập tức khiến cho con đường làm quan của Thôi Thiên Cầm có phần ảm đạm đi. Vương Nhị Khải cũng chỉ có 37, 38 tuổi nên 3,5 năm tới chắc không có thay đổi, đợi đến khi Vương Nhị Khải mà chuyển thì tuổi của Thôi Thiên Cầm cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Quốc Đống lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng hướng mắt về phía Vương Nhị Khải. Vương Nhị Khải, anh mới đến làm bí thư Mã Thủ này được vài ngày mà đã học kiểu lừa trên gạt dưới này sao? Công ty ngôi sao người ta đã chuyển 220.000 tới bên tài chính từ tuần trước, chẳng lẽ bên tài chính lại không phát cho Mã Thủ các anh sao? Nếu đã phát thì sao các anh còn không xử lý được? Mấy ngày vừa rồi anh và Thôi Thiên Cầm làm gì? Nếu có khó khăn thì vì sao không phản ánh với tôi? Nghe thấy giọng điệu khác thường của Triệu Quốc Đống, Vương Nhị Khải vốn đang cười liền cứng đờ, nhưng điều này cũng khó mà trách Thôi Thiên Cầm được, có trách thì chỉ trách bên tài chính trấn thật sự quá khó khăn. Vốn định nghĩ cách vay mượn bên tài chính huyện nhưng trưởng phòng Nhiêu lại lấy cớ cần Lưu Vĩnh Trung ký tên để từ chối, mình đã đi tìm Lưu Vĩnh Trung nhưng không ngờ tên này lại lên bệnh viện thị xã Ninh Lăng khám bệnh rồi, thời gian ít cũng phải 2, 3 ngày. Vốn định di rời 10 hộ này trước thì còn lại 3 hộ trong khe núi này, lúc đầu tưởng rằng Triệu Quốc Đống sẽ không đích thân đến coi từng chỗ thì hắn sẽ có thêm thời gian để nghĩ biện pháp khác nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại cẩn thận và nhiệt tình như vậy, ngay cả 2 hộ ẩn giấu trong rừng cũng bị hắn phát hiện ra. Phó Chủ tịch Triệu, bên tài chính huyện đã phát tiền xuống rồi. Thôi Thiên Cầm gạt mấy lọn tóc trên chiếc trán ướt sũng rồi bình tĩnh nói. Nói thật nàng cũng không có ấn tượng tốt về vị Phó Chủ tịch huyện Triệu này, điều này cũng không hoàn toàn vì Vương Nhị Khải đoạt vị trí bí thư của nàng mà bởi vì trong ấn tượng của nàng thì cán bộ hạ phái xuống tạm giữ chức chẳng có mấy người làm thực sự vì đối phương. Mặc dù vị phó chủ tịch huyện này đã gây sức ép khiến quốc lộ Tân Hoa và Hoa Bồng khởi công nhưng Thôi Thiên Cầm vẫn có sự thiên kiến và định ý từ trong xương cốt. Nhất là khi Vương Nhị Khải từ khu khai phát núi Hốt Luân xã Kỳ Lân tới đảm đương bí thư Mã Thủ thì lại càng khiến Thôi Thiên Cầm cảm thấy huyện có phần bất công. Nhắc tới cảnh quan thì ai cũng biết chiếm định mức lớn hơn xã Kỳ Lân, hơn nữa Mã Thủ là thị trấn, lại là trụ sở của khu ủy. Kỳ Lân chẳng qua chỉ là một xã nhưng Vương Nhị Khải đột nhiên sải bước đến đây trở thành bí thư khu ủy kiêm bí thư đảng ủy trấn, mà nghe nói việc này là nhờ hắn ôm được vào chân của vị phó chủ tịch huyện trước mặt trông tầm tầm tuổi với con mình này. Chẳng qua từ sáng đến trưa đi theo vị phó chủ tịch Triệu này chạy ngược chạy xuôi, gần như là mỗi một nơi hắn đều muốn đích thân xem xét kỹ càng, chuyến đi này cũng phải hơn 20 dặm mà chưa hề thấy hắn nói nửa câu bực tức, hơn nữa lại tận tâm với 20 mấy hộ di rời. Yêu cầu chứng thực tình hình những hộ còn ở lại. Tổng hợp lại khiến Thôi Thiên Cầm thay đổi cái nhìn về vị phó chủ tịch huyện này. Phát xuống rồi, nói như vậy thì là mắc kẹt ở trấn các anh sao? Giọng của Triệu Quốc Đống càng lúc càng lạnh lùng, hắn hận nhất là kiểu lá mặt lá trái, cứ nhìn không cần phải nói, khoản tiền trên huyện phát xuống chắc chắn lại bị trấn Mã Thủ bớt xén để bù vào thâm hụt tài chính rồi. Mà lúc trước mình đã nhắc đi nhắc lại rằng không được tham ô khoản tiền này. Đây là số tiền định cư dành cho những hộ di rời, một đồng một hào cũng không được động vào. Ai ngờ chính người mà mình coi là tâm phúc đề cử trọng dụng như Vương Nhị Khải lại cho mình một bạt tai, bảo sao Triệu Quốc Đống lại cảm thấy đau lòng và phẫn nộ. Vương Nhị Khải, anh là bí thư đảng ủy, là người đứng đầu, Thôi Thiên Cầm, cô là một chủ tịch thị trấn kỳ cựu, đều là những đảng viên lâu năm nên chắc không cần một đảng viên trẻ tuổi như tôi lên lớp, vậy hai người nói cho tôi biết vì sao mấy hộ này còn chưa được di rời. Hai người có ai nói không? Hay là tôi thông báo ủy ban thanh tra kỷ luật đến điều tra? Triệu Quốc Đống như rít lên, xem ra mình vẫn quá hòa thuận thế nên đám người này mới cho rằng mình rất dễ nói chuyện thì phải. Quyển 5, chương 61, khó xử ở cơ sở. Vương Nhị Khải giơ tay lên ngăn Thôi Thiên Cầm đang định nói chuyện. Hai người đều im lặng thừa nhận, chẳng qua bọn họ không ngờ Triệu Quốc Đống bình thường hài hòa vậy mà lại tức giận như vậy, điều này cũng làm cho Vương Nhị Khải hơi run. Chủ tịch Triệu, chuyện này tôi sẽ bố trí. Tiền giải phóng mặt bằng của huyện đã sớm chuyển xuống, bên dưới đã phát cho 20 hộ, công việc rất thuận lợi. Nhưng ba nhà này có chút đặc biệt, còn cần phải xem xét. Trách nhiệm lần này do tôi phụ trách. Vương Nhị Khải nói. Bí thư Vương. Thôi Thiên Cầm hơi nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bực. Cô ta không phải người dám làm không dám nhận,
Mặc dù việc này Vương Nhị Khải cũng đồng ý, nhưng người đưa ra ý kiến là cô, thực hiện chính cũng là cô. Vương Nhị Khải chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ đồng ý khi chuyện đã thành mà thôi. Không cần phải nói, chị thôi, chị không đề nghị như vậy thì tôi cũng sẽ làm thế. Vương Nhị Khải xa sầm mặt rồi xua tay nói. Tôi là bí thư đảng ủy, xảy ra chuyện sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Ôi, Vương Nhị Khải, Thôi Thiên Cầm, hai người đừng có mà đóng trước mặt tôi được không? Tôi không cần biết xã, thị trấn các vị có việc gì cần dùng tiền gấp. Tôi chỉ biết đây là tiền được huyện chuyển xuống chuyên môn dùng cho giải phóng mặt bằng. Các vị không chuyển hộ dân đi, còn dùng tiền này vào việc khác, các lời tôi nói khi họp vứt đi đâu? Kỷ luật đảng các vị vứt đi đâu? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Hắn biết cơ sở rất khó khăn, nhất là sau khi chế độ thu thuế thay đổi khiến tài chính cơ sở giảm mạnh. Ở cơ sở thì việc tham ô là việc bình thường, nhưng khoản tiền này lại khác, đó là tiền sống còn của các hộ dân được giải tỏa, dựa vào khoản tiền này mà dựng nhà mới. Bọn họ dùng nó thì các hộ kia chỉ có thể chờ, mà lúc nào thị trấn có thể trả lại tiền cũng không rõ. Triệu Quốc Đống hiểu nếu mà kéo dài sẽ rất lâu. Chủ tịch Triệu, chúng tôi cũng có khó khăn của mình. Giáo viên toàn thị trấn đã hơn năm không có tiền trợ cấp sinh hoạt. Bây giờ gần tháng 9, không ít con cái của bọn họ phải đi học, có người sẽ vào đại học, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi lo sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của bọn họ, thậm chí mang lại hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa. Cho nên lúc ấy tôi cả gan dùng 100.000 tiền giải phóng mặt bằng, vốn định tìm đường bù đắp lại không ngờ chủ tịch Triệu lại phát hiện ra. Vương Nhị Khải cười khổ một tiếng. Y biết Triệu Quốc Đống rất thất vọng với mình. Triệu Quốc Đống vẫn mãi nhấn mạnh với Y về sự quan trọng của hạng mục này, đây là một điều rất quan trọng để tạo ấn tượng với các nhà đầu tư. Nhưng nhìn các giáo viên vẻ mặt nặng nề, Y thật sự không dám đợi bên trên có quyết định. Đề nghị của Thôi Thiên Cầm chẳng qua chỉ là dẫn mối, dù Thôi Thiên Cầm không đề nghị thì Y đoán mình cũng sẽ dùng tạm khoản tiền đó. Giáo viên ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói, đây đúng là điều rất khó khăn. Huyện Hoa Lâm bởi vì xa xôi nên giáo viên chuyên nghiệp thiếu hụt, giáo viên mùa vụ có tác dụng rất quan trọng. Từng xã, thị trấn đều có hơn 10 giáo viên kiểu này. Theo thông lệ của huyện Hoa Lâm thì giáo viên này do tài chính xã, thị trấn phụ trách. Hàng tháng bọn họ chỉ nhận vài chục tệ tiền trợ cấp, nhưng cũng khó mà nhận được. Thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống tốt hơn chút, Vương Nhị Khải yên tâm hơn. Chủ tịch Triệu, khoản tiền này tôi và chị thôi nhất định sẽ trả lại trong thời gian ngắn nhất. Xin cho tôi một tuần, tôi đảm bảo giải quyết được. Một tuần là được ư. Mặt Triệu Quốc Đống vẫn rất khó coi, chẳng qua đã tốt hơn một chút. Chị thôi, Bí Thư Vương nói một tuần giải quyết được vấn đề, chị có tin được không? Theo tôi được biết không ít cán bộ sự nghiệp của thị trấn Mã Thủ nợ tiền mấy tháng, cán bộ công chức cũng tương tự vậy. Vương Nhị Khải, anh tự tin giải quyết được trong một tuần sao? Ôi! Nếu như trên tỉnh không khống chế nghiêm ngặt tài chính như vậy thì thị trấn chúng tôi đâu phải khó khăn đến thế. Thôi Thiên Cầm thở dài một tiếng. Một năm nay Ninh Lăng, thậm chí các quỹ tín dụng nông thôn của cả tỉnh liên tiếp xuất hiện các vụ tham ô và lừa gạt. Triệu Quốc Đống và Lôi Hướng Đông hợp sức viết bài đề phòng cơ cấu tài chính không phải ngân hàng tại nông thôn và trình lên cho lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, khiến lãnh đạo tỉnh ủy rất chú trọng. Hơn nữa quốc gia cũng yêu cầu chỉnh đốn quỹ tín dụng nông thôn. Tỉnh An Nguyên cũng bắt đầu từ năm trước, tiến hành khống chế nghiêm ngặt. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp. Mấy cơ quan chủ yếu thành lập tổ kiểm tra các quỹ tín dụng nông thôn tại các xã, thị trấn. Tỉnh tiến hành việc này rất nghiêm túc, giảm được nguy cơ về tài chính. Đương nhiên nó cũng tạo ảnh hưởng lớn đối với các xã, thị trấn. Bởi vì huyện phái tổ giám sát nên gần như mỗi một khoản chi. Thu đều phải được tổ giám sát mà huyện lập ra phe EDUA mới được. Triệu Quốc Đống hiểu rõ nguy hiểm của việc vay vốn ngoài luồng, nhất là một ít tổ chức cấp thôn đã bắt đầu không ngừng vay tiền. Ai cũng có thể hiểu được nguy hiểm của tổ chức loại này, hơi không chú ý là phá sản, chẳng những làm tài chính cả xã, thị trấn phá sản, dù là tài chính huyện cũng rất nguy hiểm. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì mặc dù Giang Khẩu làm rất tốt việc khống chế này thì sau năm 1998 cũng gánh vác khoản nợ lớn, phải mất nhiều năm mới thanh toán rõ ràng. Vì có nguyên nhân này nên Triệu Quốc Đống và Lôi Hướng Đông mới cùng nhau đăng bài trên tạp chí tài chính, cảm thấy quỹ tín dụng nông thôn sẽ mang tới ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế đại phương. Điều này mặc dù không được địa phương chú ý nhưng lại được lãnh đạo cấp trên giật mình. Lôi Hướng Đông cũng vì như vậy nên mới được làm trợ lý giám đốc ngân hàng nông nghiệp tỉnh.
Chẳng qua bây giờ quốc gia chỉ yêu cầu chỉnh đốn, không yêu cầu đóng cửa các quỹ tín dụng này. Cho nên quỹ tín dụng vẫn tồn tại. Chẳng qua tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lại tìm vài cách khác để làm mạnh tay hơn, nhất là tăng cường việc giám sát phương thức cho vay và quy mô của quỹ tín dụng. Hơn nữa yêu cầu tích cực thu lại các khoản nợ cho vay, điều này khiến quỹ tín dụng nông thôn ở tỉnh An Nguyên phát triển kém hẳn đi. Nếu như tỉnh không khống chế nghiêm ngặt quỹ tín dụng như vậy, chính quyền thị trấn Mã Thủ hoàn toàn có thể vay một khoản tiền từ quỹ tín dụng mà giải quyết vấn đề cấp bách. Nhưng năm trước tỉnh đưa ra văn bản, lập tổ giám sát khiến việc vay từ quỹ tín dụng gần như dừng lại. Điều này làm chính quyền cơ sở dù muốn vay tiền hay cho vay đều không thể thực hiện. Hừ, chỉnh đốn quỹ tín dụng là việc tốt. Xem việc các người thu hồi tiền cho quỹ tín dụng vay là biết mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chị thôi, lòng tin của Lão Vương tôi rất nghi ngờ. Y cam đoan tôi không thể tin, là người phụ trách tài chính của chính quyền, tôi hỏi chị có vấn đề gì không? Nếu như không thì tốt, nếu có thì trả lời rõ ràng cho tôi. Thôi Thiên Cầm có chút do dự, Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến Vương Nhị Khải mà trực tiếp hỏi cô. Tuy cô phụ trách tài chính nhưng chuyện lớn này cần bí thư đảng ủy gật đầu mới được mà. Cô có chút do dự rồi nhìn Vương Nhị Khải, thấy Vương Nhị Khải cũng không xác định được nên trả lời Triệu Quốc Đống như thế nào. Chủ tịch Triệu, ngài muốn tôi nói thật thì tôi sẽ nói. Một tuần trả lại tiền thì có chút phiền phức, trừ khi chúng tôi vay tiền tư nhân, như vậy sẽ tổn hại hình ảnh chính quyền. Chẳng qua chủ tịch Triệu, điều này không thể trách bí thư Vương. Bí thư Vương mới tới. Tài chính thiếu nhiều như vậy phải do tôi là chủ tịch phụ trách. Thôi Thiên Cầm cắn răng nói. Hừ, chị còn biết nhận trách nhiệm đó, dám nói thật, không giống có đồng chí vỗ ngực nói lớn, chẳng qua tài chính thiếu không phải do lỗi của chị. Đây là tác dụng phụ khi quốc gia chúng ta cải cách chế độ thu thuế. Mà bây giờ chúng ta cần phải nghĩ cách thay đổi cục diện bất lợi này. Mà Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân phát triển du lịch chính là đầu ra. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Ở tình hình này cũng không trách được hai người Vương Nhị Khải, hơn nữa biểu hiện và thái độ của bọn họ làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Vương Nhị Khải không nói, là bí thư đảng ủy mà không dám đảm đương trách nhiệm vậy là hắn nhìn nhầm người. Mà Thôi Thiên Cầm này cũng có biểu hiện tốt. Quyển 5, chương 62, khó xử ở cơ sở 2. Bây giờ tôi cũng không nói nhiều, khoản tiền giải phóng mặt bằng cần lập tức bù lại, đưa ba hộ kia đi. Nếu ba hộ này có nguyên nhân đặc biệt. Hơn nữa tình hình kinh tế kém thì thị trấn phải giúp bọn họ. Về thủ tục xây dựng nhà, tôi đề nghị thị trấn làm quy hoạch, căn cứ quy hoạch của công ty phát triển du lịch mà thống nhất quy hoạch. Như vậy một khi thắng cảnh du lịch phát triển thì bọn họ có thể dựa vào việc buôn bán mà kiếm sống. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Lão Vương, chị thôi, tài chính xây dựng của các xã, thị trấn thì mọi người đều biết, tôi không tiện yêu cầu các vị bỏ ra. Huyện ngày sau có cổ phần trong công ty du lịch thì cũng sẽ suy nghĩ cho thị trấn một chút. Có lẽ 3, 5 năm sau thì thị trấn Mã Thủ sẽ vượt các xã, thị trấn khác, thành thị trấn giàu nhất. Chẳng qua bây giờ còn khó khăn thì phải cố gắng. Tôi và Chủ tịch Liêu đã gọi cho Lão Nhiêu, các anh sang phòng tài chính vay tạm một khoản giải quyết trước vấn đề. Chuyện này đảng ủy, chính quyền thị trấn phải viết bản kiểm điểm nộp cho tôi. Sau này còn tái phạm sẽ tính cả nợ cũ, nợ mới. Vương Nhị Khải và Thôi Thiên Cầm đều vui mừng, không ngờ chủ tịch Triệu mắng người không lưu tình, đến cuối cùng giải quyết lại như vậy. Ha ha, tôi và chủ tịch Thôi thay mặt mấy chục giáo viên toàn xã cảm ơn chủ tịch Triệu. Vương Nhị Khải ôm người cúi đầu nói. Chủ tịch Triệu, ngài nói hiệu quả kinh doanh của công ty du lịch sau này sẽ rất tốt sao? Tôi nghe nói huyện đang tranh cãi việc có nên nhận cổ phần hay yêu cầu công ty du lịch cấp tiền đầu tư một cách kịch liệt. Tôi thật ra lo lắng đầu tư nhiều tài chính như vậy vào khu du lịch, làm xong không ai tới chơi thì sao? Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện này. Châu Trì Trường cho rằng ngành du lịch là một ngành mới, rất nguy hiểm. Chính quyền huyện tham gia cổ phần thậm chí là đánh bạc. Huyện bình thường đều là thu thuế, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Quan điểm này được không ít người trong huyện đồng ý, nhưng Phó Bí thư huyện ủy Phương Trì Quốc phản đối. Phương Trì Quốc cho rằng huyện nên tích cực có cổ phần trong công ty. Nhưng không nhất định tham gia kinh doanh. Nếu bởi vì tài chính khó khăn thì có thể chấp nhận quan điểm của Triệu Quốc Đống, lấy một số cổ phần chuyển thành tiền mặt, giải quyết được khó khăn của huyện. Về sau cũng lưu được một khoản lợi nhuận cho SSL. La Đại Hải lại chưa tỏ thái độ gì, nhưng trong lời nói đại khái cũng ủng hộ Phương Trì Quốc. Triệu Quốc Đống không tham gia vào cuộc tranh luận, mọi người đều biết Châu Trì Trường trước khi đi mong kiếm được một khoản tiền mặt lớn,
cũng có thể thực hiện việc trả nợ cho cán bộ, nhân viên, ví dụ như trả tiền nợ xây dựng trường cấp 2 Hoa Lâm. Công ty xây dựng số 2 Ninh Lăng đã kiện chính quyền huyện Hoa Lâm ra tòa án, yêu cầu chính quyền Hoa Lâm trả tiền xây dựng nhà trường. Tòa án mặc dù chủ trương giải quyết bên ngoài tòa, nhưng chính quyền huyện Hoa Lâm không lấy được tiền trả. Tòa án không ngừng dục huyện, nếu không sẽ phán quyết tại tòa. Đây là công trình hợp lòng dân lớn nhất của Châu Trì Trường khi làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Nhưng nó khiến tài chính huyện thâm hụt nặng, hàng năm phí bao công sức trả một chút và trả tiền lãi. Mà bây giờ có cơ hội như vậy thì Châu Trì Trường tất nhiên không muốn kéo dài làm gì. Lão Vương, anh không ra ngoài xem, cũng không phải nhân viên trong ngành nên không hiểu sự phát triển của ngành du lịch. Tôi đã đi tới Cửu Long Câu, đi qua Trương Gia Giới, về phần Hoàng Sơn, Lư Sơn càng không cần phải nói, du khách rất nhiều. Chỉ vé vào cửa đã rất nhiều tiền rồi. Xa không nói, chỉ riêng Lưu Hoa Cốc có điều kiện không bằng chúng ta nhưng do công ty Tinh Hán kinh doanh, bây giờ tiến vào thời kỳ ổn định, hàng năm tiền thu từ vé, nhà hàng và các hoạt động khác cũng hàng chục triệu. Mà bây giờ bọn họ mất tiền thuê đất chỉ tầm triệu, bọn họ đầu tư vào Lưu Hoa Cốc chỉ là 23 triệu, trong vòng 5 năm là thu hồi vốn, sau đó là lãi ròng. Căn cứ hợp đồng của bọn họ ký với chính quyền huyện An Sương, bọn họ có quyền khai thác khu du lịch 20 năm, nói cách khác bọn họ có 13 năm lãi ròng. Lúc đầu huyện An Sương bán hết cổ phần, bây giờ muốn đổi cũng không được. Triệu Quốc Đống thầm than đây là vấn đề ánh mắt, ngay cả chính quyền địa phương cũng không tin vào thắng cảnh du lịch, vậy thì có gì mà nói nữa. Triệu Quốc Đống rất tự tin vào khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân. Nếu không phải Hoa Lâm có khó khăn về tài chính, hắn thậm chí ủng hộ chính quyền Hoa Lâm nhận nhiều cổ phần hơn nữa. Nói như vậy tức là chủ tịch Triệu tin núi Hốt Luân rất có tương lai. Thôi Thiên Cầm nửa tin nửa ngờ mà nói. Điểm này tôi có thể đảm bảo. Chị và Lão Vương bàn với nhau một chút, làm như thế nào tạo nguồn thu cho nông dân. Ví dụ như mở các nhà hàng, các điểm bán đồ thủ công ngay thắng cảnh du lịch. Giới thiệu đồ điêu khắc, thổ sản cho du khách. Mặc dù phải 2 năm sau thì khu du lịch mới đông khách, nhưng tôi đoán công ty Tinh Hán sẽ tăng nhanh tốc độ, đồng thời nhanh chóng thử tiếp đón du khách. Triệu Quốc Đống nói làm cho cả Vương Nhị Khải và Thôi Thiên Cầm thấy được cơ hội. Không nói cái khác, chỉ riêng tuyên truyền đã đủ để thị trấn nổi danh, có lợi cho thu hút đầu tư. Triệu Quốc Đống về huyện liền liên lạc với Lưu Vĩnh Trung. Lưu Vĩnh Trung bị bệnh thận nhiều năm, vì thế đã tạo ra không ít ảnh hưởng đối với công việc của y. Triệu Quốc Đống sau đó liền gọi điện cho trưởng phòng tài chính Nhiêu Đức Quang. Nhiêu Đức Quang lần đầu được Triệu Quốc Đống gọi tới, y không nói nhiều mà lập tức đáp ứng yêu cầu của Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hắn không biết lần điều chỉnh nhân sự này của huyện đã tạo không ít biến hóa. Nếu lần trước đuổi Nhiêu Đức Phát đi làm người ta hiểu Triệu Quốc Đống không dễ chọc vào, như vậy ba người Vương Nhị Khải điều chỉnh có nghĩa vị phó chủ tịch huyện không phải thường vụ này có quyền khá lớn. Các cơ quan cấp huyện nhạy cảm nhất với việc điều chỉnh nhân sự. Triệu Quốc Đống vốn phản cảm với những lời bàn tán trong huyện ủy, ủy ban huyện. Nhưng hắn nghĩ thì ở cơ quan nào không vậy, những người này không được lãnh đạo coi trọng, không hy vọng lên chức, chẳng lẽ còn không được bàn tán sao? Cho nên Triệu Quốc Đống liền mặc người ta đánh giá mình. Chủ tịch Triệu, hôm nay một phó giám đốc công ty Đại Hoa dẫn đoàn tới khảo sát khu vực núi Hoang khu Tân Bình, bàn bạc việc thành lập trụ sở nuôi dưỡng. Chủ tịch La nói mời ngài cùng chủ tịch Phi tham gia. Ngoài ra tối nay huyện ủy sẽ tiếp đón giám đốc Lữ, bí thư Châu nói dùng cơm ở khách sạn Hoa Lâm, mời ngài có mặt. Lâm Đan Phù cung kính nói. Ừ, công ty Đại Hoa thì tôi chỉ tham gia tọa đàm, chúng ta trước đó đã chuẩn bị tốt, phải xem công ty Đại Hoa có thành ý hay không. Còn tới Tân Bình thì tôi không đi, đó là công việc của chủ tịch Phi. Lúc đi tới thị trấn Mã Thủ, Triệu Quốc Đống thấy công trình ở đây tiến triển khá nhanh. Nếu như đoạn tới xã Kỳ Lân cũng gần xong mà hắn chưa có động tĩnh gì thì hai công ty kia sao có thể ngồi im. Lần này Lữ Tòng Vinh tới cũng tốt, nếu tới thì phải lưu gì lại mới được. Triệu Quốc Đống về nhà khách liền ngửi thấy mùi thơm, thịt kho tàu với trứng là món Triệu Quốc Đống rất thích ăn. Đầu bếp cũng biết Triệu Quốc Đống thích món này nên hay làm. Triệu Quốc Đống đẩy cửa vào thấy một bờ mông căng tròn vỉnh về phía hắn, quần lót bên trong lộ khá rõ. Tiêu Mẫu Đan đang trải lại ga giường. Triệu Quốc Đống cố nhịn không đi tới vỗ vỗ cặp mông kia. Chủ tịch Triệu, ngài đã về. Triệu Quốc Đống vui mừng nói. Sắp ăn rồi, em cũng nên đi dọn. Quyển 5, chương 63, Quan Thanh. Hai quốc lộ và khai thác khu du lịch đang là điều được dân chúng Hoa Lâm bàn tán sôi nổi nhất.
mà nói tới công trình thì không thể không nhắc tới Triệu Quốc Đống. Mọi người đều có chung nhận định vị phó chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống này rất có lai lịch. Cho nên rất nhiều điều huyện, thị xã không làm được thì hắn có thể làm. Ở Hoa Lâm vốn luôn bình tĩnh này thì ngoài một vài lãnh đạo tạo được tiếng vang ra thì gần như không có chút ấn tượng nào. Nhưng chuyện mấy tháng qua làm mọi người khá giật mình. Từ việc Ngưu Đức Phát bị đẩy tới phòng văn hóa, sau đó xây dựng quốc lộ Tân Hoa, lại làm quốc lộ Bồng Hoa mà không có dấu hiệu gì báo trước, điều này đủ thành điều để dân chúng bàn tán. Ai có thể giải quyết vấn đề thực tế nhất cho bọn họ thì người đó sẽ được chào đón. Quốc lộ Tân Hoa sẽ giải quyết đường tiến vào Hoa Lâm, mấy tiếng đi lại khó khăn cũng thành ngắm cảnh. Mà quốc lộ Bồng Hoa thì đó là sự vui mừng mà không ai ở Hoa Lâm nghĩ tới. Không ít dân chúng trong huyện thành cách đây 10, 20 năm cũng là nông dân, hoặc bọn họ có họ hàng ở nông thôn. Mà khu Mã Thủ và Hà Khẩu có 9 xã, Trương Tất Tường gần như chiếm một nửa trong 680.000 dân Hoa Lâm. Nói cách khác hơn phân nửa họ hàng của huyện thành Hoa Lâm ở khu vực phía Nam, ai không muốn đi thăm họ hàng được dễ dàng. Nhưng làm quốc lộ cần tiền, huyện Hoa Lâm có tiền hay không thì nhìn huyện thành là biết ngay. Tòa nhà cao 6 tầng là cao nhất. Chẳng qua tất cả vấn đề bắt đầu được giải quyết khi Chủ tịch Triệu xuất hiện. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân cùng với nhân sự thị trấn Mã Thủ và xã Kỳ Lân thay đổi làm người ở huyện ủy, ủy ban huyện hứng thú nhất. Tin đồn nhiều nhất là Chủ tịch Triệu chẳng những tìm được tiền, hơn nữa sau lưng còn được lãnh đạo ủng hộ. Chẳng qua Tiêu Mẫu Đan không phát hiện ra Triệu Quốc Đống có gì cao cấp như lời đồn. Hắn cần ăn, cần ngủ, thậm chí có lúc lười biếng không muốn dọn dẹp, ngủ ngáy, quần lót mặc hay ném trên giường, tất cũng vứt loạn. Mặc dù cô phụ trách việc dọn dẹp nhưng Tiêu Mẫu Đan lại thấy Triệu Quốc Đống không phải lãnh đạo quá cao cấp. Chẳng qua tác phong gần người của Triệu Quốc Đống làm cho Tiêu Mẫu Đan bớt sợ hắn. Nhất là sau chuyến đi đến Ninh Lăng, Tiêu Mẫu Đan lại càng cảm kích Triệu Quốc Đống. Mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất người ta thật lòng giúp mình, về phần Thiên Vũ và Lục Nhị kia có kết quả thế nào thì ngay cả Tiêu Mẫu Đan cũng không chú trọng. Tiêu Mẫu Đan coi thường loại con gái như Lục Nhị nhất. Theo cô thấy con gái cần nhất là tính cách, trái tim phải thành thật. Bây giờ Triệu Quốc Đống đang nổi tiếng, ngay cả khi cô về nhà đều nghe người trong nhà nói chuyện về làm quốc lộ, nói trên tỉnh phái một quan to xuống huyện, đặc biệt có thể lấy tiền trên tỉnh xuống. Mỗi lần như vậy Tiêu Mẫu Đan lại thấy kiêu hãnh, giống như cô thấy tự hào vì mình là người phục vụ Chủ tịch Triệu vậy. Mà khi người cũng tốt nghiệp trường sư phạm như Thiên Vũ được chính quyền huyện điều tới làm thư ký cho Chủ tịch Triệu, Tiêu Mẫu Đan liền động tâm. Lâm Đan có thể vào chính quyền huyện làm, sao em mình không được? Ai cũng nói Chủ tịch Triệu có quan hệ trên tỉnh, tương lai rộng lớn, không chừng 1-2 năm sẽ lên Ninh Lăng làm lãnh đạo to, hơn nữa xem ra đúng là như vậy. 2 năm sau em cô sẽ tốt nghiệp, nếu lúc ấy Chủ tịch Triệu lên Ninh Lăng làm lãnh đạo, có lẽ có thể giữ được em cô ở Ninh Lăng. Nếu Thiên Vũ làm thư ký cho Chủ tịch Triệu thì tốt quá. Tiêu Mẫu Đan cũng biết đây là giấc mộng xa xôi, Chủ tịch Triệu sau này có điều lên Ninh Lăng không, chẳng may lên thẳng tỉnh thì sao? Mà Chủ tịch Triệu dựa vào gì giúp mình? Điều này không đơn giản là ăn bữa cơm, Tiêu Mẫu Đan cũng nghe nói muốn ở lại Ninh Lăng công tác phải mất mấy chục ngàn. Đây là con số Tiêu Mẫu Đan không thể chấp nhận, một tháng cô được 200, 300 đồng, dù tiết kiệm thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ tiền sinh hoạt cho Thiên Vũ, đi đâu tìm tiền. Chẳng qua Chủ tịch Triệu cũng không giống người nhận tiền, ít nhất Tiêu Mẫu Đan thấy mấy tháng nay không thấy ai tặng gì cho hắn. Hai hôm trước cô lại lên Ninh Lăng, Thiên Vũ đúng là rất muốn ở lại Ninh Lăng. Tiêu Mẫu Đan rất lo lắng, em cô là đích tôn của nhà liều sống liều chết giúp Thiên Vũ ra khỏi nông thôn. Nó mong ở lại nội thành nhưng cô là chị gái lại lo thay nó. Trong nhà cô không có quan hệ, 2 năm thoáng cái là qua. Nhưng nếu muốn Chủ tịch Triệu giúp thì Tiêu Mẫu Đan không biết nên làm gì, chẳng lẽ cứ phục vụ tốt là được sao? Mã Bản Quý hiểu rõ gốc gác hai cô gái phục vụ Triệu Quốc Đống. Nhất là bây giờ Triệu Quốc Đống đang tăng mạnh thì người bên cạnh càng thêm quan trọng. Nếu như không phải Triệu Quốc Đống không muốn làm người ta chú ý thì Mã Bản Quý đã lập tức đổi Thường Quế Phân đi rồi. Tồn tại một đứa như vậy thì sao có thể yên tâm? Thấy Tiêu Mẫu Đan đầy tâm sự dọn cơm cho mình, Triệu Quốc Đống suy nghĩ là cô có việc gì? Thường Quế Phân không thể tin, Tiêu Mẫu Đan này lại khá thành thật, hơn nữa không quá ân cần, nịnh bợ như Thường Quế Phân nên Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Sao thế Mẫu Đan, có phải nhớ bạn trai? Triệu Quốc Đống một bên ăn cơm mà hỏi. Không có tâm trạng mà ăn cơm, hay là tôi giới thiệu một người cho cô? Chủ tịch Triệu. Ngài là lãnh đạo,
quen ngài đều là nhân vật lớn, ai thèm chú ý tới em. Tiêu Mẫu Đan biết Triệu Quốc Đống đây là đang trêu mình. Ha ha, cô gái đáng yêu như Mẫu Đan thì ai chẳng muốn theo đuổi. Nhìn cô buồn rầu như vậy thì đúng là cô muốn tìm bạn trai rồi. Cô còn trẻ, đừng vội tìm bạn trai, sau này có nhiều lựa chọn mà. Chủ tịch Triệu đúng là có thể nói, đám con gái nghèo như bọn em còn có thể chọn gì chứ? Có thể gặp người đàn ông nghiêm túc là may rồi, em đang lo cho em trai em. Sao, Thiên Vũ nhà cô làm gì à? Cãi nhau với cô bé kia ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Không phải, em chỉ lo cho Thiên Vũ, nó muốn ở lại Ninh Lăng, nó lại là giáo viên hướng nghiệp nên phải về Hoa Lâm, nếu không ngay cả công việc cũng không có. Chủ tịch Triệu, ngài có quen ai ở Ninh Lăng không, có thể giúp Thiên Vũ nhà em không? Tiêu Mẫu Đan bỏ bát xuống mà lo lắng nói. Mẫu Đan, cô đây là muốn tôi giúp ư? Triệu Quốc Đống cũng biết lần trước lời mình nói thì Tiêu Thiên Vũ cùng Tiêu Mẫu Đan không quá coi trọng. Giáo viên hướng nghiệp muốn ở lại Ninh Lăng dạy học là khá khó khăn, đừng nói là lên Ando. Chủ tịch Triệu, ai cũng nói ngài là cán bộ lớn trên tỉnh, ngài tới Hoa Lâm làm 2 năm là lên Ninh Lăng làm lãnh đạo. Bây giờ người trong huyện đều bàn tán về ngài. Chẳng qua em thấy bọn họ nói cũng đúng, ngài không ở Hoa Lâm quá lâu, sớm muộn cũng lên Hoa Lâm. Tiêu Mẫu Đan bỏ bát rồi nói. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút tò mò, bình thường hắn đều thông qua Du Minh Phú và Mã Bản Quý để biết tình hình, nhưng lại không hiểu dân chúng đánh giá mình ra sao. Tiêu Mẫu Đan là người thành thật, không phải người hay nịnh bợ. Nghe cô nói chuyện thì cũng hay. Vậy bên ngoài nói gì về tôi? Có nhiều lắm, Chủ tịch Triệu muốn nghe dân chúng bàn về ngài sao? Tiêu Mẫu Đan có chút tinh nghịch cười nói. Quyển 5, chương 614, Quan Thanh 2. Đương nhiên rồi. Tôi muốn nghe xem dân chúng nghĩ gì về mình. Triệu Quốc Đống cười nói. Cô bé này lúc cười rộ lên khá quyến rũ. Vâng, các hộ trong huyện thành đều không ngừng khen việc làm quốc lộ. Mọi người ở Hoa Lâm đều hy vọng hai đường quốc lộ này có thể làm thành. Ai mong mỗi ngày nắng lại bụi, mưa lại lầy lội chứ. Tiêu Mẫu Đan cười hì hì lộ hàm răng trắng tinh. Chẳng qua mọi người đều tò mò về ngài. Tò mò gì về tôi? Triệu Quốc Đống cười nói. Đều muốn biết ngài từ đâu tới, còn trẻ như vậy thì đã lấy vợ chưa, có bạn gái chưa? Còn có là ngài có thể ở Hoa Lâm bao lâu, sau này điều lên Ninh Lăng hay tỉnh thành? Còn có ngài có quan hệ thân mật với cô gái nào, đủ những chuyện. Tiêu Mẫu Đan che miệng cười. Triệu Quốc Đống không nói gì, hắn không ngờ mình lại được nhiều người Hoa Lâm chú ý đến thế. Các đề tài của mọi người nói chuyện đều là mấy việc đâu đâu. Xem ra người ta nói không khí Hoa Lâm không chính khí cũng có lý của nó. Xem ra ngay cả Tiêu Mẫu Đan cũng thích nghe mấy đề tài kia. Mẫu Đan, tôi nghĩ mấy cái này không phải thứ đáng bàn bạc gì mà. Triệu Quốc Đống không còn hứng thú mà buồn bực nói. Tôi đến từ đâu chỉ cần hỏi một câu là ra. Về phần nói tôi ở đây bao lâu cũng không thể do tôi quyết định, cũng không phải huyện Hoa Lâm có thể quyết định, mọi người bàn cũng vô ích. Có kết hôn, bạn gái hay thân mật với ai thì càng không cần phải nói. Đây là việc riêng của tôi mà, không cần mọi người quan tâm đâu. Không thể nói như vậy, Chủ tịch Triệu là lãnh đạo, hơn nữa lại tạo chuyện lớn như vậy ở Hoa Lâm. Dân chúng bọn em quan tâm đến ngài là rất bình thường. Chuyện riêng của ngài càng làm cho mọi người hứng thú, bàn tán cũng không phạm pháp mà. Tiêu Mẫu Đan cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống mở to mắt. Cô bé này bây giờ càng lúc càng làm càn trước mặt mình. Có lẽ cảm thấy mình xa lánh Thường Quế Phân nên cô bé mới tích cực hơn. Ồ, Mẫu Đan còn lời bàn tán gì về tôi thì nói hết ra đi. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nói. Hi hi, đều nói ngài có quan hệ không bình thường với nữ phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình huyện, chỉ là không thấy cô ấy đến chỗ ngài. Tiêu Mẫu Đan cười cười mập mờ nói. Ồ, có lời đồn này sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ mình cố gắng không gây chuyện còn có thể có chuyện. Hơn nữa đây đúng là chuyện không liên quan gì tới hắn mà, vậy mà còn có lời đồn. Ai cũng nói như MC, phóng viên Trình Nhược Lâm được xưng là người đẹp nhất Hoa Lâm, cùng được xưng là hai đóa kim hoa với nữ phóng viên của đài truyền hình, Ngụy Tịnh. Hai cô gái này có vô số người theo đuổi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đến Hoa Lâm mấy tháng gần như chỉ làm việc và không nghĩ tới việc gì khác, ngay cả TV cũng ít khi xem. Với đài truyền hình cấp huyện của Hoa Lâm bây giờ thì ngoài đưa vài tin Hoa Lâm ra thì cũng chỉ là mấy bộ phim mà thôi. Hai đóa hoa hoa kia Triệu Quốc Đống chưa gặp ngoài đời bao giờ. Cô gái Trình Nhược Lâm kia cũng được,
nhìn trên TV cũng ổn nhưng vẻ mặt khô khan, giọng đặc mùi hoa lâm, Triệu Quốc Đống không có hứng thú. Còn nữ phóng viên kia thì Triệu Quốc Đống còn chưa cho cô ta cơ hội phỏng vấn mình. Bởi vì việc xây dựng quốc lộ làm thành chuyên đề, Triệu Quốc Đống rất sáng suốt đẩy La Đại Hải ra. Chủ tịch huyện nhận phỏng vấn là rất bình thường, mà phỏng vấn các công tác cụ thể lại do trưởng phòng giao thông Hoàng Thiết Thần ra mặt, Triệu Quốc Đống trốn sang bên. Tương Uẩn Hoa đã nhắc Triệu Quốc Đống rằng làm gì thì lãnh đạo đều rõ, không cần dùng truyền thông tạo danh tiếng. Với danh tiếng của Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm bây giờ thì cũng không cần thi ít. Mà vị Phạm Vi Ngụy kia có vẻ không chịu bỏ qua cho Triệu Quốc Đống. Nhân lần khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân nên cô có ý muốn phỏng vấn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lại luôn đùn đẩy, hoặc trên tỉnh hoặc ở Ninh Lăng, hoặc xuống xã. Đối phương gọi điện hẹn thì hắn cũng đùn đẩy. Cuối cùng do Tân Tồn Hoán đứng ra nhận phỏng vấn. Mọi người đều nói ngài không để phóng viên Ngụy Tịnh nhận phỏng vấn là do ngại quan hệ đặc biệt. Tiêu Mẫu Đan tức giận nói. Còn có người nói số lần Ngụy Tịnh tới đây rất nhiều. Em nói chưa từng có người phụ nữ nào tới đây, đến đều là bạn của Chủ tịch Triệu, không có người Hoa Lâm. Ồ, là ai hỏi cô là phóng viên Ngụy Tịnh đến đây hay không? Sau chuyện của Thường Quế Phân, Triệu Quốc Đống đã mơ hồ ngửi thấy mùi lạ lạ trong huyệt. Nhiều người bắt đầu tò mò về cuộc sống riêng của hắn, chẳng qua khó nói có người có ý đồ không. Là người ở nhà khách thôi ạ. Tiêu Mẫu Đan cười nói. Xem ra ngài rất được người chào đón. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Không cần hỏi Triệu Quốc Đống cũng biết đó là ai. Chẳng qua trong thời gian này đối phương không hoạt động tích cực mấy, có lẽ nghĩ mình đã khống chế được tình hình. Ai đều biết nhân sự huyện thay đổi không phải do danh tiếng hay là phản ánh, thậm chí nó còn phản tác dụng. Tiêu Mẫu Đan mặc dù là cô gái thành thật nhưng hay nói chuyện với người mà cô tin tưởng. May là Cù Vận Bạch tới đây liền chọn ở trong Kỳ Lân Quan. Ngoài Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu ra thì không ai gặp Cù Vận Bạch. Chẳng qua cảm giác suốt ngày đề phòng thế này thì hắn cũng không thích, nhất là đề phòng xung quanh chỗ mình ở. Biện pháp tốt nhất là khiến đối phương ngoan ngoãn rút đi, mà muốn làm như vậy phải chặt đứt ý tưởng trong đầu đối phương. Làm cho đối phương dù dở trò gì cũng vô ích. Triệu Quốc Đống đành nói. Ừ, xem ra sức hấp dẫn của tôi khá lớn, Mẫu Đan, cô có bị tôi hấp dẫn không? Em. Tiêu Mẫu Đan ngẩn ra rồi cười nói. Chủ tịch Triệu nói đùa rồi. Em có ưu điểm lớn nhất đấy là biết rõ mình. Chủ tịch Triệu làm ở Hoa Lâm chỉ tầm một năm, năm rưỡi, em chỉ muốn ngài có ấn tượng tốt, các chuyện khác em chưa bao giờ nghĩ tới. Ừ, Mẫu Đan, chuyện em trai cô muốn ở lại Ninh Lăng thì tôi sẽ chú ý. Chẳng qua hai năm sẽ có nhiều biến hóa, tôi không dám chắc. Đến An Đô thì tôi có thể giúp, nhưng Ninh Lăng thì tôi bây giờ chưa quen mấy ai, chờ hai năm nữa có lẽ tôi giúp được. Thật sao ạ? Tiêu Mẫu Đan nói chuyện mãi chính là chờ câu này của Triệu Quốc Đống. Cô biết Triệu Quốc Đống không dễ tỏ thái độ, nhưng khi nói chuyện đều sẽ làm được. Cô nghĩ tôi trêu cô sao? Tôi trêu cô, chẳng may hôm nào cô học Phan Kim Liên cho thuốc độc vào cơm thì sao? Tôi không phải chết oan ư? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói làm Tiêu Mẫu Đan đỏ mặt. Ai là Phan Kim Liên, ai là Võ Đại Lang? Bọn họ là vợ chồng, em và Chủ tịch Triệu không có quan hệ gì, em sao có thể làm việc như vậy? Tiêu Mẫu Đan thấy người mình hơi nóng lên. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Xem ra cô bé này đúng là thành thật, ngay cả những lời không nên nói cũng nói. Bên người có cô bé như vậy đúng là làm người ta yên tâm. Hắn ở Hoa Lâm 3 năm, bây giờ mặc dù không có nhiều việc nhưng sau này sẽ có nhiều chuyện cần xử lý. Mã Bản Quý mặc dù đáng tin nhưng đó là đàn ông, lại phụ trách cả nhà khách nên có một số việc không tiện. Có cô bé Tiêu Mẫu Đan này cũng tốt. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cảm thấy mình như một vị gia chủ thời phong kiến. Gia sư, chó béo và nha hoàn luôn có trong cuộc sống. Gia sư là Du Minh Phú, chó béo tất nhiên là Mã Bản Quý thay hắn trông nhà. Mà nha hoàn là Mẫu Đan, ngực to tròn, mông to thích hợp sinh con, mặt cũng xinh xắn. Hậu phương vững chắc thì mới có thể tiến tới trước tranh đấu, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ như vậy. Quyển 5, chương 65, mánh khóe. Triệu Quốc Đống hơi đau đầu vì uống nhiều. Đám người ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh uống đúng là ác, không ngờ uống hết vài chai liền, đây là muốn đấu tới chết. Cả bữa ăn tiêu tiền là việc nhỏ, nhưng có một đám lãnh đạo ngã xuống. Dù là phó thị trưởng Ninh Lăng hay là phó thị trưởng Tân Châu đều ngã. Chẳng qua người của ủy ban kế hoạch phát triển và sở tài chính cũng không tốt hơn, ngay cả người của sở giao thông cũng bị vạ lây. Ninh Lăng và Tân Châu mặc dù sắp ngã cũng phải trả thù.
Người có thể bước đi bình thường ra khỏi Hỉ Lai Đăng chỉ còn có lái xe. Triệu Quốc Đống nằm trong phòng nghỉ tầng 14 của khách sạn, mặc dù người tỉnh táo nhưng người lại cảm thấy nặng nề, nằm trên giường cảm nhận gió mát bên ngoài đúng là thoải mái. Không thể không nói mỗi người có mạng lưới quan hệ là khác nhau. Lấy Ninh Lăng và Tân Châu làm ví dụ là biết ngay. Kỳ Dư Hồng mặc dù là bí thư thị ủy Ninh Lăng nhưng trước đây chỉ dựa vào Ninh Lăng thúc đẩy thì trên tỉnh mặc dù có động tác nhưng lại kéo dài. Nhưng khi Liễu Đạo Nguyên đại diện Tân Châu ra mặt lại khác. Dù là ủy ban kế hoạch phát triển hay sở tài chính đều phải nể mặt vị phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trước đây, tiến độ nhanh hơn. Mà sở giao thông càng không cần phải nói, rất thuận lợi. Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí quốc lộ Bồng Hoa chỉ trong 2 ngày đã được phê chuẩn. Chuyện còn lại rất đơn giản. Cục giao thông Tân Châu và Ninh Lăng kết hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quốc lộ Bồng Hoa, lấy quyền thu phí để vay vốn ngân hàng. Sau đó đẩy nhanh việc xây dựng quốc lộ Bồng Hoa. Đúng như lời thị ủy Ninh Lăng và Tân Châu nói, bây giờ việc của công ty đối với hệ thống ngân hàng, công tác của chính quyền đã xong, cùng lắm chỉ đứng giữa làm trung gian mà thôi. Triệu Quốc Đống đứng dậy đi tới cửa sổ lộ ra nửa thân trên cường tráng, bên dưới hắn mặc quần đùi rộng. Quốc lộ Bồng Hoa cuối cùng đã xong, mặc dù phiền phức hơn hắn nghĩ nhưng do Liễu Đạo Nguyên ra mặt nên giải quyết xong. Nếu không đúng như Tương Uẩn Hoa nói thì chỉ sợ cả đời Lữ Tòng Vinh cùng Lý Đỉnh Nam cũng không để hắn yên. Chẳng qua Lữ Tòng Vinh cũng coi như nghị biện pháp cho công ty Đại Hoa vay một khoản, đây là điều kiện lớn nhất do công ty Đại Hoa đặt ra để xây dựng nhà máy thịt ở Hoa Lâm. Điều này cũng có nghĩa công ty Đại Hoa đã xác định việc lập cơ sở chăn nuôi gia súc ở Ninh Lăng. Tiểu Huy à! Triệu Quốc Đống nghe điện mà nói. Anh đã về. Kiều Huy vui vẻ nói. Tôi vừa về tối qua. Nghe nói anh bị đẩy tới huyện hả? Có muốn điều về không? Triệu Quốc Đống cười nói. Anh thấy tôi bị đẩy đi sao? Tôi không thấy thế, tới khu vực khó khăn sẽ làm tôi trưởng thành nhanh hơn. Được rồi, anh có bản lĩnh thì ở núi cả đời đi. Bây giờ đang ở đâu, hay là tôi tới thăm anh? Kiều Huy cười nói. Khách sạn Hỉ Lai Đăng. Triệu Quốc Đống ươn ươn người mà nói. Anh muốn tới cứ tới, vừa lúc có thể uống vài chén. Hỉ Lai Đăng, Ninh Lăng đó mà Hỉ Lai Đăng cũng tới mở khách sạn sao? Có lầm không vậy? Kiều Huy không dám tin mà nói. Cút ngay, số 32 đường Đông Hồ, tự tới đây. Tôi vừa dậy xong, anh tới thì chúng ta đi ăn sáng. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Không biết tên này có phải cố ý châm chọc mình mo? Ồ, thì ra anh ở Ando, tôi lập tức tới ngay. Kiều Huy cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống rửa mặt xong liền đi ra ngoài, thang máy tới tầng 11 thì dừng lại, hai cô gái đeo kính râm vội vàng tiến vào. Tối qua bà ở đâu? 1211, còn bà? 1229, một tên ngốc, hì hì. Một cô gái mặc váy đen móc một điếu thuốc màu xanh đưa cho bạn, tự mình cũng châm một điếu. Ngón tay trắng nõn cầm điếu thuốc vừa đẹp vừa phóng đãng. Tôi cũng thế, vừa nhìn là đã biết phải dùng thuốc. Kệ hắn. Có người trả tiền, tìm còn không được. Cô gái mặc váy đen nói. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, lại là hai cô gái ngành kia. Chẳng qua đúng là không may phòng 1229 là phòng của Phó Thị trưởng Trương, 1211 thì theo hắn nhớ là của vị Phó Thị trưởng Tân Châu. Triệu Quốc Đống không muốn nghe mấy chuyện này nhưng nó vẫn chui vào tai. Tối qua sau khi ăn xong có người làm ăn ở Tân Châu tới mời mọi người đi hát. Triệu Quốc Đống hơi mệt nên về phòng nghỉ sớm. Không biết sau đó bọn họ làm gì. Nhưng hắn nhớ phòng phó thị trưởng Trương là 1229. Bởi vì chiều qua hắn còn tới đó báo cáo công việc. Thấy Triệu Quốc Đống không hề để ý tới mình, cô gái có vẻ bực bội. Ả trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi không thèm để ý tới. Triệu Quốc Đống xuống tầng 3, đây là chỗ ăn sáng của khách sạn. Hắn ra thang máy còn mơ hồ nghe thấy cô gái ở phòng 1229 nói với bạn. Lão đó còn cho tôi số điện thoại, nói tối nay muốn liên lạc với tôi. Tôi đồng ý, cho y số máy nhắn tin. Triệu Quốc Đống lắc đầu, hắn không ngờ vị phó thị trưởng Trương đạo mạo như vậy lại thế. Sao, tình hình bên Phúc Kiến thế nào rồi? Kết thúc chưa? Triệu Quốc Đống không ngừng dục Kiều Huy ngừng việc làm ăn ở Phúc Kiến. Theo hắn nhớ vụ án buôn lậu lớn nhất Trung Quốc là ở Phúc Kiến, cuối cùng một loạt quan chức cao cấp dính vào. Triệu Quốc Đống biết bây giờ Duyên Hải đang buôn lậu rất mạnh, hơn nữa không ít cơ quan nhà nước rõ ràng tham gia vào.
Kiều Huy có lẽ qua lại với tên quan chức nào đó nên cũng xen vào. Nhưng Triệu Quốc Đống biết chuyện này sớm muộn cũng mất mạng. Dù anh là ai, nếu một khi Trung ương hạ quyết tâm thì chỉ có chết. Dừng rồi, nếu không sao có thể quay về. Kiều Huy có lẽ còn có chút lưu luyến, nhưng mỗi lần Triệu Quốc Đống gọi điện đều bảo y về ngay Ando, y cũng không nỡ. Dù sao tiền kiếm được rất dễ, hơn nữa cơ quan nhà nước cũng làm thì sợ gì. Nhưng Triệu Quốc Đống nói rõ với y dù là ai thì cũng không bảo vệ được cho ai. Câu này làm Kiều Huy cảm thấy sợ hãi, cho nên mới cắn răng dừng hoạt động kinh doanh ở Phúc Kiến, về Ando. Chuyện này anh đừng xen vào, anh nghĩ quốc gia để mặc chuyện như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng nói. Nên biết đủ, đừng có quá tham lam, anh cũng không phải đói tới mức không có cơm ăn mà. Thời buổi này có nhiều con đường kiếm tiền, sao phải làm ngành đó? Được rồi Quốc Đống, chúng ta không nói cái này nữa. Kiều Huy cười nói. Nói về anh đi, đang làm ở sở giao thông tốt như vậy mà lại tới Ninh Lăng. Anh thật sự muốn rèn luyện để được đề bạt sao? Triệu Quốc Đống không trả lời mà cười cười nói suy nghĩ của mình ra. Điện thoại di động vang lên, Triệu Quốc Đống nhíu mày nghe điện. Đó là Trương Thiên Phóng gọi tới. Kiều Huy thấy Triệu Quốc Đống có chút buồn bực nên hỏi chuyện gì. Triệu Quốc Đống không muốn nhiều lời mà chỉ nói là một lãnh đạo cùng hắn tới An Đô làm việc. Bây giờ có lẽ rảnh nên hỏi hắn làm gì. Đây là muốn cùng Triệu Quốc Đống đi ăn trưa. Chuyện tốt mà, Quốc Đống, không cần biết hắn là kẻ như thế nào, chỉ cần lãnh đạo chủ động gọi anh, như vậy anh được hắn chú ý, không dễ đâu. Kiều Huy cười nói. Trưa nay tôi bố trí, chúng ta tới Hồ Vân Loa. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Trương Thiên Phóng là thường vụ thị ủy. Có quyền lên tiếng ở thị ủy. Theo Tương Uẩn Hoa nói thì bây giờ thị ủy bắt đầu có sóng ngầm. Kỳ Dư Hồng không chấp nhận cục diện hiện nay, bắt đầu có động tác, như vậy nhất định sẽ ngầm trao đổi với các thường vụ thị ủy. Trương Thiên Phóng đóng vai trò gì thì Triệu Quốc Đống không rõ, nhưng Trương Thiên Phóng và Mạch Gia Huy có mâu thuẫn thì ai cũng biết. Kỳ Dư Hồng có dở trò hay không thì khó nói. Quyền 5, chương 66, người là động vật phức tạp. Trương Thiên Phóng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, nếu không sẽ không gọi Triệu Quốc Đống đi ăn như vậy. Theo y thấy Triệu Quốc Đống mặc dù kiêm nhiệm nhưng không hề giống những người đợt trước. Nghe bạn Triệu Quốc Đống muốn gặp mình, Trương Thiên Phóng cũng muốn biết bạn của Triệu Quốc Đống là ai. Có lúc muốn biết một người thì từ bạn của người đó là có thể hiểu ra được. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ về việc mời Trương Thiên Phóng ở đâu. Hắn không biết sở thích của Trương Thiên Phóng, nhưng Trương Thiên Phóng là thường vụ thị ủy. Phó thị trưởng Ninh Lăng thì nhất định cũng có mạng lưới quan hệ ở An Đô này. Trương Thiên Phóng muốn cùng ăn với hắn, đây là vinh hạnh của hắn. Cho nên Triệu Quốc Đống đang cân nhắc nên mời ai cùng ăn. Kiều Huy đã nói tự mình bố trí thì Triệu Quốc Đống cũng không chối từ. Nhưng chỉ hai người là không thích hợp, Lôi Hướng Đông có thể gọi theo, nghe nói tháng sau Lôi Hướng Đông sẽ thành phó giám đốc ngân hàng nông nghiệp tỉnh. Triệu Quốc Đống đang nghĩ sau này còn có việc cần nhờ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút liền nghĩ có thể gọi thêm Từ Hoành. Trương Thiên Phóng phụ trách mảng giao thông, Từ Hoành lại chủ quản mảng xây dựng quốc lộ của sở giao thông, hai người không quá xa lạ. Mà Lôi Hướng Đông đã cùng ăn mấy lần với Từ Hoành, mọi người coi như người quen. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Vương Phủ Mỹ hỏi y có việc gì không. Nếu không có việc gì thì mọi người tới Hồ Vân Loa đánh góp rồi ăn trưa. Vương Phủ Mỹ không hề chối từ mà hỏi qua có ai. Triệu Quốc Đống nói qua một chút, Vương Phủ Mỹ liền đồng ý ngay. Sau vài lần tiếp xúc, quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ rất nhanh trở nên thân thiết, có nhiều tiếng nói chung. Ngay cả Lâm Băng cũng ghen ghét sao chồng mình lại nhanh quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống như vậy. Nhiều lúc gặp riêng không có Lâm Băng, điều này làm Lâm Băng rất không hài lòng, ví dụ như hôm nay. Vương Phủ Mỹ ngồi trong xe và nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Vương Phủ Mỹ nhìn hình như giấu gì đó, khác bình thường. Mỹ ca, có gì thế, anh nhìn làm em rợn tóc gáy. Cậu còn giả vờ trước mặt tôi à, phải huy động đội ngũ hùng hậu như vậy để mời một phó thị trưởng Ninh Lăng ư. Nói đi, gọi chúng tôi tới làm gì, có phải là muốn chúng tôi nói tốt với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy tương lai của Ninh Lăng một vài câu không? Vương Phủ Mỹ cười hì hì nói. Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đó, sớm như vậy đã hoạt động rồi. Trưởng ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống đang chuẩn bị khởi động xe liền ngẩn ra. Anh nói là phó thị trưởng Trương Thiên Phóng sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Không phải vậy chứ, sao em không nghe thấy? Triệu Quốc Đống có chút không tin.
lần trước hắn gặp Tương Uẩn Hoa thì không nghe thấy tin gì. Nếu như nói Trương Thiên Phóng có thể thành trưởng ban tổ chức cán bộ, vậy ít nhất cũng phải có tin gì đó chứ. Cậu không biết ư, vậy sao cậu phải tốn công tiếp đón Trương Thiên Phóng như vậy? Vương Phủ Mỹ có chút ngạc nhiên. Tôi đang nói tin tức của cậu sao nhanh nhạy như vậy? Hai hôm trước trong ban mới lộ vài tin tức, nói là bộ máy thị ủy Ninh Lăng sẽ điều chỉnh một chút. Mục Cương sẽ lên làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Trương Thiên Phóng cũng đang không ngừng hoạt động, về cơ bản sẽ thay thế Mục Cương. Ồ, phó thị trưởng Trương sắp đổi thành trưởng ban Trương sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, quan hệ giữa hắn và Trương Thiên Phóng không tệ, mấy lần xin thủ tục bên giao thông đều được thông qua. Chẳng qua đây chỉ là quan hệ trong công việc, mà hôm nay chính là cơ hội để tạo quan hệ cá nhân. Còn chưa chính thức xác định, chẳng qua khả năng là rất lớn. Y cũng không coi là đề bạt, chỉ là điều chỉnh công việc một chút mà thôi. Vương Phủ Mỹ cười nói. Xem ra chú không hiểu tình hình mà là làm loạn. Vậy bí thư Lý thì sao? Lý Trọng Sơn tuổi không cao, y phải làm một thời gian nữa mới phải lui về tuyến 2. Sao lần này lại có điều chỉnh? Không rõ, bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng có một điều dám xác định là Lý Trọng Sơn sẽ đi. Vương Phủ Mỹ lắc đầu nói. Quốc Đống, việc này không đến lượt cậu quan tâm. Dù là Trương Thiên Phóng lên hay không thì cũng là thường vụ thị ủy, quan hệ tốt thì sẽ có lợi cho cậu. Ha ha, điều này thì em biết, hơn nữa em và Phó Thị trưởng Trương nói chuyện cũng khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống nói. Vậy là tốt, cậu vừa lúc có thể mượn cơ hội này nói ý đồ và suy nghĩ của mình ra. Cách trao đổi như vậy sẽ dễ kéo gần quan hệ, đối với một số người thì ăn uống, vui chơi dễ được tin tưởng hơn. Vương Phủ Mỹ gật đầu nói. Khi Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ tới Hồ Vân Loa thì Kiều Huy đã kéo Lôi Hướng Đông tới trước. Từ Hoành tới một mình, thật ra Trương Thiên Phóng lại đang đi xung quanh mà xem. Nói chuyện một lúc thì nhân viên phục vụ dẫn mọi người tới chỗ đánh gôn, thời buổi này người có thẻ VIP sẽ mang được vài khách không có thẻ tiến vào. Hồi tháng 4 Đức Sơn đã bỏ 100.000 lấy 5 thẻ VIP. 3 thẻ cho 3 anh em, 2 thẻ còn lại Đức Sơn đưa ai thì Triệu Quốc Đống cũng không nói. Trong đám người chỉ có 3 người Lôi Hướng Đông, Kiều Huy cùng với Vương Phủ Mỹ còn biết chơi một chút, mấy người còn lại đều không hiểu. Cũng may có nhân viên hướng dẫn, mấy người kia đều hưởng thụ trò chơi phương Tây. Cả buổi sáng chỉ là học cách đánh, Triệu Quốc Đống không hứng thú với trò gôn dành cho quý tộc này. Theo hắn thấy đây là trò của một tầng lớp khác hẳn. Đầu tư và tiền tốn rất lớn khiến người bình thường không thể tham gia, tất nhiên cũng biểu hiện sự không bình thường của bọn họ. Chơi đến tận 6 giờ chiều mọi người cũng không chơi được ra hồn, nhưng thật ra thái độ của mấy nhân viên hướng dẫn làm mọi người rất hài lòng. Mặc dù không có thời gian nói chuyện một mình nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm trạng Trương Thiên Phóng khá tốt. Nhất là sau khi giới thiệu hai người Vương Phủ Mỹ cùng Lôi Hướng Đông với Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng càng vui vẻ hơn. Có lẽ y thấy vui vì có bạn ngồi ăn cơm ngang trình độ. Chơi gôn và ăn bữa cơm này tốt hơn so với cuộc đấu rượu hôm qua với Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Sở Tài chính nhiều. Dù là Trương Thiên Phóng hay Triệu Quốc Đống đều rất thoải mái. Trương Thiên Phóng giỏi nói chuyện, mặc dù đây là lần đầu gặp mấy người kia nhưng nói chuyện khá sôi nổi. Mà Trương Thiên Phóng cũng có nhiều điểm chung với đối phương. Trước bữa tối nửa tiếng, hai người ngồi ở bàn cà phê mà không ngừng trao đổi, điều này làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Hắn thấy tò mò sao người như Trương Thiên Phóng lại phải dùng thuốc nhỉ? Suy nghĩ chỉ thoáng hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống mà thôi. Dù như thế nào thì dù là hắn hay Trương Thiên Phóng đều có ấn tượng tốt về đối phương. Trước đây chỉ là quan hệ công việc, bây giờ thêm chút quan hệ cá nhân. Mặc dù mới chỉ là bắt đầu nhưng như vậy là đủ rồi. Rất nhiều quan hệ mật thiết thường bắt đầu như vậy. Ăn tối xong, Trương Thiên Phóng rất hài lòng rời đi, Triệu Quốc Đống đưa ra đến cửa. Trương Thiên Phóng mặc dù không nói nhiều nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình tốt hơn trước. Sau khi Từ Hoành và Vương Phủ Mỹ rời đi, Triệu Quốc Đống, Kiều Huy và Lôi Hướng Đông ở lại Hồ Vân Loa. Quyển 5, chương 67, đuôi hồ ly. Quốc Đống, Trương Thiên Phóng này cũng được, có tầm nhìn, làm gì ở Ninh Lăng vậy? Lôi Hướng Đông lắc lắc chén rượu trong tay rồi nói. Trước phụ trách mảng nông nghiệp, bây giờ giống em, phụ trách công nghiệp, giao thông và thu hút đầu tư. Chẳng qua y cũng phụ trách tài chính. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Y vốn là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân Lam Sơn, điều sang làm phó thị trưởng, sau đó làm thường vụ. Bảo sao y quen với chính sách nông nghiệp như vậy,
tranh luận với tôi một lúc lâu. Mặc dù tôi không hoàn toàn tán đồng quan điểm của y, nhưng y quen với tình hình thực tế tại nông thôn hơn tôi, nhất là tình hình khu vực nông thôn nghèo khó thì càng hiểu hơn. Vì thế cái nhìn của y và tôi ai đúng ai sai thì khó nói. Lôi Hướng Đông rất ít đánh giá người như vậy, có vẻ vẫn suy nghĩ lời Trương Thiên Phóng nói. Ồ, anh và thị trưởng Trương thảo luận gì vậy? Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Lôi Hướng Đông là người thích trao đổi cặn kẽ, nhất là thích nghiên cứu các tình huống điển hình, hy vọng tìm ra quy luật của nó. Tôi và y bàn về việc tại sao một địa phương luôn lấy chỉ tiêu công nghiệp để xác định sự phát triển kinh tế, nông nghiệp bây giờ chỉ là một ngành đi theo. Chiến lược định vị nông nghiệp và nông thôn càng lúc càng suy yếu, các nhà máy xã, thị trấn mọc lên rất nhiều. Đối với nông thôn, thậm chí cả xã hội thì sẽ giải quyết được công việc trong thời gian ngắn. Nhưng bọn họ có thể trở thành lực lượng chính trong nền kinh tế quốc gia không? Công ty tư nhân bắt đầu lộ diện ở Chiết Giang, nhưng bọn họ sẽ được xác định như thế nào? Lôi Hướng Đông đưa ra vài vấn đề. Xem ra cuộc trao đổi với Trương Thiên Phóng làm y có chút hứng thú. Triệu Quốc Đống nghe thấy thế thì biết mấy vấn đề này không phải vài ba câu là nói rõ ràng. Ngay cả văn phòng NSCS Trung ương cũng khó có thể chắc chắn quan hệ nông nghiệp cùng công nghiệp, không rõ tương lai của các công ty tư nhân. Không có vài năm phân tích, không trải qua thực tế xác nhận thì khó có kết luận. Trung Quốc rất rộng, thành phần kinh tế phức tạp, quan hệ nông nghiệp cùng công nghiệp không phải đã hình thành là không thay đổi, trong từng giai đoạn nó sẽ biến hóa. Mà Trung ương sẽ căn cứ tình hình thực tế mà đồng chí. Nhưng bây giờ xem ra phát triển nhà máy xã, thị trấn là chính xác. Nhưng các nhà máy này có nhiều thiếu sót, nhất là nếu phát triển quá nhanh sẽ mang tới nguy hiểm cho chính sách. Ngày sau Trung ương đưa ra biện pháp gì giải quyết thì khó nói. Về kinh tế tư nhân đó là một lực lượng tích cực, bây giờ Trung ương đang lấy thái độ quan sát và để nó phát triển. Triệu Quốc Đống thấy Lôi Hướng Đông có vẻ muốn thử mình nên đáp vài câu hàm hồ, lấy lệ. Trong giấc mơ của hắn thì Trung ương đã dần có quan điểm thành thục về mấy vấn đề này, bây giờ mà nói rõ thì hơi khó. Dù là hắn hiểu nhưng bây giờ nếu tung ra chỉ sợ sẽ bị mắng chửi tơi bời. Triệu Quốc Đống không muốn làm tiên phong lý luận, theo hắn thấy Trung Quốc thiếu là cán bộ làm việc nghiêm túc, mà không phải những người có năng lực lý luận, không có thực tế. Mặc dù là như vậy nhưng mấy câu của Triệu Quốc Đống vẫn làm Lôi Hướng Đông chấn động. Mấy quan điểm Triệu Quốc Đống đưa ra đã vượt qua hiện tại. Nhất là đường ra của nhà máy xã, thị trấn ở đâu, sau khi hoàn thành giai đoạn tích lũy cơ bản, các nhà máy này đạt quy mô nhất định và mở rộng thì nó sẽ có những khuyết điểm như công ty nhà nước hiện nay. Chẳng qua bây giờ sự huy hoàng của nhà máy cấp xã, thị trấn đã che giấu tất cả. Chúng ta hôm nay không nói cái này được không anh? Triệu Quốc Đống thấy Lôi Hướng Đông còn muốn nói tiếp việc này liền giơ tay xin hàng. Em lần này lên đây là vì huyện Hoa Lâm, dù sao quốc lộ Bồng Hoa đã xong, nhưng Hoa Lâm có trụ cột quá mỏng. Đương nhiên đây là tình hình chung của cả Trường Xuyên Ninh Lăng. Hai huyện nghèo cấp quốc gia, hai huyện nghèo cấp tỉnh. Chẳng qua em làm ở Hoa Lâm nên cố gắng làm chút việc cho dân chúng Hoa Lâm, về các huyện khác thì em không xen vào. Hừ, tôi sớm biết cậu kéo tôi tới là không có việc tốt. Tiểu Huy mời khách, cậu diễn trò, vừa được Trương Thiên Phóng hài lòng, lại còn muốn nhằm vào tôi ư. Lôi Hướng Đông tức giận nói. Đông ca, nói khách khí làm gì, hôm nào anh tới Hoa Lâm thì em mời anh tới Kỳ Lân Quan nổi tiếng ngồi một chút, đảm bảo anh rất thoải mái, đi vào cõi thần tiên, sống lâu thêm vài năm. Đạo sĩ ở đó bói rất chuẩn, đồ ăn chay cũng rất ngon. Tín đồ ở Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây đều tới đó mà cúng bái. Em nghe Trịnh ca nói mẹ vợ anh khá tin cái này, hay là tới Kỳ Lân Quan ở một thời gian, tất cả do em phụ trách. Lôi Hướng Đông cười cười, Triệu Quốc Đống này đúng là giỏi nhớ. Chuyện mẹ vợ y mê đạo giáo thì Trịnh Kiện chỉ nhắc qua một lần mà Triệu Quốc Đống còn nhớ rõ, bây giờ nói ra thì dù mình có nhận hay không thì người ta cũng có lòng. Ở điều kiện cho phép thì người bạn như vậy khó có thể từ chối. Được rồi, ý của cậu vậy là đủ rồi. Ngân hàng nông nghiệp đang chú ý tìm hiểu công tác cơ sở, nếu muốn triển khai nghiệp vụ thì hơi khó một chút. Lôi Hướng Đông nói luôn về tình hình ngân hàng nông nghiệp hiện nay với Triệu Quốc Đống. Đông ca, ngân hàng nông nghiệp chủ yếu cho vay hỗ trợ nông nghiệp, điều tra tài liệu là quan trọng nhưng cũng cần chuẩn bị triển khai nghiệp vụ. Nếu có nghiệp vụ thích hợp chẳng lẽ nói ngân hàng nông nghiệp ngồi im mà nhìn. Theo em thì dù là tỉnh An Nguyên hay Ninh Lăng thì ngân hàng nông nghiệp đều có thể nhanh chóng triển khai nghiệp vụ, chỉ cần không đi ngược lại chính sách thì dù mạo hiểm một chút thì em thấy vẫn nên làm. Thậm chí còn có thể cổ vũ và khen ngợi. Triệu Quốc Đống từ từ nói.
nếu như chờ đợi chính sách và chỉ thị cấp trên, hoặc là quốc gia có công trình thì mới dám có động tác, vậy em cho rằng ngân hàng nông nghiệp không có bao tác dụng. Triệu Quốc Đống nói làm Lôi Hướng Đông thấy hứng thú. Quốc Đống, chú nói ý kiến của mình ra một chút xem. Ngân hàng nông nghiệp có ý nghĩa gì, đó là hỗ trợ các hạng mục không phù hợp với triết lý kinh doanh, một phần khác là giúp đỡ phát triển quy mô hóa nông nghiệp. Sản lượng nông nghiệp nước ta có năng suất thấp, tỷ lệ cây lương thực lớn. Bây giờ đời sống dân chúng tăng lên, nhu cầu thực phẩm cũng nhiều hơn, đa dạng hơn, qua đó chúng ta phải điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp. Nhưng bây giờ em thấy ngân hàng nông nghiệp tỉnh chưa chính thức hoạt động, còn chờ đợi chính sách quốc gia đưa xuống. Em nghĩ nếu chúng ta tiến hành cải cách, nếu không nếm thử thì sao được? Vậy ngân hàng nông nghiệp sao không thể tiến hành thí điểm? Lôi Hướng Đông nở nụ cười, mới đầu nghe thì thấy được, cuối cùng đã lộ đuôi hồ ly. Được đó, phải xem đuôi hồ ly của tên này là như thế nào. Ừ, cậu nói đúng, có lý, tiếp đi. Lôi Hướng Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Em biết nghiệp vụ chính của ngân hàng nông nghiệp là cho vay vốn, trong đó có hai điểm đáng nghiên cứu. Một là cho vay vốn đầu tư vào khoa học kỹ thuật nông nghiệp, một là cho các công ty nông nghiệp vay. Em thấy hai điều này sẽ là nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng nông nghiệp. Triệu Quốc Đống cũng biết Lôi Hướng Đông thấy được ý đồ của mình, chẳng qua hắn không thèm để ý. Lấy ví dụ như Hoa Lâm. Hoa Lâm là huyện miền núi, trong khu vực có ít đất ruộng, không thích hợp trồng cây truyền thống. Nhưng Hoa Lâm lại có nhiều đồi, phát triển lâm nghiệp là đúng đắn, nhưng hiệu quả chậm, nông dân không có hứng thú mấy. Nhưng nếu phát triển chăn nuôi gia súc lại có ưu thế rõ ràng. Lôi Hướng Đông gật đầu. Công ty Đại Hoa đã sơ bộ đồng ý thành lập nhà máy chế biến thịt ở Hoa Lâm, chủ yếu là thịt bò, thịt cừu. Mà Hoa Lâm cũng muốn biến mấy xã, thị trấn thành điểm chăn nuôi gia súc, nhanh chóng khai thác các vùng đồi núi hoang. Mà muốn như vậy cũng cần tài chính khởi động. Lôi Hướng Đông tiếp lời. Việc này không cần nhiều tài chính, quỹ tín dụng có thể đáp ứng được mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chỉ một hai nhà làm thì quỹ tín dụng là đủ. Nhưng nếu có một hộ chấp nhận bao cả khu vực lớn để làm trang trại, mô hình tập trung thì ngân hàng nông nghiệp có ủng hộ không? Quyển 5, chương 68, chia sẻ lo lắng. Quốc Đống, nghe cậu nói một lúc thì không phải muốn ngân hàng nông nghiệp ủng hộ Hoa Lâm về chính sách và tài chính sao? Cần phải đi một vòng lớn như vậy không? Lôi Hướng Đông cười cười mà nói. Kiều Huy lúc này ở bên cạnh cũng nói xen vào. Anh tốt nhất trực tiếp nói ra, điều gì cần Hướng Đông ủng hộ? Chỉ cần trong phạm vi có thể thì tôi nghĩ Hướng Đông sẽ không đùn đẩy. Kiều Huy mặc dù nói đúng nhưng Triệu Quốc Đống vẫn hy vọng có thể khiến Lôi Hướng Đông ủng hộ về chính sách. Kiều Huy nói như vậy nên hắn tức giận nói. Tiểu Huy, Huy ca, anh không mở miệng thì có ai nói anh câm, điếc đâu. Đông ca phải dựa vào chính sách mà hỗ trợ tôi chứ. Tiền này không phải của Đông ca, là của quốc gia, đưa tới Hoa Lâm mà không phải huyện khác thì cũng phải đưa ra lý do chứ. Ha ha, được rồi, Hướng Đông sẽ biết xử lý mà. Anh không bằng nói chuyện với tôi về bây giờ không có việc gì làm. Trên tay có tiền thì nên dùng vào việc gì? Anh cho tôi ý tưởng, tiền này không nên để trong hệ thống ngân hàng kiếm lãi chứ. Thấy Triệu Quốc Đống đảo mắt, Kiều Huy vội vàng nói. Tôi không phải bên hệ thống ngân hàng, đừng đặt chú ý vào tôi. Ha ha, tôi cũng không hy vọng anh giác ngộ cao như vậy đâu. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua anh vừa có quan hệ, vừa có tài chính thì vì sao không làm chuyện nghiêm chỉnh gì đó? Vậy nên làm gì? Kiều Huy thở dài một tiếng. Mở ngân hàng thì không có ý tưởng, không có bản lĩnh, nó quá nguy hiểm. Đám bạn cũng không đồng ý, thời buổi này khó kiếm tiền lắm. Phải tìm kiếm thì mới có con đường tốt mà. Tiểu Huy, anh nếu thật sự đề muốn tìm con đường thì tôi đề nghị anh làm trạm xăng. Trạm xăng? Kiều Huy ngẩn ra. Trạm xăng có gì tốt chứ? Ha ha, anh đừng coi nhẹ ngành trạm xăng này. Bây giờ có lẽ anh không thấy nhưng khi anh chính thức tiến vào mới biết bí ẩn của nó. Bây giờ lập trạm xăng, công ty xăng dầu không quá nghiêm nhưng theo chính sách thay đổi thì vài năm nữa nếu trong tay anh có vài trạm xăng ở vị trí tốt, giá cả nó sẽ tăng lên rất nhiều. Anh quen ở Ando, nếu tìm được khu vực tốt mà làm mấy trạm xăng thì anh chỉ ngồi đó mà đếm tiền. Ồ! Kiều Huy từ trước đến giờ vẫn phục ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Mặc dù không nhìn ra làm trạm xăng kiếm tiền tốt như vậy, nhưng Triệu Quốc Đống nói thì phải có lý. Hơn nữa làm trạm xăng cũng đơn giản, chỉ cần xin thủ tục, mấy cây xăng, bồn chữ A là xong, không phải đầu tư quá nhiều. Quốc Đống,
nếu thật sự như anh nói thì tôi sẽ khảo sát xem sao. Theo Triệu Quốc Đống biết thì kinh doanh trạm xăng là ngành sản xuất rất đáng để đầu tư. Giá cả các trạm xăng càng lúc càng tăng vọt, ngành sản xuất này rất thích hợp với người như Kiều Huy. Kiều Huy có thể lợi dụng tốt mạng lưới quan hệ mà mở rộng trạm xăng, về phần kinh doanh thì chỉ cần vị trí tốt, xe tư không ngừng tăng lên là anh không phải lo nguồn khách. Công trình của đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện đang tiến triển thuận lợi, khu nhà ở của sở giao thông cũng như vậy. Khu khai phát thành phố thì chúng ta cũng có 3 hạng mục. Trung tâm bồi dưỡng cán bộ của Cục Giáo dục, trụ sở của Cục Tư pháp chúng ta cũng nhận. Ngoài ra ở Giang Khẩu và huyện Mai đều có một số công trình. Hừ, làm càng lúc càng lớn, anh đoán tài chính sẽ thiếu đó. Bên ngân hàng xây dựng cũng khá ủng hộ, nhưng mấy hạng mục cùng làm thì dù mấy công ty xây dựng lớn của thành phố cũng không chịu được. Mấy nhà kinh doanh vật tư cho chúng ta đều nhìn chằm chằm. Chúng ta làm gì thì mọi người đều biết. Một khi tài chính nứt quãng thì muốn đứng lên là rất khó khăn. Dương Thiên Bồi có chút lo lắng mà nói. Triệu Quốc Đống yêu cầu y nắm chắc cơ hội mà mở rộng nghiệp vụ, nhất là nắm bắt cơ hội không ít cơ quan hành chính của thành phố chuyển trụ sở. Lợi dụng tâm lý các công ty xây dựng khác không dám bỏ vốn ra làm trước, mở rộng kinh doanh hơn người khác. Dương Thiên Bồi mặc dù đề cập đến vấn đề tài chính nhưng Triệu Quốc Đống đã nói việc này do hắn giải quyết. Bồi ca yên tâm, vài chục triệu thì em lo được. Em cũng không lấy thứ của mình ra mà đùa giỡn mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy là tốt rồi, đây không chỉ là chuyện riêng của anh và chú, công ty còn có mấy trăm nhân viên, chúng ta phải có trách nhiệm với bọn họ mà. Dương Thiên Bồi thấy Triệu Quốc Đống tự tin như vậy thì cũng yên tâm. Ngoài ra đúng như chú nói, lãnh đạo thành phố đã chú ý tới công ty ta. Anh nghe được có lãnh đạo nói rằng hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận một hai công ty xây dựng có hiệu quả kinh doanh thấp trong thành phố không? Anh đoán đây là do tác dụng chúng ta thu mua công ty xây dựng số 1 của Giang Khẩu. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên mà nói. Lãnh đạo nào nói vậy anh? Đây là chuyện tốt đó. Chuyện tốt ư? Dương Thiên Bồi cười khổ nói. Chuyện tốt có thể tới lượt chúng ta sao? Sau khi thị trưởng Thái đi, mảng giao thông, xây dựng do thị trưởng Diêu phụ trách. Giám đốc Cục Xây dựng đã nói chuyện với anh, nói thị trưởng Diêu rất hứng thú vì tốc độ phát triển của công ty chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể chia sẻ lo lắng cho thành phố. Công ty xây dựng số 5 và 9 của thành phố có hiệu quả kinh doanh thấp, hy vọng chúng ta giải quyết. Giúp bọn họ thì có chút chính sách ưu đãi nào không? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chúng ta dựa vào gì mà giúp bọn họ? Công ty nhà nước kém phát triển thì chính quyền phải nghĩ biện pháp, chúng ta không có nghĩa vụ chia sẻ lo lắng cho chính quyền. Đương nhiên không thể không có điều kiện. Công ty xây dựng số 5 và 9 đều có nhiều nợ trong ngân hàng, mấy ngân hàng thành phố đều liệt vào danh sách đen, không cho vay mới. Mấy trăm nhân viên đều đang làm thuê thời vụ ở thành phố. Thành phố cũng tìm mấy công ty khác hy vọng bọn họ có thể nhận công ty xây dựng số 5 và 9 nhưng đều bị từ chối, không thì sẽ bị chính nhân viên của công ty xây dựng số 5 và 9 phản đối mạnh. Cuối cùng mới nhìn tới công ty ta. Công ty xây dựng số 5 và 9 có gì đang để chúng ta xem không? Triệu Quốc Đống thấy Dương Thiên Bồi không phản đối việc thu mua này. Có lẽ sau khi thấy lợi ích từ công ty xây dựng số 1 Giang Khẩu, Dương Thiên Bồi thấy quá tốt. Công ty xây dựng số 5 có hơn 100 nhân viên, công ty số 9 có hơn 400 nhân viên, quy mô không lớn không nhỏ, hiệu quả kinh doanh kém. Năm ngoái không nhận được mấy công trình, hơn nữa công ty xây dựng số 5 và 9 lại xuất hiện sự cố về chất lượng công trình, cho nên càng nguy hiểm hơn. Năm nay càng khó khăn. Nhân viên chỉ nhận được tiền sinh hoạt cơ bản, không ngừng kiện lên thành phố khiến thành phố có áp lực rất lớn. Công ty xây dựng số 5 có mảnh đất rộng 80 mẫu ở phía Nam, trước đây dự định xây dựng trụ sở công ty, vị trí được. Công ty số 9 cũng vậy, có 60 mẫu đất ở phía Tây, đây có lẽ là những thứ giá trị duy nhất của bọn họ. Về phần khu nhà ở của nhân viên thì trong nội thành, rộng khoảng 10 mẫu. Có phải thế chấp ngân hàng rồi phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu không sao lãnh đạo nghĩ tới chúng ta. Ừ. Dương Thiên Bồi lại nói qua về cơ cấu nhân viên của công ty xây dựng số 5 và 9, Triệu Quốc Đống có thể thấy Dương Thiên Bồi muốn nhận công ty số 9. Mặc dù công ty số 9 có nhiều nhân viên hơn nhưng cơ cấu hợp lý. Một khi tiếp nhận sẽ nhanh hoạt động hơn. Bồi ca, thành phố muốn chúng ta làm như vậy thì có điểm gì cho chúng ta không? Chúng ta sao phải nhận việc khổ về mình? Tài sản duy nhất đã thế chấp với ngân hàng. Anh nói chúng ta cần người làm gì, nghĩ là buôn bán nô lệ sao? Triệu Quốc Đống nói.
anh đã nói chuyện với cục xây dựng, dựa theo ý tưởng của chú mà thay đổi mục đích sử dụng đất, biến thành nơi kinh doanh hoặc nhà ở. Ngoài ra chính là mấy công trình chúng ta nhận của thành phố thì hợp đồng phải thay đổi lúc nào trả tiền. Dù sao chúng ta một khi nhận thì hệ thống ngân hàng sẽ lo khi nào nhận được hết tiền, thành phố cũng phải lo lắng hoạt động của công ty ta mà. Tất cả công trình công cộng của thành phố đều phải đối xử với chúng ta công bằng như các công ty thành phố, nhất là trong vòng 2 năm thành phố phải ưu tiên cho chúng ta. Đây là ba điều kiện anh đưa ra với thành phố. Triệu Quốc Đống thầm gật đầu, Dương Thiên Bồi suy nghĩ đầy đủ hơn hắn. Nhất là điều thứ ba có thể khiến công ty tăng cường quan hệ với thành phố. Như vậy sẽ thuận lợi cho việc phát triển của công ty tại thành phố sau này. Quyển 5, chương 69, Vi Diệu. Thành phố có nói gì không anh? Triệu Quốc Đống rất muốn biết suy nghĩ của thành phố bây giờ. Thị trưởng Diêu Văn Chí được điều lên từ bí thư huyện ủy Vọng Đường, trước tranh đoạt chức bí thư đảng ủy cục công an với Triệu Quốc Đống. Được Ninh Pháp ủng hộ, Diêu Văn Chí đạt thắng lợi. Chẳng qua y làm bí thư đảng ủy cục công an không lâu thì do Thái Chánh Dương rời đi khiến y thuận lợi nhận vị trí. Điều này càng làm quan hệ của Ninh Pháp và Hoàng Nguyên Thịnh mâu thuẫn. Tháng 3 Triệu Quốc Đống khi sắp rời khỏi sở giao thông thì có tin đồn Diêu Văn Chí sẽ thôi chức bí thư đảng ủy cục công an, nhưng kéo dài tới tháng 5 mới chính thức thôi chức. Nhưng bí thư đảng ủy cục công an đang do trưởng ban thư ký thị ủy kiêm nhiệm. Vì thế Lưu Triệu Quốc vẫn cố gắng tranh chức này. Thị trưởng Diêu hy vọng chúng ta có thể cùng nhận hai công ty này. Y đã thông qua cục trưởng Tằng, cục xây dựng nói với tôi, nói chính sách của thành phố sẽ ủng hộ công ty tư nhân phát triển, hơn nữa hy vọng công ty chúng ta mạnh mẽ tiến lên. Dương Thiên Bồi cười nói. Cục trưởng Tằng này nói chuyện đúng là có trình độ. Ha ha, chúng ta sao có thể so sánh với các công ty nhà nước, điều kiện không đủ mà, sao có thể hy vọng chính quyền ủng hộ chúng ta như công ty nhà nước. Nhưng chúng ta cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của chính quyền. Chúng ta lấy sự phát triển của công ty làm chủ, có thể mang tới lợi ích và lợi nhuận cho công ty, chúng ta làm, nếu không thì từ chối. Triệu Quốc Đống cười nói. Mấy điều kiện anh đưa ra thì thành phố đã có câu trả lời. Điều một có lẽ không vấn đề gì, điều hai sợ hơi khó. Dù sao bắt đầu từ năm sau các cơ quan nhà nước của thành phố sẽ chuyển đổi trụ sở, áp lực tài chính rất lớn. Chúng ta nhận đều là các công trình trả tiền sau. Anh đến bây giờ mới thấy nhận công trình của Cục Giao thông đúng là sáng suốt. Ít nhất bên trung tâm thi bằng lái xe của Cục Giao thông còn có chất béo. Dương Thiên Bồi không thể không phục ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Lúc ấy y không coi trọng công trình của bên Cục Công an. Bây giờ trụ sở chính của Cục Công an thành phố cũng sắp xây dựng ở chỗ mới. Điều này làm Dương Thiên Bồi rất tự tin việc nhận các công trình của thành phố. Đương nhiên điều kiện chính là Triệu Quốc Đống tìm được tài chính. Vấn đề thứ ba thì không lớn. Các cơ quan nhà nước của thành phố đều cần xây dựng trụ sở mới, đều muốn công ty xây dựng bỏ tiền trước, trả sau, nếu không thì sao tài chính thành phố chịu nổi. Hơn nữa sang năm nữa thì có thể cải tạo thành phố, đây là công trình lớn. Triệu Quốc Đống cười cười không nói, điều này không đơn giản sao. Thành phố căn bản không cần bỏ tiền mấy. Đương nhiên không phải là bây giờ nhưng tới năm 98, 99 khi thị trường bất động sản ấm lên, nguồn thu của chính quyền tăng mạnh. Rất nhiều nhà kinh doanh chạy quanh chính quyền, mỗi một khu đất sẽ thu hút nhiều người. Bất động sản rất nhanh thành ngành chính trong nền kinh tế quốc gia. Rất nhiều người đứng trong danh sách Forbes đều bắt đầu phát triển từ ngành này. Quốc Đống, chú thấy sao? Bồi ca, tất cả do anh quyết định, em chỉ đưa ra ý kiến mà thôi. Tạo quan hệ tốt với chính quyền là rất quan trọng. Nhưng điều kiện chúng ta đưa ra nhất định phải làm được. Chúng ta là công ty cổ phần, nộp thuế đầy đủ, không có nghĩa vụ chia sẻ lo lắng với chính quyền. Chính quyền muốn chúng ta giúp thì phải có thứ báo lại. Em tin chính quyền hiểu điều này nhất là thị trưởng Diêu. Thị trưởng Diêu từ Vọng Đường lên, nghe nói y khá ủng hộ việc phát triển công ty tư nhân, điểm này sẽ khiến y ủng hộ và hiểu cho yêu cầu của chúng ta. Hơn nữa ủng hộ như vậy cũng không đi ngược lại chính sách. Diêu Văn Chí làm ở Vọng Đường được Ninh Pháp khen ngợi, nếu không sao có thể từ chức bí thư huyện ủy lên làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Ninh Pháp có thể nói là toàn quyền quyết định việc dùng cán bộ ở thành phố An Đô, Hoàng Nguyên Thịnh gần như không có cửa nói chuyện, đây là điều mọi người đều biết, nhưng không thể không nói cách mạnh mẽ này của Ninh Pháp mới khiến cho An Đô bắt đầu tăng tốc trở lại. Ý của chú là đồng ý nhận hai công ty đó. Có thể tỏ rõ thái độ nhận một trong hai, nhưng chúng ta phải tính toán rõ ràng xem làm như thế nào có lợi nhất, hơn nữa đã nhận cũng chưa chắc cần áp dụng ngay, có thể kéo dài mà.
thứ cần tranh thủ phải tranh thủ. Đàm phán với chính quyền như việc kinh doanh vậy, tạm thời thay đổi là có thể mà. Chúng ta không thể tham nhiều, ăn một nhà, hoạt động tốt để chính quyền thấy thành ý và năng lực chúng ta. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chúng ta nhận hai công ty này thì sẽ giảm áp lực cho chính quyền. Mấy trăm người cũng khiến thị trưởng Diêu giảm bớt nhiều việc mà. Trưa hôm đó Triệu Quốc Đống ăn cùng mấy người Lôi Hướng Đông, Kiều Huy, chiều đi suối nước nóng bơi, tối ăn với Lưu Triệu Quốc, Khâu Nguyên Phong, thuận tiện kéo theo Cao Dương cuối tuần về An Đô. Bạn bè phải qua lại nhiều như vậy thì mới có thể duy trì quan hệ. Trong bữa ăn mọi người đều có nhiều điều phải than thở. Bí thư đảng ủy khu Giang Miếu, Khương Nhất Minh bị xuất huyết não phải vào bệnh viện, phó trưởng phòng công an huyện, Lưu Thắng An được điều tới làm chính ủy công an huyện Mai. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tề Chính cuối cùng đã thành phó trưởng phòng. Quốc Đống, chú đã tới chỗ lão Nghiêm chưa? Đợi xe Khâu Nguyên Phong và Cao Dương rời đi, Triệu Quốc Đống đưa Lưu Triệu Quốc về nhà. Bí thư Nghiêm thì em tới hai lần nhưng bí thư Nghiêm khá bận, thường xuyên không thấy người. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy lão Nghiêm bên đó thế nào? Nói như thế nào nhỉ? Phải nói là địa vị khá siêu nhiên. Thị trưởng Mạch có lẽ không hòa hợp với bí thư Nghiêm, bí thư Kỳ lại khá coi trọng bí thư Nghiêm. Nhưng bí thư Kỳ mới tới, bí thư Nghiêm lại ở Ninh Lăng nhiều năm, bên chính pháp có thể nói không một ai có thể tiến vào. Triệu Quốc Đống cười nói. Địa vị siêu nhiên, thế giới này đâu có cái đó. Bên này không áp đảo bên kia thì ngược lại. Lão Nghiêm làm như vậy là không chính xác, đây không phải hiện tượng tốt. Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói. Nghe nói Ninh Lăng sắp lên cấp. Tháng 12 ạ, nghe nói bộ máy sẽ có thay đổi, có lẽ bí thư Nghiêm cũng nằm trong số này. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cũng đúng, bí thư Nghiêm đã làm nhiều năm thì đáng lẽ phải nhìn nhận rõ vấn đề chứ. Lưu Triệu Quốc cười nói. Quốc Đống, chuyện này chú đừng xen vào. Anh nói với chú một câu, tiến dần từng bước mới là quan trọng nhất, mấy trò khác kiểu gì cũng có bất lợi. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ lời Lưu Triệu Quốc nói. Xem ra vị trí cục trưởng cục công an thành phố cũng có nhiều áp lực. Y có thể đứng vững trên chiến thuyền, từng bước tiến lên thì cũng phải có bản lĩnh mà. Lưu ca, bí thư đảng ủy cục công an đã rõ ràng chưa? Việc này đâu đơn giản như vậy. Phải cố gắng thôi, có thể thành hay không thì anh cũng không cưỡng cầu. Cưỡng cầu cũng không được. Triệu Quốc Đống nói. Nói là nói như vậy, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được Lưu Triệu Quốc có chút không cam tâm. Lần trước bỏ qua cơ hội. Nếu lần này bỏ qua thì có lẽ không còn nữa. Em thật ra cảm thấy anh nên tìm cơ hội biểu diễn một chút. Anh không biểu diễn thì sao lãnh đạo biết năng lực và suy nghĩ trong công việc của anh? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Theo lý hắn không nên nói như vậy, nhưng hắn thấy Lưu Triệu Quốc quá trầm ổn, lúc mới vào làm từ tốn còn được, nhưng bây giờ vẫn còn dùng cách đó thì sẽ không hợp thời. Triệu Quốc Đống từ Thái Chánh Dương nên hiểu được về tính cách của Ninh Pháp. Mặc dù Thái Chánh Dương đã lên sở giao thông nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm giác quan hệ của hai người này càng mật thiết hơn nữa. Cho nên khi ngồi với Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương cũng thi thoảng nhắc tới tác phong làm việc của Ninh Pháp. Ngoài ảnh hưởng phái hệ, đến cấp bậc của Ninh Pháp, Lưu Triệu Quốc thì nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì cách làm việc từ tốn sẽ không được lãnh đạo coi trọng. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Triệu Quốc bây giờ đang rất khó xử, theo lý thuyết chức bí thư đảng ủy cục công an nên là của y, nhưng Ninh Pháp chưa tỏ thái độ. Vì thế muốn đột phá cục diện bế tắc này thì nhất định cần có đột phá. Lưu Triệu Quốc cũng nghe ra ý trong lời của Triệu Quốc Đống, có vài điều không cần nói rõ. Y trầm ngâm một chút rồi nói. Quốc Đống, chú nói đúng, thích hợp thay đổi thì mới phá vỡ cục diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 5, chương 70, phong ba khi thị sát. La Đại Hải lớn tiếng nói. Ngô Quốc Quang, ông muốn chơi tôi hả? Lúc trước không thông báo gì cả, sao bây giờ đột nhiên nói Chủ tịch Trương muốn tới Hoa Lâm? Ông bảo chúng tôi nên làm gì? Lão La, đây đâu phải ý của chúng tôi. Đầu bên kia là Cục trưởng Cục Nông nghiệp thành phố, Ngô Quốc Quang. Chúng tôi đã sớm xếp lịch để Chủ tịch Trương đến Tào Tập và Phong Đình. Ai ngờ Chủ tịch Trương đến Tào Tập liền không đến Phong Đình nữa. Ngài muốn xem một huyện có điều kiện khó khăn, hơn nữa nói muốn xem mấy huyện nghèo cấp quốc gia, anh nói tôi có thể làm gì? Hoa Lâm là do lãnh đạo xác định, chúng tôi có tư cách gì mà chỉ định Hoa Lâm? La Đại Hải vội vàng nói. Ông giúp tôi nghĩ biện pháp xem có thể đổi sang Thương Hóa không? Giúp tôi một chút, Lão Hải tôi nhớ ơn ông cả đời. Lão La,
không phải tôi không giúp ông, nhưng ở tình hình này ông bảo tôi giúp ông như thế nào? Đây là lãnh đạo chỉ đích danh, tôi cũng chỉ theo lệnh lãnh đạo mà gọi cho ông chuẩn bị đi. Ngô Quốc Quang cũng biết lần này La Đại Hải gặp khó khăn, nhưng cũng không thể trách La Đại Hải. Đổi sang huyện nào huyện đó gặp nạn, có huyện nào chuẩn bị tư tưởng đâu. Hơn nữa huyện nghèo cấp quốc gia như Hoa Lâm thì còn hy vọng bọn họ điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp gì chứ. Ngay cả quận Ninh Lăng cũng không có gì để mà giới thiệu, chỉ có trụ sở trồng thảo dược của Tào Tập còn xem được, mà trụ sở nuôi thủy sản của Phong Đình bây giờ có hiệu quả kinh doanh kém, bảo sao Chủ tịch Trương không hứng thú. Chủ tịch Trương nếu không thấy Hoa Lâm mang ra gì thì không chừng sẽ rất tức giận, vậy ai chịu trách nhiệm? Lãnh đạo thị xã không có tâm tư mà ăn cơm, bọn họ bảo Ngô Quốc Quang lặng lẽ thông báo Hoa Lâm, nhưng chỉ có 1-2 tiếng thì chuẩn bị được gì. Chỉ sợ ngay cả tài liệu báo cáo cũng không thể viết ra được. La Đại Hải mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đêm qua y nằm mơ thấy mình ngồi trong kiệu nhưng lại ngã xuống. Hôm nay Ngô Quốc Quang lại gọi tới như vậy làm La Đại Hải chỉ muốn đập máy. Sao bây giờ, điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, điều chỉnh gì, chính quyền làm gì, có thành tích gì, Châu Trì Trường đi ra ngoài một tuần nữa mới về, y đi thật đúng lúc. La Đại Hải cắn răng rút điện thoại di động ra gọi. Thị trưởng Mạch, tôi là La Đại Hải, lão La đây. Ngài bây giờ nói chuyện có tiện không? Vâng, tôi muốn hỏi một chút, nghe nói Chủ tịch Trương muốn tới Hoa Lâm chúng tôi. Sao lại đột nhiên lại tới Hoa Lâm chúng tôi? Hoa Lâm chúng tôi có gì hay để xem đâu, điều này thị trưởng biết rõ mà. Đúng, đúng, không có gì để xem. Hơn nữa Bí Thư Châu không có ở đây, chọn Hoa Lâm chúng tôi sẽ không thích hợp. Thị trưởng, ngài xem có thể đổi sang Thương Hóa không? La Đại Hải gần như là cầu xin đối phương, nhưng đối phương cũng nói với giọng bất lực làm La Đại Hải không còn hy vọng gì. Lãnh đạo thị xã cũng không có ý định đổi chỗ khác, từ Tào Tập tới đây còn 2 tiếng, nhưng đó sẽ là kiếp nạn của Hoa Lâm. La Đại Hải tuyệt vọng bỏ máy xuống, bây giờ La Đại Hải lại rất tỉnh táo. Châu Trì Trường không ở nhà, y chủ trì công việc, xảy ra chuyện thì y một mình gánh chịu. Bây giờ có người thế tội thì chính là Vi Biểu, phụ trách mảng nông nghiệp. Hơn nữa dù có đẩy Vi Biểu ra thì y cũng không thể thoát khỏi. Cửa văn phòng được mở ra, có người tiến vào nói. Chủ tịch La, xảy ra chuyện gì thế? La Đại Hải nói qua về tình hình, Vi Biểu cũng sa sầm mặt lại. Đột nhiên khảo sát như vậy làm Hoa Lâm không có chuẩn bị gì, tạo điển hình gì cho Chủ tịch Trương xem bây giờ. Vừa có tính đại biểu, vừa có tính phổ biến thì Hoa Lâm còn là huyện nghèo cấp quốc gia sao? Chủ tịch, chẳng lẽ thị xã không thể đổi huyện khác sao? Vi Biểu cắn răng nói. Có thể nghĩ thì đã nghĩ hết rồi, thị xã cũng không có lựa chọn thích hợp, chỉ có thể đẩy chúng ta ra. La Đại Hải thở dài một tiếng. Anh chuẩn bị một chút. Dù không có gì xem thì cũng phải chuẩn bị tài liệu về sản xuất nông nghiệp trong 2 năm qua của huyện ta, có hiệu quả như thế nào. Vi Biểu cười khổ một tiếng mà nói. Chủ tịch La, anh cũng biết tôi làm mảng này chưa đầy nửa năm, tôi còn không biết cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Hoa Lâm ta là gì, anh bảo tôi báo cáo thế nào. Không thể nói bậy mà. Lão Lưu lên Ninh Lăng chữa bệnh, bây giờ tìm cũng vô ích. Anh không thể tìm ra một chút điểm hiệu quả nào sao? La Đại Hải lắc đầu nói. Bỏ đi, anh chuẩn bị tài liệu một chút, còn đâu chúng ta chờ. Triệu Quốc Đống vào văn phòng mình thì thấy không ngừng có người chạy qua chạy lại ở hành lang. Hắn có chút tò mò, có mình Châu Trì Trường rời đi thôi mà, sao phải làm nhiều việc như vậy? Có chuyện gì mà bận như vậy? Triệu Quốc Đống có chút tò mò hỏi Lão Phạm, phó chánh văn phòng. Không biết thị xã bị bệnh gì mà đột nhiên nói muốn kiểm tra công tác nông nghiệp của Hoa Lâm chúng ta. Hơn nữa nói gần tiếng nữa sẽ tới. Ngài nói đây có phải cố ý hại người không? Lão Phạm thở hổn hển nói. Bây giờ yêu cầu nửa tiếng phải làm ra tài liệu báo cáo. Làm thì dễ nhưng lãnh đạo muốn xem xét thực tế thì sao? Triệu Quốc Đống có chút giật mình nói. Anh nói gần tiếng sau là có đoàn tới kiểm tra công tác nông nghiệp của huyện ta. Nghe nói do Phó Chủ tịch Thường trực Trương Nghiễm Lan tự mình dẫn đoàn. Chủ tịch La và Chủ tịch Vi bảo tôi lập tức chuẩn bị để mong qua cửa. Lão Phạm vội vàng lắc đầu nói. Điên rồi, lừa gạt được lãnh đạo sao chứ? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi ngồi im tại đó. Chuyện này không liên quan với hắn, hắn không phụ trách mảng nông nghiệp mà, không phải lãnh đạo chủ yếu, không cần quan tâm. Có lẽ lát nữa mình cũng không được gọi đi khảo sát cùng mà. Châu Trì Trường không có ở đây, cũng chỉ có La Đại Hải phụ trách việc này.
không biết thị xã sao lại tự nhiên chọn Hoa Lâm. Xem ra huyện không có chút chuẩn bị nào, Triệu Quốc Đống có thể dám chắc lão Phạm đóng cửa viết văn bản không có tác dụng gì. Trương Nghiễm Lan không phải người thích nghe báo cáo, mà muốn xem thực tế. Anh viết báo cáo loạn mà không đúng thực tế chỉ ăn mắng mà thôi. Chủ tịch La, có phải tỉnh muốn đến Hoa Lâm kiểm tra công việc? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi thấy cũng nên tới. Ừ, vừa được Cục Nông nghiệp thành phố thông báo. Chúng ta không chuẩn bị gì, đây có phải hại người không? La Đại Hải đi quanh văn phòng rồi nói. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp là đề tài lớn, đây là điểm yếu của Hoa Lâm chúng ta. Nhưng lại chỉ nhìn chúng Hoa Lâm ta, không biết Chủ tịch Trương nghĩ gì nữa. Là do Chủ tịch Trương chỉ đích danh hay thị xã đề cử? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, dù chọn cũng không nên chọn Hoa Lâm chứ. Ai biết được, huyện chỉ có hai nhà máy nông nghiệp đơn giản, chẳng lẽ chỉ xem cái này sao? La Đại Hải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Công ty Đại Hoa thì mới ký hợp đồng sơ bộ, nếu không được chỉ có thể tùy tiện lấy bọn họ ra. Chỉ sợ không được, phong cách của Chủ tịch Trương khác lãnh đạo khác, Chủ tịch Trương muốn xem thực tế. Nếu lừa gạt mà bị Chủ tịch Trương tra ra thì càng không xong. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vậy có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ đưa Chủ tịch Trương đến mấy nhà máy kia thôi sao? La Đại Hải cũng nghe nói qua về tác phong làm việc của vị phó chủ tịch thường trực tỉnh này. Hơn nữa vừa nãy Mạch Gia Huy cũng bảo y đừng có lừa gạt. Cơ sở trồng dược liệu của Tào Tập vốn đáng xem nhưng do nói quá về quy mô bị Chủ tịch Trương điều tra ra nên đã chịu phê bình. Nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Quốc Đống lúc này, La Đại Hải như thấy gì đó nên nói. Quốc Đống, cậu có ý gì sao? Quyển 5, chương 71, điểm sáng. Trương Nghiễm Lan chắp tay sau lưng từ nhà máy đi ra mà nói. Lão Kỳ, Lão Mạch, còn gì đáng để xem hay không? Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của cả Hoa Lâm làm nhiều năm như vậy mà chỉ có hai nhà máy này sao? Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều biến sắc, đây không phải ông yêu cầu tới xem huyện nghèo nhất sao? Nếu như đều giống huyện Tào Tập thì còn cần giấu làm gì? Chẳng qua tình hình Hoa Lâm đúng là quá kém, hai nhà máy quá nhỏ khiến Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều thấy không ổn. Nhưng việc này thông báo quá gấp, Hoa Lâm sao có thể chuẩn bị? Trương Nghiễm Lan không chờ hai người Kỳ Dư Hồng đáp lời mà đi tới xe. Việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp không phải nói vu vơ, không phải mạnh miệng. Nhất là huyện khó khăn như Hoa Lâm thì cũng không có điều kiện tốt, phát triển nông nghiệp chính là nói mạnh. Cần bắt đầu từ đâu thì các anh và chính quyền huyện Hoa Lâm nên suy nghĩ. Là trồng cây truyền thống hay là thay đổi cách thức suy nghĩ, tìm biện pháp thích hợp với khu vực. Tôi thấy điều này thị xã Ninh Lăng cần phải nghiên cứu kỹ, phải thoát khỏi tư duy truyền thống, tham khảo cách làm của các khu vực phát triển. Trương Nghiễm Lan nói không hề dư thừa nhưng đầy trọng lượng. Bắt đầu từ năm nay tỉnh ủy tăng cường ủng hộ khu vực nghèo, nhất là đưa việc giúp nông dân khu vực nghèo thoát nghèo, làm giàu càng được chú trọng. Quan niệm cũ kỹ thì làm sao có thể phát triển kinh tế, chỉ nghĩ cách kiếm tài chính cứu nghèo trên tỉnh rồi làm loạn. Bây giờ thị xã sắp lên cấp, tôi hy vọng thị ủy. Ủy ban Ninh Lăng phải đoàn kết, dẫn dắt 5,2 triệu dân chúng tiến bước thêm nữa. Trương Nghiễm Lan nói làm cho Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy cảm thấy lời của vị phó chủ tịch thường trực tỉnh này có ý đồ. Hai năm qua chỉ tiêu GDP của Ninh Lăng xếp đáy trong toàn tỉnh, điều này làm hai người bọn họ đứng ngồi không yên. Trong hội nghị toàn thị xã vào tháng 7, Kỳ Dư Hồng không hề khách khí phê bình phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiện cùng với phó thị trưởng phụ trách công nghiệp, Trương Thiên Phóng. Hơn nữa điểm danh phê bình ba bí thư huyện ủy huyện nghèo nhất thị xã. Đây là lần đầu tiên Kỳ Dư Hồng công khai yêu cầu ban tổ chức cán bộ thị ủy cần nghiên cứu bộ máy ba huyện, xem có phải vì bộ máy ngăn cản sự phát triển không. Hôm nay Trương Nghiễm Lan nói như vậy đã cho thấy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không hài lòng. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều thấp áp lực, chủ tịch Trương mặc dù xếp thứ 6 trong tỉnh ủy nhưng bọn họ đều biết về vấn đề kinh tế thì Trương Nghiễm Lan có quyền lên tiếng chỉ kém chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa. Thậm chí bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công đều tôn trọng ý kiến của y. Y mà có ấn tượng không tốt, điều này làm cả Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều sợ. Chủ tịch tỉnh Trương, Hoa Lâm chúng tôi đúng là làm không đủ, nhưng là huyện nghèo cấp quốc gia, huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm chúng tôi cũng đã bắt đầu thử nghiệm con đường mới. Thấy mấy lãnh đạo mặt mày xa sầm, Trương Nghiễm Lan lại chuẩn bị lên xe rời đi và không muốn ở lại Hoa Lâm, nếu ấn tượng hình thành thì khó có thể thay đổi nên Triệu Quốc Đống phải bạo gan mà nói. Ồ! Trương Nghiễm Lan nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Cậu là... Đây là Triệu Quốc Đống, phó chủ tịch huyện Hoa Lâm.
Ồ, còn trẻ quá, có phải cán bộ kiêm nhiệm không? Trương Nhiễm Lan nói. Đúng vậy, tháng 3 năm nay tôi được phân công công việc từ Sở Giao thông xuống Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Hoa Lâm thử như thế nào sao tôi không thấy? Trương Nhiễm Lan chắp tay sau lưng mà nói. Bởi vì mới thử bước đầu nên huyện Hoa Lâm còn đang thăm dò, không dám lấy ra mà bêu xấu. Nhưng Chủ tịch Trương phê bình Ninh Lăng và Hoa Lâm không triển khai công việc nên tôi không nhịn được phản bác một chút. Ồ, khá thú vị, vậy bây giờ cậu có phải nên cho tôi biết một chút không? Trương Nhiễm Lan không hề bực mà còn cười cười nhìn xung quanh mà nói. Lão Kỳ, Lão Mạch, có thứ gì mới thì lấy ra xem một chút, không phải sợ vấn đề, chỉ sợ các anh không làm. Nói xem huyện Hoa Lâm thử ở vấn đề gì. Chúng tôi kết hợp với Học viện Nông nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ thành lập trụ sở thí nghiệm kỹ thuật nông Nguyệt An Nguyên tại xã Kỳ Lân. Trưng dụng 300 mẫu núi hoang tiến hành thí nghiệm và nhân rộng. Hơn nữa chúng tôi dự định mượn khu thí nghiệm này để tiến hành hợp tác với công ty Đại Hoa, thành lập một cơ sở chế biến thịt khổng lồ trong huyện, biến Hoa Lâm thành trụ sở nuôi dưỡng và chế biến gia súc. Điều này chúng tôi đã được Sở Nông nghiệp và Sở Chăn nuôi gia súc tỉnh đồng ý. Trương Nhiễm Lan liền hứng thú nói. Khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp này ở đâu mang tôi tới xem? Lão Kỳ, các anh giấu làm gì, sợ người khác học trộm, hay là thấy như vậy không đủ? Các anh không thử thì sao biết nó được hay không? Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều không hiểu gì. Tất nhiên bọn họ không có ấn tượng về khu thí nghiệm này tại Hoa Lâm. Y liền nhìn vào La Đại Hải. La Đại Hải có chút xấu hổ. Y vốn cùng Triệu Quốc Đống bàn xem làm thế nào lừa được Chủ tịch Trương, thật sự không được thì đi tới thăm khu thí nghiệm này. Ngay cả La Đại Hải cũng chỉ tham gia nghi thức khởi công, sau đó không tới. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy theo Trương Nhiễm Lan lên xe 12 chỗ, La Đại Hải cũng lên xe, đoàn người đi theo chiếc xe Santana của Ủy ban huyện Hoa Lâm mà tiến tới xã Kỳ Lân. Khu thí nghiệm kia là như thế nào? Có gì hay để xem không? Mạch Gia Huy nhỏ giọng nói. Thị trưởng, khu thí nghiệm mới xây dựng xong 1-2 tháng nay, có gì để nhìn hay không phải do lãnh đạo quyết định. Chúng tôi cũng không dám nói bừa. La Đại Hải cũng không quá yên tâm. Mạch Gia Huy nhìn chằm chằm làm y sợ hãi. Kỳ Dư Hồng mặc dù không nói nhưng cũng đang lo lắng. Nói thật La Đại Hải đang rất khẩn trương, vừa nãy bị phê bình thì cùng lắm chịu trách nhiệm, viết kiểm điểm là được. Nhưng nếu tới khu thí nghiệm mà làm Chủ tịch Trương thất vọng, như vậy đó là họa lớn của Hoa Lâm. Lúc này La Đại Hải thầm hối hận khi nghe lời của Triệu Quốc Đống. Đoàn xe tiến vào khu thí nghiệm. Trương Nhiễm Lan là người đầu tiên xuống xe, trực tiếp đi tới cổng. Ai đó, sao không nói gì đã định vào trong, biết đây là đâu không? Hai sinh viên từ sau cổng chạy ra nói. Ra ngoài, ra ngoài. Ồ, còn cấm người không nhiệm vụ miễn vào sao? Đây là đâu? Trương Nhiễm Lan cười nói. Ông không thấy biển sao? Trụ sở thí nghiệm có thể tùy tiện tiến vào sao? Một sinh viên chỉnh chỉnh kính mắt rồi tức giận nói. Ông nghĩ đây là đất nhà ông sao? Sinh viên kia thấy một đoàn xe tới, thấy người tới cũng có phong độ nên nói. Này, ông làm gì, đến chỗ chúng tôi làm gì? Triệu Quốc Đống vội vàng đi lên, Trương Nhiễm Lan nhanh quá, hắn vừa xuống xe liền vội vàng chạy tới. Giáo sư Vạn có lẽ đã lên núi, gọi cũng không được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết đây là tốt nhất. Tiểu Hoàng, đây là Chủ tịch tỉnh Trương tới xem khu thí nghiệm của chúng ta. Giáo sư Vạn đâu? Giáo sư Vạn dẫn người lên núi. Chủ tịch Triệu, anh muốn tìm giáo sư Vạn thì phải lên núi tìm. Hai sinh viên thấy Trương Nhiễm Lan đưa tay ra liền vội vàng chùi vào quần rồi nói. Chủ tịch Trương, chào ngài, xin lỗi vì chúng tôi chưa gặp ngài. Đây là bí thư thị ủy Ninh Lăng, bí thư Kỳ, thị trưởng Mạch, phó thị trưởng Kim và chủ tịch huyện Hoa Lâm chúng tôi. Triệu Quốc Đống vội vàng giới thiệu các lãnh đạo. Tiểu Triệu. Cậu phụ trách mảng nông nghiệp của huyện. Đi vào cổng, Trương Nhiễm Lan nói. Thưa Chủ tịch Trương, tôi phụ trách công nghiệp, giao thông, khoa học kỹ thuật và thu hút đầu tư. Hạng mục này được thị ủy, ủy ban thị xã ủng hộ, chúng tôi liên lạc với Học viện Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp, tỉnh và thị xã rất ủng hộ. Quyển 5, chương 72, rất chói mắt. Thưa các lãnh đạo, các ngài xem, đây là cỏ hoành trúc và cỏ lúa Mexico. Đó đều là các loại cỏ tốt nhất hiện nay ở Trung Quốc. Triệu Quốc Đống đi theo con đường đá và giới thiệu. Giáo sư Vạn đã thông qua chúng tôi mà tiến hành kiểm tra thổ chất và nguồn nước ở đây, cho rằng vùng đồi núi không thích hợp trồng cây lương thực, nhưng nó thích hợp cho trồng cỏ. Các vị xem,
Bọn họ chia khu vực này thành mấy mảnh phân biệt trồng nhiều loại cỏ, chủ yếu thử xem các loại này trồng ở khu vực núi Hoa Lâm sẽ đạt sản lượng bao nhiêu, đồng thời cũng muốn thí nghiệm xem nhân rộng ra các khu vực xung quanh không. Triệu Quốc Đống rất quen với khu thí nghiệm này, hắn đã tới đây hơn 10 lần vì thế quá quen thuộc. Ở đâu trồng loại cỏ gì, nơi nào trồng cây gì thì hắn rõ như lòng bàn tay. Ngay cả mấy sinh viên học viện nông nghiệp hay ở đây cũng quen với Triệu Quốc Đống. La Đại Hải không phải lần đầu tới đây, nhưng lần trước chẳng qua chỉ là nghi thức khởi công, treo biển. Bây giờ đến y thấy nó thay đổi rất nhiều. Từng khu trồng cỏ được quy hoạch rõ ràng nhìn trông rất mê người, mấy nhân viên không hề chú ý tới những người đến tham quan, bọn họ đang bước trên con đường đá. Nơi này thuê được bao người? Kỳ Dư Hồng có chút giật mình. Một khu thí nghiệm có quy mô không nhỏ như vậy lặng lẽ được thành lập tại Hoa Lâm, huyện khó khăn cấp quốc gia, xem ra Cục Khoa học Công nghệ và Cục Nông nghiệp thị xã đều không biết tới. Không biết bọn họ làm ăn gì nữa. Chẳng qua vào lúc này y cũng biết không phải lúc truy cứu vấn đề. Có lẽ thường xuyên thuê 30 nông dân bản địa tới làm, chủ yếu là giúp giáo sư Vạn và các sinh viên, ngoài ra trong thời gian này cũng muốn phát hoang đồi nên thuê thêm mấy chục nông dân nữa, chủ yếu phụ trách làm đường từ đây lên đỉnh núi. Triệu Quốc Đống giơ tay che trên trán, nhìn lên trên rồi nói. Nơi này được chia làm 6 khu, chủ yếu là trồng cỏ, một bên là khu nuôi gia súc, nuôi bò và cừu đều ở bên kia, do giáo sư Mã dẫn theo mấy sinh viên đến thí nghiệm. Chẳng qua giáo sư Mã 2 hôm trước đã về học viện. Bây giờ số loại trâu đưa vào chưa nhiều, nhưng các loại trâu, cừu, sơn dương đều là các loại mà công ty Đại Hoa sau này sẽ chăn nuôi. Hoa Lâm và Học viện Nông nghiệp đã thành lập khu thí nghiệm này bao lâu rồi? Trương Nhiễm Lan không để ý đến nắng gay gắt mà tiến bước trên con đường đá. Tháng 5 năm nay ký kết, tài chính của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp cũng được đưa tới. Chúng tôi khi đó cũng bắt đầu xây dựng, do Học viện Nông nghiệp dục gấp nên vừa công tác vừa xây dựng. Bọn họ rất hứng thú với khu thí nghiệm tổng hợp này. Ồ, tỉnh hỗ trợ về tài chính sao? Trương Nhiễm Lan thuận miệng nói. Vâng. Chủ tịch Trương, ngài cũng biết Hoa Lâm là huyện nghèo cấp quốc gia, rất nhiều chuyện không thể làm gì. Khu thí nghiệm do Phó Chủ tịch Triệu một mực theo đuổi, huyện chúng tôi cũng vì tranh thủ hạng mục này mà tốn không ít công sức, cùng các giáo sư Học viện Nông nghiệp đi rất nhiều xã, cuối cùng quyết định chọn nơi này. Triệu Quốc Đống biết ý lui ra để La Đại Hải đứng lên phát biểu. Tỉnh hỗ trợ Hoa Lâm bao nhiêu? Trương Nhiễm Lan gật đầu nói. Sở Khoa học Công nghệ cho 500.000, Sở Nông nghiệp cho 300.000. Chẳng qua bây giờ coi như đã dùng hết, thị xã cũng cho một ít chẳng qua đây mới là giai đoạn đầu. Huyện chúng tôi cũng phải bỏ ra vài trăm ngàn. La Đại Hải nhăn nhó mặt mày nói. Chủ tịch La, anh đừng kêu nghèo với tôi. Anh muốn kêu thì gọi Bí Thư Kỳ, thị trưởng Mạch mà kêu. Trương Nhiễm Lan cười nói. Chủ tịch Trương, thị xã rất ủng hộ những việc này. Lão La, để sau nói tiếp. Mạch Gia Huy vội vàng nói. Thấy chủ tịch Trương hòa hoãn hơn. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều vui mừng. Ừ, Lão Kỳ, Lão Mạch, thị xã Ninh Lăng là khu nông nghiệp, không công không giàu, không nông không yên, những lời này có lý của nó nhưng cũng cần căn cứ tình hình thực tế. Thị xã Ninh Lăng có trụ cột công nghiệp yếu kém, nếu muốn một lần nhảy vọt lên là không thể. Làm như thế nào căn cứ tình hình thực tế khu vực mà phát triển, đây là điều cần chú ý tới năng lực của lãnh đạo thị xã. Tôi tin Ninh Lăng phát triển cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý là con đường đúng đắn. Mấy phóng viên đài truyền hình tỉnh, thành phố không ngừng chạy lên trên mong chụp ảnh lãnh đạo. Mà đài truyền hình huyện tất nhiên chỉ có thể đứng sau. Trương Nhiễm Lan xoa xoa tay tiến lên đến chỗ che nắng mới ngừng lại nhìn xung quanh. Làm rất tốt, nơi này nếu khai thác hết thì nhất định thành trang trại nông nghiệp kiểu mẫu. Trương Nhiễm Lan nhìn các nông dân đang bận rộn làm việc liền hài lòng gật đầu nói. Tiểu Triệu. Cậu không phải nói Hoa Lâm đã ký kết hạng mục thành lập nhà máy chế biến thịt gia súc khổng lồ với công ty Đại Hoa sao? Nói ý tưởng của Hoa Lâm xem sao? Chủ tịch Trương, huyện Hoa Lâm chúng tôi có diện tích đất chiếm 20%, đất rừng 39%, còn lại là đất đồi núi, trong đó số lượng đồi núi hoang là rất lớn, đất phù hợp trồng cỏ, thích hợp phát triển chăn nuôi gia súc. Công ty Đại Hoa đã tới khảo sát nhiều lần, đều cho rằng huyện tôi có đủ điều kiện thành lập trụ sở chăn nuôi gia súc lớn. Qua đó bọn họ cũng dự định xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm, chủ yếu là thịt trâu, bò, cừu và dê. Căn cứ nghiên cứu sơ bộ của Học viện Nông nghiệp, huyện tôi có vài xã, thị trấn thích hợp phát triển ngành nghề này. Mà công ty Đại Hoa cũng đã đạt hiệp định sơ bộ với huyện, chuẩn bị lấy phương thức công ty phối hợp hộ nông dân,
công ty cung cấp ghé, B, cho hộ nông dân vay với giá rẻ. Sau đó cung cấp giống cỏ để trồng trên đồi núi hoang, phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Chúng tôi cũng phối hợp với quỹ tín dụng huyện, do quỹ tín dụng cho vay với giá nhỏ, phòng chăn nuôi gia súc phụ trách chữa trị bệnh tật cho gia súc, cung cấp việc phục vụ kỹ thuật. Học viện nông nghiệp sẽ chỉ đạo kỹ thuật, sau khi nuôi lớn gia súc sẽ do công ty Đại Hoa phụ trách thu mua, giá cả và chất lượng đều được công ty Đại Hoa ký kết với hộ nông dân. Sau đó lấy được tiền liền trả lại tiền giống cho công ty Đại Hoa. Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra huyện cũng chuẩn bị đưa ra một vài chính sách cổ vũ các hộ có tài chính hợp tác với công ty Đại Hoa, tạo trang trại lớn, tăng hiệu suất, như vậy có thể lợi dụng tốt nhất đồi núi hoang. Đồng thời cũng có thể nhanh chóng phát triển ngành chăn nuôi gia súc huyện tôi. Ngay cả La Đại Hải cũng thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại phát huy tốt như vậy. Nếu lúc trước thì y và Triệu Quốc Đống đã trao đổi qua, còn việc phát triển trang trại chăn nuôi gia súc là Triệu Quốc Đống tự phát huy. Mà việc này đương nhiên được Chủ tịch Trương coi trọng. Công ty Đại Hoa dự định đầu tư nhà máy với quy mô như thế nào? Sau khi làm xong thì sẽ có bao nhiêu sản lượng? Trương Nghiễm Lan hỏi. Sơ bộ dự tính đầu tư 35 triệu, sau khi xong thì một năm sẽ dùng 50.000 con trâu, cừu, tiêu thụ thịt đạt trên 10.000 tấn thịt, gia cừu hơn 50.000 tấm, có lẽ sẽ tạo công việc cho hơn 500 người trong khu vực nhà máy, thuế cũng thu được cao hơn. Đồng thời còn khiến từ 5 đến 8.000 hộ nông dân nuôi trâu, cừu. Có thể cao như vậy sao? Trương Nghiễm Lan nhìn mấy người Kỳ Dư Hồng, Mạch Gia Huy và La Đại Hải. Không vấn đề gì, chúng tôi đã tính toán kỹ, lúc đầu có thể không đạt, nhưng sau 2 năm thì chỉ cần 6.000 hộ nông dân tiến hành nuôi trâu, cừu, mỗi hộ chia đều 2,5 người tham gia lao động, căn cứ thu nhập hàng năm thì mỗi người cũng đạt được 3.000 tệ, cứ như vậy tính tiếp thì có thể đạt được 4 đến 5.000 tệ một năm. Ồ, Lão Kỳ, Lão Mạch, xem ra huyện Hoa Lâm không lạc hậu như chúng ta nghĩ, ít nhất cán bộ huyện Hoa Lâm có đầu óc. Hạng mục này có lợi đối với Hoa Lâm thậm chí là với các huyện lân cận. Huyện Hoa Lâm dẫn đầu coi như một con đường tốt. Trương Nghiễm Lan khá vui vẻ mà nói. Thị xã Ninh Lăng phải tổng kết vấn đề này. Hai huyện tôi đã đi qua đều có ấn tượng tốt, nhất là khu thí nghiệm Hoa Lâm làm điểm mẫu. Trưởng ban thư ký Dương, sau khi về anh nhắc tôi nói với Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp một chút, phải để cho bọn họ ủng hộ mạnh khu thí nghiệm Hoa Lâm. Sang năm tôi sẽ tới xem một chút. Quyển 5, chương 73, va chạm. Trương Nghiễm Lan cuối cùng đã đi, dù là Kỳ Dư Hồng hay Mạch Gia Huy đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Nghiễm Lan, nguyên bí thư thị ủy Kiến Dương giỏi về phát triển kinh tế. Tốc độ phát triển kinh tế Kiến Dương trong tay y không ngừng tăng lên, hơn nữa kinh tế của các quận, huyện thậm chí còn vượt qua An Đô. Chính vì như vậy nên Chủ tịch Trương sau khi thành phó chủ tịch thường trực tỉnh vẫn chú ý đến sự phát triển kinh tế. Mỗi lần đến các thành phố, thị xã liền khảo sát tình hình phát triển các nhà máy, công ty của xã thị trấn. Đối với y mà nói đây là căn cơ phát triển kinh tế. Chủ tịch Trương vốn không có ấn tượng tốt đối với Ninh Lăng nhưng cuối cùng đã có chút thay đổi vì Hoa Lâm. Chẳng qua trước khi đi thì trong lúc nói chuyện với Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đều lộ rõ việc không hài lòng với kinh tế Ninh Lăng. Điều này làm cho Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy trên đường về Ninh Lăng có tâm trạng rất nặng nề. Lão Mạch, Chủ tịch Trương có cái nhìn với kinh tế thị xã ta, nhất là nghiêm khắc phê bình việc kinh tế các huyện chậm phát triển. Tôi thấy đây không chỉ riêng cái nhìn của Chủ tịch Trương, chỉ sợ là cả tỉnh ủy có cái nhìn với thị xã Ninh Lăng chúng ta. Kỳ Dư Hồng ít khi mời Mạch Gia Huy vào xe mình. Lần này hai người ngồi cùng xe mà nói chuyện. Mạch Gia Huy cũng không dễ hơn Kỳ Dư Hồng là mấy. Đảng ủy phụ trách phương hướng, nhân sự, chính quyền phụ trách chấp hành kinh tế, nếu truy cứu thì y là thị trưởng sẽ bị túm đầu tiên. Kinh tế 2 năm qua của Ninh Lăng phát triển chậm, Kỳ Dư Hồng mới tới không đầy năm thì còn có lý do. Y làm thị trưởng đã 3 năm, hơn nữa bên ngoài có thể nói do thị ủy, ủy ban không đoàn kết. Tỉnh ủy trước đó đã điều chỉnh bí thư thị ủy rời đi, giữ lại y, theo lý thì tỉnh ủy tin y, nhưng tình hình bây giờ không quá lạc quan. Bí thư Kỳ, anh có ý gì thì mời nói ra. Tôi thấy Ninh Lăng chúng ta cũng nên điều chỉnh một chút. Mạch Gia Huy cũng hiểu Kỳ Dư Hồng sẽ không để yên. Đợt kiểm tra công việc này của Trương Nghiễm Lan coi như thất bại. May mà có Hoa Lâm, nếu không thì không biết Chủ tịch Trương sẽ có cái nhìn với Ninh Lăng như thế nào nữa. Ý của tôi là đợi Ninh Lăng lên cấp rồi tiến hành gì, nhưng bây giờ xem ra chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Nếu như vậy thì chúng ta không có cơ hội điều chỉnh người khác mà tỉnh đã điều chỉnh chúng ta rồi. Kỳ Dư Hồng cười khổ một tiếng.
Lần trước tôi đã yêu cầu ban tổ chức cán bộ khảo sát bộ máy lãnh đạo huyện ủy ba huyện xếp cuối, xem có phải do chính bộ máy bọn họ nên không làm tốt công việc không. Mạch Gia Huy lần đầu tiên thấy Kỳ Dư Hồng nói với giọng thẳng thắn như vậy với mình. Sau khi Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy, quan hệ hai người chưa từng hào hợp. Mặc dù Kỳ Dư Hồng trước đó khá nhẫn nhịn nhưng Mạch Gia Huy biết đối phương đây là thăm dò và chuẩn bị lực lượng. 2-3 tháng nay biểu hiện của Kỳ Dư Hồng đã chứng minh phán đoán của Mạch Gia Huy. Nhất là trong hội nghị thị xã hồi tháng 7 vừa rồi, Kỳ Dư Hồng đã mạnh mẽ phê bình một số người, yêu cầu ban tổ chức cán bộ nghiên cứu bộ máy, điều này làm Mạch Gia Huy cảm thấy áp lực từ đối phương mang tới. Bí thư luôn chiếm ưu thế chủ động trừ khi bí thư không muốn làm bí thư. Mạch Gia Huy hiểu rõ điểm này, bí thư thị ủy lần trước là do chưa có kinh nghiệm cơ sở nên y mới thắng. Nhưng Kỳ Dư Hồng thì khác, y từ chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, phó bí thư thị ủy, thị trưởng mà lên, kinh nghiệm cơ sở không thua gì Mạch Gia Huy. Nhưng Mạch Gia Huy biết nếu y dễ dàng nhân nhượng thì đối phương sẽ được thể lấn tới. Lực lượng của y sẽ bị ảnh hưởng lớn nên y không thể không tỏ vẻ cứng rắn. Nhưng Mạch Gia Huy cũng lưu lại đường lui. Bí thư Kỳ, Ninh Lăng có 7 huyện 1 quận, kinh tế không phát triển cũng có một phần do bộ máy lãnh đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề lịch sử lưu lại. Tôi thấy điểm này chúng ta phải đối đãi đúng mực, dù trên tỉnh phê bình công tác của chúng ta nhưng chúng ta không thể đẩy trách nhiệm xuống dưới. Quan trọng nhất là phân tích không khí của thị ủy Ninh Lăng, làm như thế nào thay đổi tình hình bất lợi này. Mạch Gia Huy trầm ngâm một chút rồi nói. Lão Mạch, tôi biết anh đây là muốn giải thích cho cán bộ cơ sở, vậy là tốt. Nhưng phải nói một cách cầu thị, vấn đề quan niệm của cán bộ Ninh Lăng có chuyện, ban tổ chức cán bộ đã tiến hành đồng chí bộ máy lãnh đạo toàn bộ thị xã, xem cán bộ có cái nhìn về kinh tế, ý tưởng sáng tạo, tầm nhìn xa hay không. Kỳ Dư Hồng rất kiên quyết mà nói, ở điểm này không có gì phải thỏa hiệp. Y biết đây cũng là Mạch Gia Huy thử dò xét điểm giới hạn của mình. Bộ máy nhất định sẽ điều chỉnh, mặc dù bây giờ chưa quá chín muồi nhưng áp lực từ trên tỉnh đẩy xuống, tỉnh không hài lòng với công tác của Ninh Lăng. Xem ra mình nhịn Mạch Gia Huy đã không có bao tác dụng. Mạch Gia Huy thở dài một tiếng, chẳng qua bên ngoài vẫn rất kiên quyết. Bí thư Kỳ, bây giờ Ninh Lăng sắp lên cấp, chúng ta cần một bộ máy ổn định, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo việc lên cấp diễn ra thuận lợi. Bây giờ nếu tiến hành điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, tôi thấy không có lợi cho ổn định. Kỳ Dư Hồng hừ lạnh một tiếng trong lòng, xem ra Mạch Gia Huy có chút xúc động rồi. Nhất là việc Trương Nghiễm Lan nói chuyện một mình với y vài phút đồng hồ. Kỳ Dư Hồng mặc dù không biết nội dung nhưng điều này cũng làm Mạch Gia Huy thấy áp lực. Điều chỉnh nhân sự sẽ do ban tổ chức cán bộ quyết định ở quy mô mà, cá nhân tôi cho rằng chỉ cần bộ máy có tư tưởng tiến bộ, đoàn kết, kinh tế huyện đó không phát triển là do nguyên nhân khách quan thì không cần điều chỉnh. Nếu bộ máy có quan niệm cổ hủ, chỉ lo đấu đá, không làm tốt công việc thì phải thay đổi. Kỳ Dư Hồng đã lộ rõ ý đồ. Mạch Gia Huy nghe vào mà khá buồn bực, y cũng biết việc điều chỉnh là không thể tránh nổi, thậm chí trước khi Ninh Lăng lên cấp thì Kỳ Dư Hồng sẽ tạo cơn sóng gió. Mạch Gia Huy vẫn hy vọng có thể chung sống hòa bình với Kỳ Dư Hồng trong vấn đề này, nhưng điều chỉnh như thế nào, điều chỉnh ai thì cần phải suy nghĩ. Các lần trước Kỳ Dư Hồng khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự nên triển khai công việc không dễ. Nhưng bây giờ Kỳ Dư Hồng nói kiên quyết như vậy thì không thể nghi ngờ đã trao đổi với Tương Uẩn Hoa và Mục Cương. Nghĩ vậy Mạch Gia Huy có chút buồn bực, Tương Uẩn Hoa có mâu thuẫn với y, hai bên chỉ có quan hệ công việc. Mà lần trước bởi vì Tương Uẩn Hoa không thích tác phong làm việc của vị bí thư thị ủy trước đây nên mới ủng hộ y, bây giờ có thể sao? Bề ngoài không rõ Kỳ Dư Hồng và Tương Uẩn Hoa có quan hệ đặc biệt gì, nhưng biểu hiện cũng làm người ta lo lắng. Mạch Gia Huy vẫn hy vọng kéo việc điều chỉnh tới sau khi Ninh Lăng lên cấp. Nhất là khi Lý Trọng Sơn có thể điều đi, Mục Cương có thể nhận vị trí của Lý Trọng Sơn. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ còn trống. Nếu Mao Bình hoặc Chu Xuân Tú nhận thì y sẽ khống chế được một chút. Bí thư Kỳ, trên nguyên tắc tôi đồng ý điều chỉnh, nhưng ý kiến của tôi là điều chỉnh một cách thích hợp, phạm vi không lớn, đảm bảo ổn định. Thành công lên cấp là nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ninh Lăng chúng ta, nên cứ công việc gì đều phải chú trọng việc này. Quyển 5, chương 74, cạnh tranh. Dòng chảy ngầm ở Ninh Lăng không ảnh hưởng gì tới Hoa Lâm, ít nhất mọi người có việc gì làm vẫn nên làm. Lần trước Triệu Quốc Đống nói với Trương Nghiễm Lan là hơi quá. Trên thực tế công ty Đại Hoa mặc dù đã ký hợp đồng mang tính mục đích nhưng sẽ đầu tư bao nhiêu, quy mô như thế nào, một năm thịt bao con bò, trâu, cừu thì không rõ.
Công ty Đại Hoa là công ty khá nổi tiếng ở Trung Quốc trong làm việc này, có nhiều kinh nghiệm đối phó chính quyền địa phương. Từ việc vay vốn ngân hàng, giá đất, xây dựng các cơ sở trụ cột, hình thức đàm phán với các hộ nông dân đều theo ý bọn họ. Bọn họ cũng biết huyện nghèo như Hoa Lâm cần tìm nhà đầu tư, nhất là lãnh đạo chính quyền cần thành thích nên bọn họ rất từ từ mặc cả với Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cũng không lạ gì việc này. Mặc dù La Đại Hải khá chú trọng hạng mục này cho nên không ngừng dục Triệu Quốc Đống đẩy nhanh tiến độ đàm phán với công ty Đại Hoa, nhưng cũng may Châu Chỉ Trường biết mình sắp đi nên không coi trọng, điều này làm Triệu Quốc Đống có cơ hội mà thở, không cần phải cúi đầu với công ty Đại Hoa. Giám đốc Hà, không phải huyện tôi không có thành ý, huyện đã làm rất nhiều việc. Anh cũng biết hạng mục khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã được chính thức ký kết. 40 triệu của công ty Tinh Hán đã gửi vào tài khoản, đó là bạc trắng. Bây giờ huyện sao có thể lấy ra khoản tiền lớn như vậy? Công ty Tinh Hán dục rất gấp cho nên trong thời gian ngắn tôi chú ý tới bên đó. Triệu Quốc Đống bảo Lâm Đan rót nước rồi lấy thuốc ra mời. Chủ tịch Triệu, tôi đã đi tìm Bí Thư Châu, anh ta nói anh phụ trách. Tôi tìm chủ tịch La nói gọi cho anh. Một hạng mục lớn như vậy mà thái độ của Hoa Lâm như vậy sao? Giám đốc Hà đứng lên tức giận nói. Chủ tịch Triệu, tôi nói với anh. Có nhiều nơi xin công ty Đại Hoa chúng tôi tới đầu tư, thái độ các anh như vậy chính là ép chúng ta đi tìm đối tác khác phải không? Giám đốc Hà, anh có thể nói như vậy sao? Hoa Lâm tôi không có thành ý ư. Bây giờ mấy xã, thị trấn đều đang toàn diện trồng cỏ, quy mô gần 10.000 mẫu. Khu thí nghiệm giữa Hoa Lâm và Học viện Nông nghiệp cũng không ngừng đưa các giống bò, trâu tốt vào thử nghiệm, nếu chúng tôi không có thành ý thì làm nhiều như vậy làm gì? Ngoài ra ngân hàng công thương thị xã cũng phối hợp với chính quyền huyện tôi, đồng ý cho các anh vay tiền xây dựng nhà máy, chẳng lẽ còn chưa đủ? Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng nếu anh cho rằng từng yêu cầu các anh đưa ra chính quyền huyện Hoa Lâm đều phải chấp nhận, thỏa mãn thì tôi xin lỗi. Bị Triệu Quốc Đống phản bác như vậy, giám đốc Hà dụi thuốc vào gạt tàn rồi nói. Chủ tịch Triệu, anh làm như vậy là ý của huyện. Giám đốc Hà, ý kiến của huyện chúng tôi từ trước đến giờ đều là thống nhất. Có lẽ anh cảm thấy thái độ của một vị lãnh đạo nào đó đối với anh hơi khác, tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi. Tôi có thể nói với anh, tôi là lãnh đạo phụ trách thu hút đầu tư, dù là ai thì nhất định phải thông qua tôi. Tôi không đồng ý thì hạng mục này cứ để đó. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Được, Chủ tịch Triệu, đây là anh nói. Đi, đến lúc đó đừng mời chúng tôi quay lại. Đoàn người giám đốc Hà liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Giám đốc Hà, không tiễn. Thành ý một bên không thể nào chấp nhận được, chúng tôi muốn hợp tác với công ty Đại Hoa, nhưng chúng tôi không phải ăn mày. Huyện Hoa Lâm có điều kiện tốt như vậy, kẻ mù cũng thấy. Tôi tin ngoài công ty Đại Hoa thì còn có các công ty khác có hứng thú với Hoa Lâm, ví dụ như công ty Tam Điệp. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, câu nói của hắn làm vị giám đốc Hà run lên. Chủ tịch Triệu, làm như vậy có ổn không? Chánh văn phòng ủy ban. Lão Khổng thấy đoàn người công ty Đại Hoa đã rời đi nên nói. Lão Khổng, đàm phán cần kiên nhẫn. Công ty Đại Hoa đã ký hiệp định sơ bộ với Hoa Lâm, nếu không muốn đầu tư ở đây thì cần gì phí sức như vậy. Bây giờ huyện làm nhiều việc như vậy, bọn họ sao có thể không thấy. Bọn họ đoán chắc chúng ta sẽ phải nhường nên mới cứng rắn như vậy. Hừ, tôi em y kéo được bao lâu? Triệu Quốc Đống nói. Nhưng mà Chủ tịch Triệu, hạng mục này rất quan trọng đối với Hoa Lâm chúng ta. Tỉnh cũng chú ý tới việc này. Nếu công ty Đại Hoa DDTU ở huyện khác thì sợ huyện sẽ bị động. Hừ, công ty Đại Hoa chính là lợi dụng tâm lý này của huyện mà ép chúng ta. Bọn họ đoán chắc chúng ta sẽ phải xin xỏ bọn họ. Cho nên tôi đã liên lạc với Sở Nông nghiệp và được giới thiệu công ty Tam Điệp, đây là công ty chế biến thực phẩm nổi tiếng ở phương Bắc. Chúng ta bây giờ có khu thí nghiệm của Học viện Nông nghiệp, đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Có kỹ thuật của Học viện Nông nghiệp ủng hộ. Cỏ sẽ nhanh lớn. Hơn nữa dù không có công ty Đại Hoa, mấy xã, thị trấn huyện ta đều có thể phát triển ngành chăn nuôi gia súc, cùng lắm tìm một công ty chế biến thịt mà thôi. Dưới cây ngô đồng sẽ thu hút được Phượng Hoàng. Chúng ta có ngô đồng thì chẳng lẽ cả Trung Quốc chỉ mình công ty Đại Hoa là Phượng Hoàng. Anh không nên tự hạ mình, Hoa Lâm mặc dù nghèo, trụ cột kém nhưng chỉ cần chúng ta dùng đầu óc một chút thì không có gì không làm được. Tôi dám đảm bảo với anh chỉ cần công ty Tam Điệp tới Hoa Lâm khảo sát. Công ty Đại Hoa sẽ không thể ngồi yên. Lão Khổng nghe không khỏi bội phục, vị chủ tịch Triệu này đúng là lạ, hạng mục lớn như vậy nếu là người khác thì đã sớm đi nịnh bợ, nhưng chủ tịch Triệu này thì hay rồi, không nhanh không chậm,
ra vẻ lạnh nhạt, làm nhà đầu tư gấp như vậy. Chủ tịch Triệu, ngài nói công ty Tam Điệp sẽ tới Hoa Lâm sao? Sao không chứ, có khu thí nghiệm, có đất tốt, có nguồn vay vốn, huyện ta lại rất chào đón cơ mà. Công ty nào tới trước thì người đó có ưu đãi lớn hơn, bọn họ sao không tới? Nhưng nếu bây giờ công ty Đại Hoa muốn ký hợp đồng với chúng ta thì sao? Lão Khổng suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng vậy thôi, công ty Tam Điệp tới thì chúng ta cũng chào đón. Chúng ta không có lý do gì chào đón công ty Đại Hoa mà không chào đón công ty Tam Điệp. Nói thật huyện nên thu hút các công ty cạnh tranh, như vậy huyện mới có thể lựa chọn. Sau này các hộ nông dân mới có quyền lớn hơn, có cơ hội chúng ta phải thu hút càng nhiều công ty vào để cạnh tranh. Kỳ Lân Quan cuối cùng đã được chính thức phê duyệt công nhận. Kỳ Lân Quan vì thế tổ chức nghi lễ long trọng, Triệu Quốc Đống là khách mời danh dự. Đoạn đường từ huyện thành tới xã Kỳ Lân đã vào giai đoạn kết thúc. Quốc lộ Bồng Hoa chính thức thành lập công ty khai thác quốc lộ đã kích thích mạnh hai công ty kia, tiến độ nhanh hơn. Chẳng qua đây không phải do chính quyền thúc giục mà do bọn họ tự tăng tốc độ. Cùng lúc đó các đoạn khác của quốc lộ Bồng Hoa cũng toàn diện thi công. Trong cuộc đàm phán của huyện Hoa Lâm và công ty Tinh Hán, theo đề nghị của Triệu Quốc Đống cuối cùng hai bên quyết định thành lập công ty khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, phụ trách khai thác thắng cảnh du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân. Chính quyền huyện Hoa Lâm lấy quyền sử dụng Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân làm cổ phần, lấy được 30%. Nhưng trong 2 năm đầu tiên chính quyền huyện Hoa Lâm sẽ lấy 8 triệu, qua đó huyện Hoa Lâm còn 20%. Công ty Tinh Hán bỏ ra 32 triệu lấy 40% cổ phần, công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng bỏ ra 20 triệu lấy 25% cổ phần, số còn lại do Hạ Bách Linh và Phong Việt Nhân lấy 10%. Trong nghi lễ ký tên có Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách du lịch Cam Bình tham gia. Bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng và thị trưởng Mạch Gia Huy cũng tới. Tổng giám đốc công ty Đào Tông Hán trong nghi lễ đã tuyên bố sẽ biến Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân thành Cửu Long Câu của tỉnh An Nguyên. Mà Cù Vận Lam cũng đại biểu công ty Thương Lãng tới làm phó tổng giám đốc. Quyền 5, chương 75, lãnh đạo tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh Cam Bình chỉ ở lại Ninh Lăng một ngày, nhưng cũng có ấn tượng tốt đối với Hoa Lâm. Phó thị trưởng Kim, bí thư Châu, chủ tịch La, Tiểu Triệu. Tôi nghe các vị giới thiệu, xem ra Học viện Nông nghiệp đã đạt thành quả ở Hoa Lâm. Các loại cỏ này đúng là thích hợp trồng ở Hoa Lâm, qua đó sẽ phụ trợ cho ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm. Chẳng qua suy nghĩ của các vị sau đây là như thế nào? Chủ tịch Cam, trước mắt trồng cỏ sẽ được nhân rộng tại mấy huyện phía bắc huyện Hoa Lâm chúng tôi. Chúng tôi dự định bao thêm mấy xã, thị trấn phía tây vào, như vậy có thể hình thành một khu vực khoảng 30.000 mẫu trồng cỏ. Đủ để cho trên 800.000 bò thịt hoặc 500.000 bò sữa. Châu Trì Trường vừa dứt lời, là Đại Hải bổ sung thêm. Ngoài ra khu thí nghiệm đang nghiên cứu việc cải tiến đào mi hầu của huyện. Thực tế đất khu vực phía Nam Hoa Lâm phù hợp trồng đào mi hầu. Chúng tôi dự định nhân rộng việc trồng đào mi hầu ở các xã, thị trấn phía Nam, biến đây thành cây thoát nghèo, làm giàu. Theo tôi biết có không ít thị xã, thành phố các tỉnh bạn cũng đang suy nghĩ phát triển đào mi hầu. Nhưng theo tôi biết đào mi hầu không dễ bảo quản, nếu phát triển mạnh thì các anh đã nghĩ tới con đường tiêu thụ chưa? Cam Bình tỉnh táo và rất thực tế. La Đại Hải ngẩn ra, y cũng mới nghe thấy Triệu Quốc Đống đề cập chuẩn bị trồng đào mi hầu ở các xã phía Nam, nhưng không hiểu cụ thể mấy. Chủ tịch Cam, đào mi hầu mặc dù không dễ bảo quản nhưng vẫn có một vài biện pháp khiến nó bảo quản được từ 2-3 tháng đến nửa năm. Chủ yếu căn cứ chất lượng đào mi hầu mà xác định. Nhưng chỉ dựa vào việc bán hoa quả là không tiêu thụ được với số lượng lớn. Cho nên chúng tôi dự định thu hút đầu tư các công ty làm nước hoa quả, nhất là khu vực núi phía Nam còn có nhiều lê rất ngon, đây là ưu thế của Hoa Lâm chúng tôi. Triệu Quốc Đống biết ý đáp lời. Các vị, khi cổ vũ Nam Điền phát triển thì phải tránh một số hiện tượng không tốt. Bây giờ trong nước có thị trường tiêu thụ nước ép hoa quả là như thế nào thì các anh phải nghiên cứu kỹ càng, không được phát triển mù quáng, cuối cùng sản phẩm không thể bán ra. Tổn thất chính là nông dân, cuối cùng sẽ làm chính quyền mất uy tín. Cam Bình gật đầu nói. Bên ngoài có bài học thì tôi không hy vọng nó xuất hiện ở tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận vị chủ tịch Cam này rất nhạy bén. Chính quyền địa phương khi phát triển loại sản nghiệp nào đều là lừa trước, hoặc là không chú ý tới mong muốn của nông dân, cố đẩy mạnh, nhân rộng. Điều này làm cho nhiều sản phẩm không thể tiêu thụ, tổn thất lớn. Nhưng theo ấn tượng của hắn thì không ít chính quyền địa phương phát triển trồng lê, táo, mận, nho đều không lo thị trường tiêu thụ.
Chẳng qua nếu như cả một khu vực rộng lớn cùng trồng thì việc bán hoa quả để ăn sẽ không thể hết, nó sẽ thối nát, ảnh hưởng tới sự tích cực của nông dân. Chủ tịch Cam, điểm này Bí thư Châu cùng Chủ tịch La đã nhắc nhở tôi. Tôi cũng chuẩn bị để phòng chiêu thương huyện nhờ Cục Chiêu thương thị xã tiến hành tìm hiểu năng lực tiêu thụ các thành phố lớn xung quanh về đào mi hầu, xem mấy thành phố như An Đô, Trùng Khánh, Trường Sa, Vũ Hán, Quý Dương một năm tiêu thụ bao nhiêu. Ngoài ra chúng tôi chuẩn bị thông qua Cục Chiêu thương thị xã tiến hành tìm hiểu xem sản lượng tiêu thụ nước ép hoa quả cao bao nhiêu. Sau khi có báo cáo, chúng tôi sẽ dựa vào đó mà thu hút đầu tư. Sau đó yêu cầu các hộ nông dân trồng đào mi hầu đã được cải tiến, khiến bọn họ có ý thức về nền kinh tế thị trường. Cam Bình có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Cô không ngờ Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy mà suy nghĩ sâu sắc đến thế. Cô có thể khẳng định câu đầu của Triệu Quốc Đống chỉ là dán vàng vào mặt hai vị lãnh đạo. Nhìn vẻ mặt của hai vị lãnh đạo giấu thì tốt nhưng Cam Bình gặp qua không ít lãnh đạo cơ sở, càng bình tĩnh càng chứng tỏ bọn họ không hiểu gì. Như vậy là tốt nhất, tục ngữ nói ngã một lần khôn một lần nhưng chưa chắc chúng ta phải ngã thì mới có thể trưởng thành. Bài học của người khác chính là tài sản quý giá với chúng ta. Tìm mọi cách khiến nông dân giàu lên là tốt, nhưng phải chú ý phương pháp. Nhất là làm như thế nào tăng tích tính cực của nông dân, làm như thế nào để nông dân có quan niệm nền kinh tế thị trường, đây là những điều rất quan trọng. Cam Bình nói rất thẳng thắn. Chính quyền địa phương không nên nóng lòng mong thành công ngay, phải tiến dần từng bước, không được lấy mệnh lệnh hành chính can thiệp khi dân chúng còn chưa hiểu, như vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Triệu Quốc Đống không khỏi gật đầu, có thể làm lãnh đạo tỉnh đúng là khác hẳn người bình thường. Triệu Quốc Đống có giấc mơ kia nên vẫn có chút kiêu ngạo mình nắm trước thời cơ. Nhưng biểu hiện của Cam Bình làm hắn hiểu không ít, đây mới là lãnh đạo thật sự. Có thể dựa vào tình hình trước mắt mà phân tích ra như vậy, đó mới là bản lĩnh. Chủ tịch Cam, chúng tôi nhất định ghi nhớ chỉ thị của ngài. Châu Trì Trường vội vàng nói. Cam Bình nhìn vị bí thư huyện ủy và gật đầu nói. Các anh có thể ý thức được sự phức tạp của vấn đề này là tốt nhất. Phải nhớ cải cách thì phải thử nghiệm nhưng không được mù quáng xông tới, nhất là liên quan tới lợi ích nông dân càng cần phải chắc chắn. Tiểu Triệu, cậu phụ trách mảng thu hút đầu tư của huyện cho nên tôi nhắc cậu là trong hạng mục sản xuất nông nghiệp cần thận trọng, nhất là việc thu hút đầu tư các công ty gia công. Tôi hiểu, xin Chủ tịch Cam yên tâm, ở vấn đề này Hoa Lâm nhất định cẩn thận. Trước đó nhất định sẽ chăm chú khảo sát, tuyệt đối không làm cho các bài học ở nơi khác tái diễn ở Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống tự tin nói. Khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật này theo tôi thấy rất có ý nghĩa. Lần trước Chủ tịch tỉnh Trương về đã đề cập với tôi vấn đề này. Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp sẽ ủng hộ nhiều. Thị trưởng Kim, thị xã các anh nhất định phải ủng hộ nhiều. Khu thí nghiệm làm tốt thậm chí sẽ thành điểm mẫu của cả Ninh Lăng, cả tỉnh An Nguyên. Kim Vĩnh Kiện vội vàng gật đầu đồng ý. Cam Bình có địa vị cao ở tỉnh. Cô ta từng nói cùng lắm thì về Đại học An Nguyên dạy học. Điều này khiến cho lãnh đạo tỉnh ủy rất chú trọng ý của cô. Nhìn đoàn người lãnh đạo lên xe rời đi, Châu Trì Trường cùng La Đại Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn lãnh đạo thường xuyên tới Hoa Lâm, điều này vừa là khen ngợi công tác của Hoa Lâm, đồng thời cũng làm Châu Trì Trường và La Đại Hải thấp áp lực lớn. Chẳng may lãnh đạo khi kiểm tra công việc thấy gì không hay thì sao? Lão La, Quốc Đống, đi thôi. Châu Trì Trường do dự một chút rồi nói với hai người. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã chính thức khởi công xây dựng. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thị xã đều tham gia lễ khởi công. Đi thôi. Vẻ mặt La Đại Hải có chút kỳ lạ, y có thể cảm nhận được sự do dự của Châu Trì Trường. Triệu Quốc Đống cũng thấy được điểm này. Xem ra hai vị lãnh đạo có gì cần nói với mình. Quyển 5, chương 76, lãnh đạo tỉnh 2. Lão La, chúng ta công tác mấy năm rồi? Châu Trì Trường đột nhiên hỏi làm La Đại Hải ngẩn ra. Sau đó La Đại Hải hiểu ngay ý của đối phương nên nói. Bí thư Châu, khi anh tới thì tôi còn là phó chủ tịch thường trực. Sau đó CC Thu điều tới Vân Lĩnh làm bí thư huyện ủy, tôi nhận chức chủ tịch huyện được 3 năm, tính ra chúng ta đã công tác 4 năm. Ừ, 4 năm, người ta nói thu 10 năm cùng thuyền, tu trăm năm cùng giường, chúng ta làm việc cùng nhau coi như duyên phận. Châu Trì Trường cười nói. Quốc Đống. Không sợ cậu cười, tôi và Lão La mấy năm cũng không quá hòa hợp, chẳng qua tôi cảm thấy hợp tác tốt hơn với Yến Tu Hòa kia. Lão La nói đúng không? La Đại Hải cười cười không nói gì. Tính cách Yến Tu Hòa cứng nhắc hơn mình, tất nhiên không hợp tác tốt với Châu Trì Trường là người từ ngoài tới.
may là hai người hợp tác không lâu. Thấy La Đại Hải không trả lời, Châu Chỉ Trường cũng không thèm để ý. Y hôm qua đã chính thức nói chuyện với lãnh đạo thị ủy, y sẽ lên làm ở mặt trận tổ quốc thị ủy, nhưng còn kiêm nhiệm gì không thì không rõ. Nói thật tôi đúng là không tìm ra được mấy việc mình đã làm để thay đổi Hoa Lâm. Chắc ngoài trường trung học Hoa Lâm ra thì không còn gì đáng để nhắc tới. Châu Chỉ Trường cười cười tự giễu mà nói. Sóng trường giang sóng sau đè sóng trước. Lão La, tôi thấy tôi và anh không thể so sánh được với Quốc Đống. Quốc Đống mới đến chưa bao lâu đã làm được các công trình lớn như vậy. Bí thư Châu, ngài đừng khen tôi như vậy. Quốc lộ Tân Hoa là nhờ tỉnh chú trọng hỗ trợ huyện nghèo mà thôi. Quốc lộ Bồng Hoa cũng là nhờ hai vị lãnh đạo và lãnh đạo thị xã ủng hộ mới may mắn thực hiện được. Về phần khu du lịch thì phong cảnh có sẵn, tôi chẳng qua làm trung gian dẫn mối mà thôi, công tác sau đó do chủ tịch Tân làm. Triệu Quốc Đống nghe thấy dính tới mình liền vội vàng giải thích. Ha ha, Quốc Đống, cậu không cần khiêm tốn. Ai có tác dụng lớn thì tôi hiểu, lão La hiểu, lãnh đạo thị xã cũng hiểu. Cậu còn trẻ, tương lai rộng mở, việc thiếu kinh nghiệm công tác có thể từ từ tích lũy. Tôi thật lòng cậu có thể ở lại Hoa Lâm, ở lại Ninh Lăng chúng ta. Châu Chỉ Trường cười nói. Hoa Lâm mặc dù nghèo một chút nhưng dân chúng chân chất, cậu nếu mang hy vọng cho bọn họ, cả đời bọn họ cũng không quên. Cho dù sau này cậu rời đi thì bọn họ vẫn nhớ cậu. Lão La, Quốc Đống, thực ra không nói thì hai người cũng biết tôi rất nhanh sẽ rời khỏi Hoa Lâm, đây coi như tâm sự trước khi tôi đi. Châu Chỉ Trường cười nói. Có lẽ trong mấy năm qua tôi có điểm làm không tốt mong lão La bỏ qua. Quốc Đống cũng như vậy, mặc dù chúng ta chỉ làm việc với nhau vài tháng nhưng tôi tự nhận nhìn người không sai, cậu có thể sẽ đạt thành tích lớn hơn khi ở Hoa Lâm, Ninh Lăng nếu so sánh với sở giao thông. Sau khi hai quốc lộ hoàn thành thì Hoa Lâm sẽ gặp cơ hội phát triển hiếm có. Cơ sở chăn nuôi gia súc chính là ngành sản xuất ưu thế của Hoa Lâm chúng ta. Mặc dù bây giờ mới bắt đầu nhưng chúng ta chiếm ưu thế ở cả Ninh Lăng. Lão La, Quốc Đống, hai người phải nắm bắt tốt cơ hội này, phát triển thật nhanh, giúp dân chúng Hoa Lâm thoát nghèo, giàu lên. Ba người đi trên con đường của khu thí nghiệm, Châu Chỉ Trường rất muốn nói chuyện, mà La Đại Hải và Triệu Quốc Đống lại thành người nghe. La Đại Hải thi thoảng nói vài câu tỏ thái độ của mình ra thì hầu hết là lắng nghe. Nhưng thật ra Triệu Quốc Đống từ giọng của Châu Chỉ Trường có thể nghe ra không ít ý. Châu Chỉ Trường trong giọng nói là hy vọng hắn giữ vị trí thích hợp. Tích cực hỗ trợ lãnh đạo làm tốt công việc. Đồng thời Châu Chỉ Trường cũng nhắc hắn đừng làm lớn chuyện quá, không có lợi cho sự phát triển. Triệu Quốc Đống lặng lẽ lắng nghe Châu Chỉ Trường nói, trong lòng đang cân nhắc ý của lời mà Châu Chỉ Trường nói. Không thể nghi ngờ gì nữa, việc Châu Chỉ Trường đến làm ở mặt trận Tổ quốc cũng có biến số. Chỉ là biến hóa ở Hoa Lâm thì y không thể khống chế được. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng mà thầm than thở, nửa năm trôi qua nhanh quá. Giống như nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy liền biến thành như vậy. Châu Chỉ Trường đã chính thức được miễn chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm, điều lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy nhưng tạm thời không bố trí công việc cụ thể. Tất nhiên chờ sau khi Ninh Lăng lên cấp thì mới có thể rõ ràng. La Đại Hải chính thức làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, tạm thời kiêm nhiệm chức chủ tịch huyện. Mạch Gia Huy bực bội cởi bớt khuy áo, trời không nóng nhưng y lại thấy nóng. Còn hai nữa sẽ diễn ra hội nghị thường ủy. Nội dung là điều chỉnh nhân sự. Điều này làm Mạch Gia Huy thấy không ít áp lực. Bây giờ Kỳ Dư Hồng làm rất nhanh chóng, ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo, văn phòng thị ủy đều tiến hành điều chỉnh nhân sự. Đây là trong phạm vi của thị ủy nên Mạch Gia Huy không tiện ý kiến. Nhưng ngày mai lại khác, nó liên quan tới điều chỉnh nhân sự bộ máy lãnh đạo huyện. Mạch Gia Huy lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực, sức mạnh của bí thư đã lộ rõ ở vấn đề nhân sự. Trong 11 thường vụ thị ủy, mặc dù có mấy người ủng hộ y nhưng cũng có vài người ngã về Kỳ Dư Hồng. Nếu không Kỳ Dư Hồng sẽ không dám mạnh mẽ điều chỉnh cán bộ trước khi Ninh Lăng lên cấp như vậy. Cửa lặng lẽ được đẩy ra, Mạch Gia Huy gật đầu ra hiệu đối phương ngồi xuống. Thị trưởng, tình hình không quá rõ ràng. Trưởng ban mục thời gian này đi lại rất nhiều, gần như từng huyện các cục quan trọng đều được khảo sát. Đương nhiên thời gian khảo sát không dài nhưng ý đồ của y thì tôi không rõ mấy. Lão lại, anh là phó trưởng ban thường trực. Lúc cần phát biểu ý kiến thì phải phát biểu, không nên sợ đầu sợ đuôi. Chẳng lẽ Mục Cương có thể cách chức anh sao? Mạch Gia Huy hừ lạnh một tiếng. Ý đồ của y thì tôi rõ, đó là muốn ý định của lão Kỳ được thông qua mà thôi. Thị trưởng, tôi cũng có ý kiến, nhưng trưởng ban Mục lần này chỉ dẫn vài cán bộ đi khảo sát rộng,
không hỏi ra vấn đề gì nên tôi không tiện nói. Lại Hữu Ninh buồn bực nói. Không có gì cả, binh đến thì tướng ngăn, chẳng qua anh cũng phải lên tiếng trong hội nghị ban tổ chức cán bộ, dù có bị bác bỏ đi chăng nữa. Nếu anh không ra mặt thì ai dám đứng ra nói. Mạch Gia Huy có chút thất vọng với tên Lại Hữu Ninh này. Xem ra lúc trước mình chọn Lại Hữu Ninh vào ban tổ chức cán bộ là không ổn. Mặc dù không hy vọng Lại Hữu Ninh có thể kiềm chế Mục Cương nhưng biểu hiện này làm y quá thất vọng. Lại Hữu Ninh không có bất cứ biện pháp nào chống lại cả. Mạch Gia Huy thậm chí cảm thấy Lại Hữu Ninh còn không bằng một trưởng phòng. Lại Hữu Ninh thấy Mạch Gia Huy khó chịu với mình nên vội vàng nói. Thị trưởng, tôi biết nhưng hai người kia đều rất cẩn thận, không dễ tỏ thái độ trừ khi. Trừ khi cái gì, hai người bọn họ đều khôn danh, Mục Cương đâu dễ khống chế bọn họ. Mạch Gia Huy hiểu rõ ban tổ chức cán bộ, Mục Cương lên không bao lâu nên dù có năng lực đến đâu cũng không thể hoàn toàn khống chế được ban tổ chức cán bộ. Thị trưởng, tôi nói là nếu Bí Thư Tương mà lên tiếng thì hai người kia sẽ lập tức ủng hộ Mục Cương. Lại Hữu Ninh lắc đầu nói. Xem ra thời gian này Mục Cương và Bí Thư Tương quan hệ khá tốt. Chẳng qua thời gian này Bí Thư Kỳ hay gọi Mục Cương tới, nhưng tôi không nhìn ra có Bí Thư Tương không. Ồ, Tương Uẩn Hoa thời gian này có thường xuyên tham gia nghiên cứu không? Mạch Gia Huy nói. Tôi không rõ, nhưng hình như Bí Thư Tương chỉ tham gia hai lần. Nhưng Mục Cương một tuần 2-3 lần tới chỗ Bí Thư Kỳ. Lại Hữu Ninh nói. Mạch Gia Huy suy nghĩ thật nhanh, y đã nhận ra một chút gì đó nhưng lại không bắt được gì. Mục Cương và Kỳ Dư Hồng quan hệ rất gần, điều này rất nguy hiểm. Vậy còn Tương Uẩn Hoa? Mạch Gia Huy đứng dậy chắp tay sau lưng đi quanh phòng. Ba bánh xe kia đã ăn ý, vậy còn mình thì sao? Quyển 5, chương 77, lãnh đạo tỉnh 3. Nhìn Lại Hữu Ninh rời khỏi vòng mình, Tương Uẩn Hoa cười cười một tiếng. Xem ra Mạch Gia Huy đã không thể ngồi yên, chẳng qua tên này cũng lợi hại, chỉ từ một biến hóa nhỏ như vậy đã nhìn ra vấn đề. Một vài động tác nhỏ của Kỳ Dư Hồng đã làm cho Mạch Gia Huy chú ý. Xem ra hội nghị thường ủy hai hôm sau sẽ tranh đấu mạnh đây. Tương Uẩn Hoa cầm điện thoại lên và gọi. Lão Hải đang làm gì thế? Tôi có rảnh không? Lại đây ăn cơm. Ừ, Thủy Tinh Cung đi, anh gọi Tiểu Triệu, Triệu Quốc Đống đi theo. Tiểu Hoàng, chuẩn bị xe, tôi tới quân khu một chuyến. Tương Uẩn Hoa đứng dậy, cũng nên đi xem bạn cũ mới được. Nhiều lần rồi không tham gia hội nghị thường ủy, nhưng lần này y không thể vắng mặt. La Đại Hải nhận được điện của Tương Uẩn Hoa thì có chút kinh ngạc. Tương Uẩn Hoa rất ít khi nhận lời ăn cơm, về phần chủ động mời người ăn cơm càng ít nghe thấy. Quan hệ giữa La Đại Hải và Tương Uẩn Hoa khá mật thiết, chính xác mà nói thân thiết hơn bề ngoài nhiều. Chẳng qua Tương Uẩn Hoa không lộ ra, mà La Đại Hải cũng không quá thích lộ vẻ ân cần cho nên ít người liên lạc hai bọn họ với nhau. Nhưng có không ít người làm lâu năm ở huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm biết Tương Uẩn Hoa từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hoa Lâm. Lúc ấy La Đại Hải từ một phó chủ tịch thị trấn Tân Bình nhanh chóng lên làm bí thư đảng ủy. Khi Tương Uẩn Hoa lên trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì La Đại Hải cũng lên làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Tiểu Triệu, tối có rảnh không? Nhìn Triệu Quốc Đống đi vào phòng mình, La Đại Hải cười cười chỉ ghế mà nói. Ngồi đi. Tối thì tôi không có việc gì. Phòng giao thông có cuộc họp với công ty Thái Hoa, họp hơi muộn. Tôi vốn định tham gia nhưng cảm thấy Lão Hoàng có thể xử lý tốt nên không cần đi. Triệu Quốc Đống gãi đầu, La Đại Hải không phải người thích uống rượu mà. Theo cách nói của La Đại Hải thì vào nhà hàng sang trọng ăn thì chỉ là lãng phí. Vậy tối chúng ta lên Ninh Lăng ăn cơm rồi về. La Đại Hải gật đầu nói. Đi xe xịn của cậu đi, chúng ta cũng nên có trách nhiệm với tính mạng của mình mà. Vâng, Bí Thư La phân công thì sao tôi có thể từ chối. Triệu Quốc Đống cười nói. Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lãnh đạo. Tiến triển công trình bên Kỳ Lân Quan thế nào rồi? Cũng được, nhà đầu tư Chiết Giang chú ý hiệu quả, thời gian là tiền tài, hiệu suất là tính mạng, hai câu này thể hiện rõ trên người bọn họ. Hai người Đào Tông Hán cùng Cù Vận Lam tự mình tới công trường, ha ha, không chút nghị lực là không được. Triệu Quốc Đống than thở mà nói. Công trình dự tính trong 3 tháng, bọn họ chỉ 1 tháng là bắt được. Cứ theo hiệu suất này thì tôi thấy ít nhất xây xong trước nửa năm. Vậy còn công ty Đại Hoa thì sao? Đây là điều mà La Đại Hải quan tâm nhất. Hừ, không ngoài dự đoán của chúng ta, công ty Tam Điệp vừa tới, thái độ của bọn họ liền tích cực hơn, chẳng qua bây giờ không đến lượt bọn họ quyết định.
Công ty Tam Điệp rất chú trọng Hoa Lâm, bọn họ cũng nhìn chúng mảnh đất mà công ty Đại Hoa muốn. Chủ tịch Miêu cũng khó xử, có lẽ còn đang bàn với cả hai bên. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà nói. Tôi đã sớm nhắc vị giám đốc Hà kia, làm loạn thì tự hại mình. Anh ta không nhanh chóng quyết định thì khi người khác vào, huyện có lựa chọn. Vì giữ gìn lợi ích của huyện nên chúng ta phải chú ý lựa chọn. Quốc Đống, thị xã sắp lên cấp, nhân sự trong huyện sẽ có chút biến hóa. Chỉ sợ cậu cũng biết được việc này, hy vọng công tác của cậu không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, làm tốt công việc của mình. Thành tích của cậu thì lãnh đạo thị ủy đều thấy rõ ràng. Tin rằng thị ủy sẽ có đánh giá công bằng. La Đại Hải trầm ngâm một chút rồi nói, y đây là muốn thử thăm dò Triệu Quốc Đống một chút. Bí thư La, ngài nói chủ tịch Miêu sẽ vào thường vụ phải không? Tôi cũng vừa nghe nói, hình như thị ủy đã có văn bản phê duyệt, có lẽ hai ngày tới sẽ gửi văn bản tới Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, Nghiêm Lập Dân trước đó đã thông báo cho hắn, Châu Trì Trường đúng là có năng lực nên tạo được quan hệ với Kỳ Dư Hồng. Miêu Nguyệt Hoa nhờ y hoạt động mà vào thường vụ. Ừ, không biết vì nguyên nhân gì mà tạm trì hoãn, xem ra thị xã muốn cùng đưa các quyết định thay đổi nhân sự rồi gửi công văn tới. La Đại Hải cũng có chút khó hiểu, Miêu Nguyệt Hoa đã được hội nghị thường ủy thông qua việc vào huyện ủy, theo lý đã có văn bản rồi cơ mà, sao mãi không gửi xuống. Bí thư La yên tâm, chủ tịch Miêu làm phó chủ tịch huyện nhiều năm, chị ta có thể làm thường vụ huyện ủy cũng là bình thường. Tôi cũng vui cho chủ tịch Miêu, tuyệt đối không có suy nghĩ khác. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy là tốt rồi, Quốc Đống, cậu còn trẻ, thời gian còn dài. Thành tích cậu làm ra thì tổ chức sẽ thấy. La Đại Hải rất hài lòng gật đầu nói. Bữa tối hôm đó ăn ở nhà hàng Thủy Tinh Cung, đây là nhà hàng mở trên sông. Quy mô của nó không lớn, bởi vì mới mở nên không nhiều người biết. Chẳng qua nó rất yên tĩnh, có lẽ đây là nguyên nhân Tương Uẩn Hoa chọn nơi này. Đồ ăn khá ngon, ngoài La Đại Hải và Triệu Quốc Đống thì còn có chính ủy quân khu Ninh Lăng, Tấn Như Phong. Bữa cơm ăn tới cuối thì La Đại Hải mới miễn cưỡng hiểu vấn đề. Quan hệ mật thiết giữa Triệu Quốc Đống và Tương Uẩn Hoa làm La Đại Hải giật mình hiểu ra. Không ngờ tên Triệu Quốc Đống này lại có quan hệ với phó bí thư Tương Uẩn Hoa. Xem ra Tương Uẩn Hoa rất hài lòng với Triệu Quốc Đống. Mặc dù trong bữa ăn không nói mấy về công việc nhưng La Đại Hải cũng rất sáng suốt giới thiệu một chút biểu hiện của Triệu Quốc Đống trong thời gian này. Đến khi từ Ninh Lăng về Hoa Lâm, La Đại Hải vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Miêu Nguyệt Hoa đã vào thường vụ, đây là quyết định của hội nghị thường ủy. Nói cách khác số thường vụ huyện ủy đã đủ, nhưng còn trống một chức chủ tịch huyện. Nếu Phương Chí Quốc có thể tiếp nhận chức chủ tịch huyện, vậy còn thừa chức phó bí thư huyện ủy. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống sẽ thành phó bí thư? La Đại Hải vội vàng lắc đầu bỏ khả năng này. Tương Uẩn Hoa sao có thể làm như vậy? Triệu Quốc Đống mới 25 tuổi, dù là làm phó bí thư phụ trách đảng, đàn hay phó bí thư phụ trách ủy ban kỷ luật cũng không thích hợp, việc này thì ủy nhất định sẽ không thông qua. La Đại Hải cũng hiểu nếu Phương Chí Quốc làm chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy sẽ được điều từ ngoài tới. Nhưng như vậy Triệu Quốc Đống tiếp tục làm phó chủ tịch huyện sao? Tuy Triệu Quốc Đống mới 25 tuổi đã làm phó chủ tịch huyện đã tốt rồi, nhưng dù sao hắn cũng là cán bộ kiêm nhiệm từ tỉnh xuống, điều này có thể hiểu. Hơn nữa làm phó chủ tịch huyện mới nửa năm mà, nghĩ như vậy nên La Đại Hải nghĩ có lẽ Tương Uẩn Hoa đột nhiên vui vẻ nên gọi mình và Triệu Quốc Đống tới ăn cơm, nói chuyện thì sao? Nhưng La Đại Hải lại phủ định ngay, mỗi một hành động của lãnh đạo đều có ý đồ mà, sao lại đột nhiên mời mình ăn như vậy? Quan hệ của La Đại Hải và Tương Uẩn Hoa vừa thân mật về công việc, cả quan hệ tư nhân nữa. Tương Uẩn Hoa trước đây khi làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy đã đề bạt La Đại Hải lên. Nhưng quan hệ cá nhân thì sau khi Tương Uẩn Hoa lên Ninh Lăng thì số lần qua lại đếm trên đầu ngón tay. Nhưng La Đại Hải biết quan hệ hai bên không cần cố gắng đi lại, chỉ cần dịp Tết uống vài chén là đủ. Lão Hải, phải phê bình cậu ta nhiều vào. Quốc Đống còn trẻ, anh phải giúp cậu ta nhiều. Tương Uẩn Hoa khi nói lời này thì rất nghiêm túc, vậy là có ý gì? Triệu Quốc Đống làm việc rất tốt, dù là mình hay Châu Trì Trường đều rất hài lòng, có gì phải lo lắng chứ? Chẳng lẽ Tương Uẩn Hoa nói nhầm sao? Hình như không thể mà. Tương Uẩn Hoa nhấn mạnh như vậy thì sao có thể là lầm lẫn? La Đại Hải rất khó hiểu, chẳng qua có thể hiểu một điều Tương Uẩn Hoa rất coi trọng Triệu Quốc Đống. La Đại Hải biết tuổi mình đã gần tới, làm 2 năm bí thư huyện ủy là lui. Điều này làm y thấy rõ ràng, có thể làm tốt công việc vì dân chúng Hoa Lâm. Quyển 5,
Chương 78, giao thủ 1. Chiếc xe Audi biển quân đội tiến vào trụ sở thị ủy làm người ta hiểu được hội nghị thường ủy sẽ diễn ra. Hơn nữa nhất định sẽ nghiên cứu vấn đề rất quan trọng. Tấn Như Phong bình thường rất ít khi tham gia hội nghị thường ủy, trừ khi thông báo chỉ thị quan trọng của Trung ương, còn đâu y đều không muốn tham gia vào việc của địa phương. Mặc dù các hội nghị nghiên cứu nhân sự thì y cũng xin phép không tham gia. Mọi người không nhịn mà cùng nhìn lên phòng hội nghị ở tầng 3, đây bình thường được gọi là phòng hội nghị quỳ hoa bởi vì trên cửa sổ có vài chậu quỳ hoa. Các thường vụ lục tục tiến vào phòng hội nghị quỳ hoa. Theo thông lệ vào phòng hội nghị không phải đều là thường vụ thị ủy hết. Phó trưởng ban thư ký thị ủy, Trung Viễn Hằng cũng được tham gia vì y là người ghi chép. Bốn người Chu Xuân Tú, Mao Bình, Trương Thiên Phóng và Nghiêm Lập Dân gần như cùng tiến vào phòng hội nghị. Các thường vụ tiến vào đều tuân theo vị trí bố trí. Khi Tấn Như Phong tiến vào phòng hội nghị thì vừa lúc thấy Mục Cương và Kim Vĩnh Kiện đang nói chuyện ở trên hành lang. Ba người vui vẻ tiến vào, Lý Trọng Sơn cũng chỉ chậm hơn một bước. Lý Trọng Sơn trông khá vui vẻ. Tương Uẩn Hoa cùng Mạch Gia Huy tiến vào phòng hội nghị chỉ hơn kém nhau nửa bước, nhưng nửa bước này cũng đại biểu ý nghĩa của nó. Giống như Kỳ Dư Hồng chỉ vào phát hiện chậm hơn Mạch Gia Huy nửa bước mà thôi. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy có chút ngạc nhiên khi Tấn Như Phong tới tham gia hội nghị. Cũng may vị chính ủy quân khu này bình thường đều ngậm miệng ăn tiền, không sẽ uống trà, hút thuốc. Trà Hoa Lâm và Thương Hóa là thứ Tấn Như Phong thích nhất. Loại trà đen này có mùi nặng. Theo Tương Uẩn Hoa, Mạch Gia Huy và Kỳ Dư Hồng tiến vào, không khí phòng hội nghị cũng trở nên náo nhiệt hơn. Lão Nghiêm, nghe nói hôm qua ở đường Duyên Hà thấy một xác chết. Tin tức của Lão Kim nhanh thật, vụ án đang được điều tra, kẻ tình nghi đã bị bắt. Bây giờ đội cảnh sát hình sự đang thẩm vấn. Nghiêm Lập Dân cười cười mà nói. Kim Vĩnh Kiện cũng cười nói. Việc xảy ra ở nội thành sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ gần quốc khánh nên Cục Công an thành phố nên có hành động để giảm lo lắng của dân chúng mới phải. Đảng ủy Cục Công an thành phố đã bố trí tất cả các khu vực cụ thể, đội ngũ vũ trang sẽ tiến hành giám sát chặt các khu vực trọng yếu. Đến lúc đó sẽ có hơn 100 tên tội phạm bị công khai bắt và tuyên phạt. Lão Kim yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho dân chúng hưởng quốc khánh vui vẻ, an toàn. Nghiêm Lập Dân hừ một tiếng mà nói. Tương Uẩn Hoa cười cười mở tài liệu của mình ra xem. Giống như tất cả tâm tư đều đặt vào đó. Mạch Gia Huy nhìn ra xa xa, không ngừng hút thuốc, tai như không nghe thấy gì. Kỳ Dư Hồng lại nhíu mày giống như thấy phiền phức, sau đó nâng chung trà nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống đĩa vang lên tiếng kêu thanh thúy. Có lẽ bị tiếng động này hấp dẫn, Kim Vĩnh Kiện đành ngậm miệng lại. Mục Cương đặt tài liệu lên trước mặt, Tương Uẩn Hoa cũng gập tài liệu của mình vào. Họp, Tương Uẩn Hoa nói như vậy làm cho mọi người thu thập tâm trạng. Trung Viễn Hàng liền phát tài liệu cho các vị thường vụ.